Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Nghị Vân. Tập 211. Hai người chính nói chuyện hết sức, Huyền cùng cùng thần nông thị một người tộc nhân song song bước nhanh mà đến, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Thần tôn đã xảy ra chuyện. Càng Minh sư huynh đã xảy ra chuyện. Hai người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Giờ phút này những người khác cũng đã đi tới. Dương Nghị Vân trong lòng trầm xuống, có không hảo dự cảm. Chuyện gì? Dương Nghị Vân vội vàng hỏi. Chúng ta đội ngũ trung thiếu ba người. Huyền cùng nói. Thiếu ai? Dương Nghị Vân hỏi. Thạch giám đảm đương, Thoán Thiên Hầu cùng Thiên Hạc Huyền cùng nói. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, như thế nào sẽ thiếu? Chuyện khi nào? Căn bản không biết, bọn họ ba cái vì một tiểu đội đi ở cuối cùng, ở bọn họ ba người phía trước là Sa Hồ Nương Nương và Medusa, Hùng Du Thiên một đội, ta hỏi qua các nàng nói căn bản không phát hiện, chính là vừa mới dừng lại tu chỉnh thời điểm mới phát hiện không thấy thạch giám đảm đương ba người. Huyền cùng giải thích nói. Vân đạo huynh, ta bên kia tình huống cùng ngươi bên này giống nhau. Lúc này thần nông Càng Minh cũng nghe xong rồi tộc nhân hội báo, sắc mặt ngưng trọng đã đi tới. Dương Nghị Vân đem Sa Hồ Nương Nương, Medusa cùng Hùng Du Thiên hô qua tới hỏi chuyện, đến ra kết luận là căn bản liền không có bất luận cái gì phát hiện, thạch giám đảm đương ba người quả thực chính là thần không biết quỷ không hay biến mất, nếu không phải dừng lại tu chỉnh, sợ là đến bây giờ sẽ không biết ba người không biết khi nào biến mất. Theo lý thuyết hẳn là không đến mức mới đúng, tuy rằng hắn hạ lệnh ba người vì một tiểu đội, nhưng mỗi một đội thành viên chi gian đều là lẫn nhau theo sát sau đó, cách xa nhau sẽ không siêu việt 3 mét, 3 mét mà thôi, có bất luận cái gì động tĩnh đều phía trước đều sẽ có phát hiện, nhưng cố tình không có. Này liền quỷ dị, Càng Minh đạo huynh ngươi cảm thấy là chuyện như thế nào? Dương Nghị Vân hỏi thần nông Càng Minh. Quỷ mị chiến hồn đoạt xá, thần nông Càng bên ngoài sắc ngưng trọng nói ra 4 chữ. Dương Nghị Vân trầm giọng nói, dùng cái gì thấy được? Chỉ nghe thần nông Càng nói rõ nói, ta phía trước nói qua, quỷ mị chiến hồn chàng có hai loại dị vật, đều là chiến hồn biến thành, một vì chiến hồn bám vào người với núi đá cỏ cây cũng hoặc là chim bay cá nhảy trên người, do đó hình thành biến dị tà vật. Nhị vì cường đại tàn hồn không tiêu tan, cũng không cần dựa vào bất luận cái gì vật dẫn, nhưng lại một khi có ngoại giới sinh linh tiến vào, là có thể đoạt xá chi. Chỉ có cường đại quỷ mị tàn hồn mới có thể làm được vô thanh vô tức xâm lấn đoạt xá. Người ta hai nhà mất đi 6 cá nhân, 89 phần 10 là bị quỷ mị chiến hồn cấp đoạt xá, thần nông Càng Minh ngưng trọng nói. Dương Nghị Vân tuy rằng sớm đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng nghe được thần nông Càng Minh cái này phân tích kết quả, hắn một lòng vẫn là chiều chiều một chút. Bị quỷ mị chiến hồn đoạt xá lúc sau, có phải hay không lập tức sẽ mất đi tự mình ý thức? Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Thần nông Càng Minh nói. Lý luận đi lên nói là có thời gian giảm sóc, nhưng không có quy luật minh xác thời gian, bởi vì đoạt xá giả cùng bị đoạt xá giả chi gian mất đi tự mình ý thức thời gian quyết định bởi với bị đoạt xá giả nguyên thần mạnh yếu cùng ý chí mạnh yếu, phản chi quỷ mị chiến hồn lực lượng cường đại cũng là có thể gia tốc bị đoạt xá giả tự mình ý thức tiêu vong thời gian. Nói thật, một khi bị quỷ mị nhiều ít xâm lấn thân thể, đa số dưới tình huống, đều là tử lộ một cái, bọn họ mấy cái vô thanh vô tức biến mất, đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thậm chí bên người đồng bạn đều không có nhận thấy được, đủ để thuyết minh, theo dõi bọn họ 6 cái quỷ mị chiến hồn rất cường đại, trái lại cũng có thể nói bọn họ 6 người nguyên thần cùng ý chí lực tương đối bạc nhược, sợ là không có. Dương Nghị Vân ninh chặt nắm tay, hắn trong lòng phi thường không cam lòng, ở máu lâm một đường đi tới, đều không có tổn thất một người, không nghĩ tới bước vào quỷ mị chiến hồn chàng vô thanh vô tức liền phải tổn thất 3 người. Đối với tới nói, tích lũy điểm này của cải không dễ dàng. Không hy vọng tổn thất một người, huống chi một chút liền biến mất 3 cái. Thật sự là không cam lòng. Cắn răng một cái nói, không được, ta phải đi tìm xem bọn họ mỗi một cái đều không dễ dàng, chết phải thấy thi thể sống phải thấy người, ta muốn đi tìm xem. Thần nông Càng Minh khẩn trương nói, Vân đạo huynh không thể trò đùa, chúng ta nếu là chính diện đối thượng quỷ mị chiến hồn còn có thể ứng đối, nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến, người cũng không biết đi đâu tìm. Vạn nhất đụng tới cường đại quỷ mị đương như thế nào cho phải. Vân đạo huynh nghe ta một câu thôi bỏ đi, đụng phải cũng chỉ có thể là nói bọn họ 6 cái khí vận không tốt, thường lui tới loại sự tình này đều có phát sinh quá, lịch đại tiền bối tiến vào quỷ mị chiến hồn chàng, cũng gặp được quá cùng loại tình huống, đi nghĩ cách cứu viện, nhưng cuối cùng ngược lại là bị đoạt xá người trái lại giết đồng môn, phải biết rằng một khi bị quỷ mị đoạt xá, nhưng chính là đi tự mình ý thức, hoàn toàn hóa thành quỷ mị tà vật, lúc ấy là lục thân không nhận.
lại nói một khi bị quỷ mị xâm lấn. Còn chưa từng có bị liền tới đây liệt tử, nghe ta một câu, đừng đi mạo hiểm. Lúc này Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên cũng đã đi tới. Hai người đều là hồng con mắt. Mất Tích Thạch dám đảm đương là Thần Mộc lão tổ nguyên lai huynh đệ, là năm đó ở Vĩnh Hằng thần giới Thần Mộc lão tổ nói cung tam cung chủ, cũng có thể nói là huynh đệ, mà mặt khác hai cái Thoán Thiên Hầu cùng Thiên Hạc, còn lại là lệ thuộc với Hùng Du Thiên, là Hùng Du Thiên nhị đệ tam đệ, đều cùng Thần Mộc lão tổ tình huống giống nhau. Hai người cũng nghe đã đến Thần Nông Càng Minh đối Dương Nghị Vân sợ rằng nói, tự nhiên cũng minh bạch này trong đó đạo lý cùng nguy hiểm. Thần tôn ngài lưu lại đi, ta cùng lão Hùng đi, Thạch dám đảm đương là ta huynh đệ, là ta thân nhân, chính như ngươi lời nói cho dù là chết, ta muốn cũng nhìn thấy hắn thi thể, nếu là ta cũng chưa về nói, ta phu nhân liền làm ơn thần tôn. Thần Mộc lão tổ ngữ khi có chút trầm thấp nói. Đúng vậy thần tôn, Thiên Hạc cùng Thoán Thiên hai cái rất sớm liền đi theo ta, chúng ta thân như huynh đệ, vô luận như thế nào ta muốn đi tìm xem. Thần tôn ngài có thể là chúng ta Vân Môn thần cảnh chi chủ, vạn không thể mạo hiểm, ngài là không thể đi, theo ta cùng Thần Mộc lão nhân đi thôi, nếu là chúng ta cũng chưa về, liền thỉnh thần tôn giúp ta chiếu cố Hoan Nhi, kia nha đầu tâm tư đơn thuần tâm trí cũng không có triển khai, đến là cùng ngài thân cận, ta lão Hùng yên tâm. Hùng Du Thiên cũng ra tiếng nói chuyện. Dương Nghị Vân nghe hai người nói xong, híp mắt trầm giọng nói xong sao? Xong rồi. Xong. Hùng Du Thiên cùng Thần Mộc lão tổ đều là sửng sốt. Nghe được ra tới, Dương Nghị Vân ngữ khí không đúng. Nói thật, bọn họ thật đúng là kính sợ Dương mỗ nhân. Nói xong liền câm miệng, Dương Nghị Vân ngữ khí không tốt, đề cao rất nhiều giống lên một tiếng. Người sau hai người đều là cổ co rụt lại. Liền tính là những người khác đều có chút sợ hãi, đại gia đi theo Dương mỗ nhân cũng có chút thời gian, nhiều ít đối hắn tính tình là hiểu biết một ít. Đều biết Dương mỗ nhân sẽ không dễ dàng tức giận, hắn nếu là nghiêm túc nghiêm khắc thời điểm, là thực sự có uy áp tồn tại, không có người không sợ hãi. Này đó không ai dám nói chuyện. Dương Nghị Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên đạo, từ ta đem các ngươi mang ra Vĩnh Hằng thần giới ngày đó bắt đầu, từ các ngươi cho rằng chủ, bái ta là chủ kia một khắc khởi, ta chính là các ngươi chủ, cũng là Thạch dám đảm đương là Thiên Hạc là Thoán Thiên Hầu chủ, làm chủ chính là ta cái này chủ. Bọn họ là các ngươi huynh đệ thân nhân, chẳng lẽ không phải ta huynh đệ thân nhân? Nói tới đây thời điểm Dương Nghị Vân ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chờ tuy là bị động theo ta Dương Nghị Vân, nhưng ta hiện tại liền nói cho các ngươi, ta từ trong lòng chưa từng có đem các ngươi trở thành quá là nô bộc, ta đương các ngươi mỗi một cái là huynh đệ. Các ngươi đi theo ta, ta liền có trách nhiệm vì các ngươi phụ trách, chúng ta 19 người tiến đến, liền phải một 19 người hồi, chẳng sợ. Cho dù là có ngoài ý muốn, ở trở về thời điểm ta cũng muốn mang theo các ngươi thi thể trở về, liền tính không có thi thể, cũng muốn lập hạ một cái mộ chôn di vật, ta sẽ không từ bỏ một người. Dương Nghị Vân mỗi một câu đều cương cường hữu lực, kiên định vô cùng. Những lời này nghe vào Thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên trong tai, nghe vào mỗi người trong tai sau, một đám đôi mắt đều đỏ. Đều là thần linh tồn tại, tuy theo đuổi đại đạo, nhưng đại đạo mờ ảo, con đường này thượng buồn tẻ. Trừ bỏ nói, con đường này thượng còn có khác xuất sắc, lúc này mới không thiếu vị. Dương Nghị Vân một phen lời nói, làm mọi người đều động dung, đều là có huyết nhục có linh hồn thần linh, ai có thể chân chính làm được vô tình vô nghĩa vô tình vô dục, thái thượng vong tình. Làm không được, đặc biệt là đối yêu tộc tới nói, bọn họ nội tâm tình cảm, thường thường có đôi khi so với nhân tộc càng mãnh liệt. Ta chờ nguyện thề sống chết đi theo thần tôn, vĩnh thế không hối hận, dù cho hồn phi phách tán. Không oán không hối hận. Lại là Thần Mộc lão tổ chạm vào một chút quỳ xuống, hồng con mắt lớn tiếng nói chuyện, giờ khắc này hắn không phải ở vuốt mông ngựa tỏ lòng trung thành, mà là rõ ràng cảm nhận được Dương Nghị Vân tự có chân tình bị cảm động. Ta chờ nguyện thề sống chết đi theo thần tôn vĩnh thế không hối hận. Tiếp theo là Hùng Du Thiên, Huyền Cung, Đoạn Thân mới vừa. Đám người một tiếng cao hơn một tiếng hò hét. Đối với bọn họ tới nói trừ bỏ theo đuổi đại đạo. Lại làm sao không nghĩ mặt khác sắc thái đâu. Dương Nghị Vân chậm rãi mở miệng nói, đứng lên đi, hiện tại không phải lừa tình thời điểm. Dương Nghị Vân là có cảm mà phát, cũng không có nói lúc này đi thu mua nhân tâm. Đương nhiên hắn cũng không cần. Không nghĩ tới đại gia lớn như vậy phản ứng. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp mở miệng nói, nơi đây không thể so máu lâm, các ngươi đều ở chỗ này chờ, ta cùng Hùng Hoan đi xem, tóm lại sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Ta cùng Hùng Hoan đi có ứng đối chi sách.
Thần tôn, thần mộc lão tổ nóng này. Dương Nghị Vân đánh gãy hắn, trực tiếp mở miệng, liền như vậy định rồi. Những người khác vừa thấy, đến Dương Nghị Vân quyết định bọn họ cũng không dám phản bác. Nhưng một đám trong lòng lại là ấm. Có cái kia chủ tử sẽ vì cấp dưới đi mạo hiểm. Rất ít, nhưng Dương Nghị Vân chính là trong đó một cái. Vân đạo huynh ngươi, giờ phút này thần nông Càng Minh đều giật mình, Dương Nghị Vân đây là nghiêm túc, thật muốn đi mạo hiểm. Càng Minh đạo huynh ta ý đã quyết, không cần lại nói, nơi này liền giao cho ngươi. Dương Nghị Vân nói, thần nông Càng Minh cắn răng một cái nói, ta đây cùng ngươi cùng đi đi. Dương Nghị Vân có thể vì thủ hạ đi mạo hiểm, hắn nếu là không đi, tộc nhân tất nhiên sẽ có ý kiến, cứ việc hắn biết đi tìm cũng là phí công, có thể hay không tìm được hay nói, liền tính tìm được rồi cũng muốn mạo rất lớn nguy hiểm, nhưng là Dương Nghị Vân như vậy một làm, hắn cũng không lựa chọn. Cái này làm cho thần nông Càng Minh thực buồn bực. Dương Nghị Vân lại là lắc đầu nói, Càng Minh đạo huynh ngươi vẫn là muốn lưu lại, chỉ có ngươi đã tới nơi này, tương đối muốn hiểu biết một ít, ta dẫn người đi thôi. Ngươi yên tâm, ta có thể tìm được ta vân môn thần cảnh ba người, tất nhiên liền sẽ không ném xuống ngươi thần nông thị người, nếu là thật sự không yên tâm ngươi liền phái cá nhân đi theo ta cùng đi đó là. Mặt khác các ngươi lại lần nữa chờ chúng ta 10 ngày, nếu là 10 ngày trong vòng chúng ta không trở về, các ngươi liền nghĩ cách đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta ở bên ngoài hội hợp. Nghe được Dương Nghị Vân nói như vậy, thần nông Càng Minh gật đầu nói, như thế cũng hảo, bằng không ta nhiều phái hai người cùng ngươi cùng đi đi. Không, người càng ít ngược lại càng tốt, một cái cũng đủ. Dương Nghị Vân cự tuyệt thần nông Càng Minh đề nghị. Kia hành thần nông Càng Minh gật đầu, ngay sau đó đối một người lão giả nói, Càng Phong sư đệ ngươi đi theo cây dương tôn đi một chuyến đi. Là, sư huynh, thần nông thị tộc nhân chung đi ra một người gầy nhưng rắn chắc lão giả, đi vào Dương Nghị Vân trước mặt chào hỏi, lại là không có gì lời nói cái loại này người. Chúng ta đây xuất phát, Dương Nghị Vân nói xong đối Huyền cùng gật đầu ý bảo một chút, làm hắn mang hảo đội ngũ. Theo sau Dương Nghị Vân mang theo Hùng Hoan cùng thần nông thị thần nông Càng Phong xoay người mà đi. Dương Nghị Vân lựa chọn mang lên Hùng Hoan đó là bởi vì Hùng Hoan huyết mạch thiên phú ở chỗ này có thể phát huy ra độc đáo chỗ, nói không chừng có thể giúp đỡ chính mình. Mà thần nông thị cái này tộc nhân thần nông Càng Phong hắn kỳ thật biết hoàn toàn là thần nông Càng Minh sợ mặt mũi thượng không qua được. Không hảo cấp tộc nhân công đạo sản vật mà thôi. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc có thể hay không tìm được thạch giám đảm đương ba người, nhưng làm bọn họ chủ nhân, hắn cần thiết làm như vậy, cũng có nghĩa vụ làm như vậy. Tìm là khẳng định muốn tìm, nói sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, nhất định phải làm đến. Hoan Hoan người có không cảm nhận được cái gì chỗ đặc biệt. Dương Nghị Vân mang theo Hùng Hoan cùng thần nông Nhạc Phong đi rồi một đoạn đường rút lui lúc sau, dừng lại hỏi Hùng Hoan. Hùng Hoan nghĩ nghĩ nói, không có gì cảm giác. Dương Nghị Vân cũng không báo cái gì hy vọng, chính là như vậy vừa hỏi, nếu thực sự có cái gì dị thường nói, ở thạch giám đảm đương ba người biến mất thời điểm, tin tưởng Hùng Hoan sớm đã có phát hiện. Hảo đi, từ giờ trở đi ngươi cẩn thận cảm thụ chung quanh biến hóa, có cái gì dị thường liền nói cho ta, chúng ta nhất định phải tìm được bọn họ mới được. Dương Nghị Vân vừa đi vừa nói chuyện. Ân, ta đã biết. Hùng Hoan cũng nghiêm túc lên. Trên người nàng tản ra nhàn nhạt huyết sắc vầng sáng, nỗ lực tìm kiếm manh mối. Có cái xấu hổ chỗ là, đại gia ai cũng không biết thạch giám đảm đương bọn họ mấy cái là khi nào, ở kia một chặng đường thời điểm biến mất không thấy. Hiện tại dựa theo đường cũ phản hồi đi đến, cũng là chạm vào vận khí. Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Phong còn lại là vừa đi vừa quan sát trên đường hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không có điều phát hiện. Chúng thần vực thế giới rất nhiều địa phương thần thức đều là không thể dùng, cái này làm cho bọn họ tìm kiếm người khó khăn phi thường đại, nếu không có gì đặc thù nhằm vào nói, cùng biển rộng tìm kim không có gì hai dạng. Cũng may thực mau Hùng Hoan liền có phát hiện. Vân đại ca ta tựa hồ bắt giữ tới rồi một cổ đặc biệt hơi thở. Ước chừng đi rồi vài phút sau Hùng Hoan thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân vội vàng hỏi, cái dạng gì hơi thở? Ở cái kia phương hướng, còn có thể truy tìm đến. Hắn một hơi hỏi ba cái vấn đề. Hùng Hoan chỉ vào trong tầm mắt một mảnh bụi cây nói, liền ở bên kia, này cổ hơi thở cho ta cảm giác thực đặc thù, nói như thế nào đâu. Hùng Hoan nghĩ nghĩ nói, thực lãnh cái loại cảm giác này, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng ta còn là có thể cảm giác được, hơn nữa ta có thể cảm nhận được thiên hạc thúc thúc cùng thoán thiên thúc thúc hơi thở hỗn loạn ở trong đó, ta hẳn là có thể tìm được bọn họ. Thiên hạc cùng thoán thiên hầu đều là Hùng Hoan phụ thân Hùng Du thiên huynh đệ.
Hùng Hoan đối bọn họ hơi thở tự nhiên không xa lạ. Dương Nghị Vân trong lòng vui vẻ nói, nhanh như vậy đi ngươi dẫn đường tìm kiếm. Tốt, Hùng Hoan gật đầu. Dương Nghị Vân trong lòng cũng sốt ruột a, hắn kỳ thật còn ôm một phần hy vọng có thể mau chóng tìm được Thạch Giám đảm đương cùng Thiên Hạc bọn họ, cho dù là bọn họ bị quỷ mị chiến hồn đoạt xá nghĩ đến là yêu cầu thời gian, rốt cuộc bọn họ mấy cái cũng không phải tầm thường thần linh, nhưng đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc tồn tại, cái này trình tự ở toàn bộ thần giới cũng không có nhiều ít tồn tại. Muốn tu luyện đến thiên đạo quy tắc trình tự xác suất kia chính là tương đương gian nan. Huống hồ lần này bọn họ mấy cái đều dùng tu la đan sau tu vi đều có tăng lên. Quỷ mị chiến hồn lại lợi hại, muốn đoạt xá bọn họ, chung quy yêu cầu thời gian đi. Nếu tìm được sớm, nói không chừng còn có thể cứu bọn họ. Một chút tổn thất ba cái thiên đạo quy tắc thủ hạ, đối Dương Nghị Vân tới nói chính là lấy máu. Hắn vân môn thần cảnh chính là muốn dựa vào này một nhóm người. Kế tiếp ở Hùng Hoan tìm kiếm hạ, Dương Nghị Vân ba người tiến vào một mảnh cây cối. Một đường tìm kiếm mà đi, quả nhiên Dương Nghị Vân phát hiện một ít hư hao bụi cây dấu vết. Hắn biết Hùng Hoan hẳn là tìm đúng rồi. Cũng không biết bọn họ mấy cái bị quỷ mị xâm lấn thân thể lúc sau, sẽ đi nơi nào. Nói vậy nhất định sẽ tìm một chỗ hoàn toàn đoạt xá bọn họ thân thể đi. Ba người xuyên qua ở bụi cây, Dương Nghị Vân một đường mà đi thần lực vận chuyển dưới, đốt cháy ra tới một cái lộ, nhanh hơn nện bước. Ước chừng 200-300 sau. Ba người đi ra này phiến cây cối. Giờ phút này lại là đi tới một ngọn núi vách tường trước, trong tầm mắt xuất hiện một cái đen nhánh sơn động. Vân đại ca tựa hồ liền ở cái này sơn động, hơi thở đến nơi đây biến mất. Hùng Hoan nói. Đi, đi vào. Dương Nghị Vân nói. Dương thần tôn không thể tùy tiện, ta cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. Thần Nông Càng Phong nói, hắn là phụng sư huynh thần Nông Càng Minh chi mệnh mà đến, khá vậy biết Dương Nghị Vân tìm kiếm mấy người ý nghĩa không lớn. Phàm là bị quỷ mị chiến hồn xâm lấn người, liền không có thể cứu ra, xem cái này sơn độc, hơi thở thượng quá mức âm lãnh, đều hắn cảm giác được phi thường bất an. Dương Nghị Vân nhìn thần Nông Càng Phong liếc mắt một cái hử lạnh nói, người muốn sợ sẽ ở bên ngoài chờ, Hoan Hoan chúng ta đi vào. Dương Nghị Vân không để ý tới thần Nông Càng Phong mang theo Hùng Hoan trực tiếp tiến vào đen như mực sơn động. Hắn xem như nhìn ra tới, cái này thần Nông Càng Phong so với thần Nông Càng Minh kém xa. Mặc kệ hắn có vào hay không, hắn dù sao muốn đi. Nếu tìm được rồi địa phương, há có lùi bước chi lý. Nguy hiểm giống như gì? Từ bọn họ bước vào chúng thần vực thế giới một khắc khởi, cũng đã là nguy hiểm. Hoan Hoan khả năng cảm nhận được cái gì sao? Đen nhánh vô cùng trong sơn động, Dương Nghị Vân vừa đi vừa hỏi Hùng Hoan. Vân đại ca ta cái gì đều cảm thụ không đến, Hùng Hoan thành thành thật thật trả lời. Dương Nghị Vân vỗ vỗ nàng bả vai nói, không có việc gì, ngươi theo sát ta liền hảo, nếu tìm được rồi nơi này, chúng ta vào xem sẽ biết, kế tiếp vấn đề giao cho ta liền hảo. Hắn nghe được ra tới, Hùng Hoan vẫn là có chút tự trách. Ân, tốt, Hùng Hoan nhẹ giọng trả lời, gắt gao đi theo Dương Nghị Vân phía sau. Toàn bộ sơn động rất lớn, tuy rằng đen nhánh vô cùng, nhưng Dương Nghị Vân cùng Hùng Hoan chung quy là cao cấp thần linh, thị lực có thể đạt được vẫn là có thể nhìn đến. Ở Dương Nghị Vân trong mắt cái này sơn động cao số ước lượng 10 trượng, bề rộng chừng mấy chục trượng, vẫn luôn thẳng tắp thông hướng về phía sơn bụng chỗ sâu trong, cũng không biết có bao nhiêu sâu. Trong không khí tràn ngập cùng ngoại giới giống nhau mùi máu tươi, chỉ là càng thêm nồng đậm. Hai người đi rồi càng vài trăm thước sau, Dương Nghị Vân ngừng lại, mày nhăn lại. Vân đại ca làm sao vậy? Hùng Hoan ở sau người hỏi. Dương Nghị Vân sườn khai thân nói, ngươi xem phía trước. Hùng Hoan theo Dương Nghị Vân ngón tay nhìn lại là phát hiện phía trước xuất hiện một lần cao nguyệt mấy trăm trượng cao khoan tường đá, nhưng là tại đây bức tường thượng còn lại là xuất hiện rậm rạp sơn động, mỗi một cái sơn động lớn nhỏ coi trọng đi lên đều giống nhau, ước chừng 3 mét đường kính bộ dáng. Này, Hùng Hoan cũng ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy sơn động xuất hiện, nên như thế nào lựa chọn tiến vào cái nào đi? Đây là một đạo lựa chọn đề A. Người cảm thụ một chút nhìn xem có hay không cái nào sơn động là bất đồng. Dương Nghị Vân làm Hùng Hoan thử xem. Ân, ta thử xem. Hùng Hoan gật gật đầu đi ra phía trước, nhắm mắt lúc sau, toàn thân phát ra nhàn nhạt huyết quang, nàng thúc giục chính mình huyết mạch chi lực. Nửa ngày lúc sau, Hùng Hoan trên người vầng sáng tan đi, có chút ủ rũ nói, Vân đại ca ta cái gì đều cảm thụ không đến. Đối với Hùng Hoan kết quả này, ở Dương Nghị Vân đoán trước bên trong, đảo cũng không thất vọng.
Hùng Hoan Tử đến cửa động thời điểm liền nói cảm thụ không đến hơi thở, tới rồi nơi này đồng dạng, cũng bình thường. Cười cười ý bảo không quan hệ, Dương Nghị Vân mở miệng nói, kế tiếp xem ta, bất quá ngươi muốn ở chỗ này cho ta hộ pháp, không thể làm bất cứ thứ gì tới gần ta, có thể làm được sao? Hùng Hoan nghe Dương Nghị Vân nói như thế, tức khắc trong lòng có chút khẩn trương, nhưng như cũ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta có thể. Hảo, ta chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu đi xem này đó huyệt động, người bảo hộ hảo ta thân thể liền hảo, kỳ thật cũng không cần khẩn trương, nơi này cũng không có gì người tồn tại, nếu là có việc ta sẽ trước tiên trở về. Dương Nghị Vân khi nói chuyện khoanh chân mà ngồi. Kế tiếp hắn chuẩn bị nguyên thần xuất khiếu thử xem. Đương nhiên hiện tại nguyên thần xuất khiếu nhưng cùng tu chân thời kỳ là hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm. Tu chân thời kỳ nguyên thần xuất khiếu như đi vào cõi thần tiên, kia cũng chỉ có thể là như đi vào cõi thần tiên một chút, nguyên thần là phi thường yếu ớt, hơn nữa như đi vào cõi thần tiên không thể khoảng cách thân thể quá xa, cũng không thể vượt qua quá dài thời gian. Nhưng hiện tại là tu thần cấp đừng, đặc biệt Dương Mẫu Nhân đã xem như bước vào cao giai thần linh trình tự, hắn nguyên thần đã trải qua tu luyện, hơn nữa lần này luyện hóa con nhím thụ hồn năng lượng sau, có một lần thoát biến, hiện giờ nguyên thần xuất khiếu, chính là có thể chiến đấu. Nguyên thần cường đại đến trình độ nhất định lúc sau, vốn chính là độc lập tồn tại, cho dù là không có thân thể vật dẫn, cũng là có thể bất diệt bất hủ tồn tại. Rời đi thân thể dài hơn rất xa đều không sao. Lại nói hắn thân thể hiện giờ là thần thể, hơn nữa là kim cương lưu ly thân thể cấp bậc, không có nguyên thần cũng không sợ, đồng dạng là không hủ bất hủ. Bất quá nói trở về, hắn là nội ngoại kiêm tu, thân thể cùng nguyên thần kết hợp mới là hoàn mỹ nhất, uy lực cường đại nhất. Sở dĩ dặn dò Hùng Hoan cũng là không hy vọng thân thể có cái gì ngoài ý muốn. Mong muốn nói là nguyên thần xuất khiếu, không bằng nói hiện tại là thần nguyên xuất khiếu. Hắn sở dĩ lựa chọn nguyên thần xuất khiếu là bởi vì, hắn lần trước đang bế quan tu luyện lúc sau, phát hiện chính mình nguyên thần trạng thái hạ, có thể có được cùng loại thần thức xem xét năng lực, đương nhiên có thể so thần thức xem xét cường đại quá nhiều, xưng là nguyên thần ý thức mới chuẩn xác. Đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn nguyên thần xuất khiếu lúc sau lấy nguyên thần ý thức đi xem xét, mới là nhanh nhất chuẩn xác nhất thậm chí là ổn thỏa, lúc trước hắn nếm thử quá, hắn nguyên thần ý thức xuất hiện thời điểm, liền tính là đoạn thân mới vừa trở thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi đều phát hiện không được hắn. Cho nên hắn hiện tại nguyên thần xuất khiếu đi xem xét, liền tính này đó sơn động trong vòng có quỷ mị chiến hồn tồn tại, cũng không sợ bị phát hiện. Liền tính phát hiện hắn cường đại nguyên thần cũng không sợ cái gì. Lập tức Dương Nghị Vân khoanh chân mà ngồi, trong lòng vừa động lúc sau, nguyên thần xuất khiếu mà ra. Hoan Hoan ta đi. Hắn đối Hùng Hoan nói một tiếng. Vân đại ca ngươi cẩn thận. Hùng Hoan nhìn Dương Nghị Vân tản ra kim quang nguyên thần nói. Dương Nghị Vân nguyên thần kim quang lấp lánh, hắn là muốn cho Hùng Hoan nhìn đến, nếu là không nghĩ, tự nhiên có thể nội liếm cùng nhau hơi thở, đến lúc đó Hùng Hoan rất khó nhìn đến hắn nguyên thần trạng thái. Vèo. Dương Nghị Vân nguyên thần hóa thành một đạo kim quang, tùy ý lựa chọn một cái sơn động đi vào, nháy mắt biến mất không thấy. Giống ngao. Vào sơn động trong nháy mắt, Dương Nghị Vân nghe được giống lên một tiếng, trong lòng lắc đầu cười, hắn biết Hùng Hoan cuồng hóa. Nhà đầu này rất coi trọng cấp Dương Nghị Vân thân thể hộ pháp, tự nhiên không dám chậm trễ, ở Dương Nghị Vân nguyên thần rời khỏi sau, liền trực tiếp cuồng hóa bản thể, hóa thành một đầu 3 mét rất cao huyết hùng, như cũ là trước đây như vậy bộ mặt dữ tợn. Nhưng hơi thở lại là vô cùng cuồng bạo cường đại. Nàng bảo hộ ở Dương Nghị Vân thân thể trước, toàn thân căng chặt. Giờ phút này Dương Nghị Vân tiến vào trong đó một cái sơn động lúc sau, liền phát hiện quả nhiên cùng phỏng đoán tưởng tượng, trên tường đá vô số sơn động trong vòng lại là bên trong vòng cổ ở bên nhau. Hắn nguyên thần trạng thái dưới, một niệm dưới chính là mấy chục dặm, phát hiện bên trong mạng nhện giống nhau phức tạp vô cùng thông đạo. Nếu là ở không thể dùng thần thức dưới tình huống, chỉ dựa vào hắn cùng Hùng Hoan liền cá nhân một cái nói đi tìm, không nói đến mê cung giống nhau trong sơn động có thể hay không lạc đường vấn đề, liền tính là không lạc đường, đợi khi tìm được thạch giám đảm đương bọn họ, đến lúc đó phỏng chừng dao kim châm đều lạnh thấu. Cũng may hiện tại hắn nguyên thần trạng thái dưới, có được nguyên thần ý thức, liền tính là mê cung, hắn nguyên thần ý niệm vận dụng dưới, cũng chính là một giây là có thể xem xét rõ ràng vấn đề. Không có ở tiếp tục đi xuống đi, đứng ở tại chỗ. Dương Nghị Vân ý niệm vừa động dưới, ong một chút, nguyên thần ý thức khuếch tán đi ra ngoài, tức khắc tràn ngập mỗi một cái sơn động con đường. Hơn nữa bay nhanh mau, cơ hồ là một niệm dưới ý niệm có thể đạt được tốc độ.
Không đến 10 tức thời gian, hắn nguyên thần bỗng nhiên chấn động, hắn thấy được, ở một chỗ tương đối phong bế không gian trong vòng, xuất hiện 6 cá nhân, một đám đều lấy kỳ quái tư thế ngồi xếp bằng với mà, toàn thân đều tản ra đỏ thắm huyết quang. Mà ý niệm chung cảm nhận được một cổ âm lãnh hơi thở. Đương hắn xuất hiện ở cái này không gian sau, liền xem cảm giác tựa hồ trong nháy mắt bị thứ gì cấp theo dõi giống nhau. Hắn không dám nhiều làm dừng lại, ý niệm trước tiên lui về, nguyên thần đi vòng vèo trở về, ngay sau đó trở về bản thể, mở hai mắt nói, Hoan Hoan theo ta đi, tìm được bọn họ. Hùng Hoan thần kinh còn đều căng chặt, nàng không nghĩ tới Dương Nghị Vân sẽ trở về nhanh như vậy. Vèo. Thẳng đến Dương Nghị Vân vèo một chút xông ra ngoài, nàng mới phản ứng lại đây, vội vàng cầy xong đi lên. Mà Dương Nghị Vân tìm được rồi thạch giám đảm đương chờ 6 người nơi lúc sau, thẳng đến mục đích địa. Hắn vừa rồi cảm nhận được một cổ cường đại thần hồn chi lực nhìn quét hắn một chút, tuy rằng kinh ngạc, nhưng lúc này cũng sẽ không luống cuống. Nên thượng vẫn là được với. Cũng không biết thạch giám đảm đương 6 người bị đoạt xá tới rồi cái gì trình độ, còn có thể hay không liền trở về. Mặc kệ thế nào hắn đều phải đi thử xem. Quỷ mị chiến hồn cường đại, ở chỗ thần hồn chi lực, hắn thần hồn cũng không kém. Đi thử xem liền biết. Thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, hắn cũng muốn kiến thức, tu la cùng cổ thần tộc chiến sĩ tàn hồn biến dị lúc sau xuất hiện hoàn toàn mới sinh vật sẽ là bộ dáng gì. Kỳ thật có một cái tình huống Dương Nghị Vân đè ở trong lòng vẫn luôn đều khống chế được không suy nghĩ. Nhưng sâu trong nội tâm lại là đã sớm ngo ngoe dục dịch muốn tìm tòi đến tột cùng. Cái này tình huống vô hắn, đó là tiến vào nơi này sau, lần đầu tiên nghe được tu la tộc này ba chữ bắt đầu. Dựa theo huyền cùng thần nông càng minh cách nói, tu la tộc không thuộc về tam giới sinh linh, lệ thuộc với tam giới ở ngoài đệ tứ giới xâm lấn thần giới sinh linh. Mà đệ tứ giới đó là U Minh. Mỗi một lần nghe được cùng U Minh giới có quan hệ bất luận cái gì từ ngữ, đều sẽ làm hắn nội tâm sinh ra thật lớn dao động. Vì cái gì đâu? Bởi vì hắn sâu trong nội tâm lớn nhất chấp niệm Liễu Lanh Canh. Năm đó Liễu Lanh Canh tự bạo lúc sau, lão nhân liền nói qua thế giới này có U Minh tồn tại, người sau khi chết hồn về U Minh, chỉ cần ngươi một ngày kia tu vi cường đại đỉnh có thể vào U Minh đem nàng tìm trở về. Dựa theo lão nhân năm đó cách nói, liền tính là tu sĩ hạng người, chỉ cần không có tu thành nguyên thần. Cho dù là tự bạo linh hồn như cũ sẽ tồn tại mà nhập U Minh, năm đó Liễu Lanh Canh căng chết chính là cái tiểu kim đan, tự nhiên sẽ nhập U Minh giới. Tới rồi tiên giới, thần giới lúc sau, nhiều mặt hỏi thăm rất nhiều người đều nói có U Minh giới tồn tại, đích xác như thế. Thỏ ra cách nói hắn cho rằng là nhất đáng tin cậy, ấn thỏ ra cách nói, đích xác có U Minh giới tồn tại, tu vi đạt tới lúc sau nhưng có 9 đại thiên đạo cường giả mở ra lục đạo luân hồi tiến vào U Minh giới. Điều kiện này hắn đã sớm đạt tới, vấn đề là năm đó hắn từ vĩnh hằng thần giới trở về lúc sau, thỏ ra rời đi, cho nên hắn không biết lục đạo luân hồi là chuyện như thế nào. Ở địa phương nào, yêu cầu như thế nào mở ra từ, chuyện này cũng liền tạm thả. Nhưng U Minh nói đến, vẫn luôn đều tồn tại. Nhưng Dương Nghị Vân chưa từng có chân chính tiếp xúc quá U Minh. Đều là tin vỉa hè. Mà lần này hắn tiến vào chúng thần vực lại là không nghĩ tới. Ở chúng thần vực chung có cái tu la tộc cư nhiên hư hư thực thực là từ U Minh giới mà đến, nhưng lại là tại rất sớm phía trước xâm lấn thần giới chủng tộc. Này cũng coi như là gần gũi có thể tiếp xúc đến U Minh giới. Cho nên hắn đối tu la tộc thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng ngoài miệng chưa nói ra tới, nhưng trong lòng vẫn luôn đều nghĩ đến. Đã biết quỷ mị chiến hồn chàng có tu la tộc tàn hồn lúc sau, hắn liền một con nghĩ có phải hay không có thể chào một con tới nghiên cứu một chút. Nếu tu la tộc hư hư thực thực đến từ U Minh, hắn vừa lúc có thể hiểu biết một chút, cũng làm tốt tương lai tìm kiếm Liễu Lanh Canh làm chuẩn bị. So sánh với thần nông càng nói rõ cái gì có thể được đến thần hồn tinh thể, hắn ngược lại không để bụng. Có cái này ý tưởng thời điểm, lại là thạch giám đảm đương mấy người biến mất. Không hề nghi ngờ bị quỷ mị chiến hồn chàng quỷ mị tàn hồn cấp xâm nhập đoạt xá, cái này hắn chỉ có thể trực tiếp thượng. Mặc kệ như thế nào, đều phải cùng nơi này quỷ mị đối thượng. Ngược lại là tùy hắn ý. Thần bí quỷ mị tàn hồn là hoàn toàn mới biến dị sinh linh, từ bắt đầu bước vào quỷ mị chiến hồn chàng, cư nhiên đều không có nhìn thấy, lại ở bất chi bất giác trung lược đi rồi bọn họ 6 cá nhân, đủ để thuyết minh thứ này quỷ dị. Dựa theo thần nông càng minh nói, tìm khả năng đều tìm không thấy, trừ phi chính diện gặp phải. Cũng may hắn làm việc không tin tà, bên người cũng có Hùng Hoan bực này huyết mạch thiên phú thủ hạ ở,
Hơn nữa hắn cường đại nguyên thần xuất khiếu dưới nguyên thần ý niệm xuất động thật đúng là cấp tìm được rồi. Đánh sâu vào sơn động thẳng đến mục tiêu nơi mà đi chính là, Dương Nghị Vân nội tâm còn có mạc danh một tia hưng phấn. Hắn nguyên thần ý niệm cường đại cùng đặc thù, ở chỗ này phát huy tác dụng, cơ hồ là hô hấp chi gian liền lục soát khắp rậm rạp tiểu sơn động, hoặc là nói là bao trùm, lúc sau tìm được rồi thạch giám đảm đương 6 người. Một cái không kém đều ở một chỗ sơn thể không gian nội. Chỉ là Dương Nghị Vân không biết, bọn họ 6 cái có phải hay không đã bị quỷ mị tàn hồn hoàn thành đoạt xá. Cho nên yêu cầu đuổi thời gian, tiếp đón Hùng Hoan một tiếng, trực tiếp liền vọt vào sơn động. Hùng Hoan ở cuồng hóa trạng thái phía dưới mục dữ tợn, nhưng lại là tiến vào chiến đấu hóa tốt nhất trạng thái. Dương Nghị Vân tốc độ thực mau, nhưng Hùng Hoan đã lâu theo sát ở hắn phía sau. Ước chừng 3 phút sau, Dương Nghị Vân xuất hiện ở phía trước nguyên thần ý niệm nhìn đến không gian. Thạch giám đảm đương, thoán thiên hầu, thiên hạc. Dương Nghị Vân một tiếng quát lớn chung trực tiếp nghĩ bọn họ đi đến. Cái này sơn thể không gian không đến trăm bình phương bộ dáng, cũng không có nhìn đến mặt khác bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Cũng chỉ có thạch giám đảm đương cùng thoán thiên hầu, thiên hạc cùng với thần nông thị 3 cái tộc nhân. Bọn họ 6 người như cũ như là phía trước hắn nguyên thần ý niệm nhìn đến bộ dáng, vẫn duy trì đứng chổng ngược cổ quái bộ dáng. Một tiếng bạo giống dưới, 6 người lại là đồng thời mở hai mắt. Nhưng mà bọn họ đôi mắt tất cả đều có biến hóa, đều không phải bình thường nhan sắc, một đám đều là đỏ đậm con thỏ mắt, thực hồng cái loại này, thậm chí đều mang theo hắc. Ngay sau đó bá một tiếng, 6 người đồng thời đảo lại chạm hảo, một chữ bài khai, đôi mắt tất cả đều chăm chú vào trên người hắn. Như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân cảm thấy cả người đều mất tự nhiên. Bị nhìn chằm chằm phi thường không thoải mái. Từ bọn họ 6 người đôi mắt xem, hắn có thể xác định. Giờ phút này bọn họ có lẽ đã không phải bọn họ bản nhân. Đương nhiên có thể hay không làm cho bọn họ khôi phục, cũng không xác định. Nhưng Dương Nghị Vân nghĩ đến, liền tính là quỷ mị tàn hồn muốn đoạt xá bọn họ, cũng yêu cầu thời gian đi cùng bọn họ 6 người nguyên thần làm đấu tranh, hoặc là áp chế bọn họ nguyên thần, hoặc là chính là hoàn toàn cắn nuốt rớt bọn họ nguyên thần. Nếu là người sau, vậy hoàn toàn không cứu. Cho nên Dương Nghị Vân sốt ruột. Hùng Hoan thượng. Nghĩ cách chế phục khống chế bọn họ. Cấp Hùng Hoan nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân phát tới. Giống. Hùng Hoan phát ra một thân gào giống, hóa thành một đạo tàn ảnh. Dương Nghị Vân ý tưởng rất đơn giản, đưa bọn họ khống chế xuống dưới, kiểm tra bọn họ thần hải, xem bọn hắn nguyên thần còn ở đây không. Nếu nguyên thần còn ở, vậy còn có thể cứu chữa, nếu quả nguyên thần biến mất, tất nhiên là bị đoạt xá cắn nuốt, đến lúc đó liền chu sát quỷ mị tàn hồn. Cho bọn hắn báo thù. Oanh! Dương Nghị Vân một trưởng mà đi, thẳng đến thạch giám đảm đương, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực. Cùng thời gian lại là đối diện thiên hạc cùng thoán thiên hầu cùng đối hắn ra tay, mà cuồng hóa trạng thái hạ Hùng Hoan cũng vô cùng hung mãnh, lao thẳng tới thần nông nhất tộc 3 người, bọn họ 2 cái đều là một đôi tam. Hai bên va chạm dưới, bùng nổ quyết liệt tiếng gầm rú. Dương Nghị Vân cảm nhận được chính là một cổ tử cường đại huyết khí. Giống như thây sơn biển máu giống nhau ập vào trước mặt, va chạm ở hắn một trưởng phía trên. Một trưởng dưới, Dương Nghị Vân tức khắc chính là sửng sốt. Bởi vì trên người hoàn toàn không cảm giác, chỉ là cảm thấy một trận rét run. Trong đầu vừa định nói có phải hay không hổ giấy. Nhìn như khí thế cường đại công kích, như thế nào hoàn toàn không cảm giác. Mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, ngay sau đó hắn sắc mặt tức khắc biến đổi. Lại là phát hiện ba đạo âm lãnh dòng khí thẳng đến chính mình thần hải mà đi. Cái này hắn mới phản ứng lại đây, không phải hổ giấy, mà là công kích căn bản không phải thần nguyên pháp lực vấn đề, mà là trực tiếp thần hồn công kích. Ngẫm lại cũng bình thường, vốn chính là quỷ mị chiến hồn, căn bản không phải tu pháp lực, tự nhiên là nhất am hiểu thần hồn công kích. Dương Nghị Vân đầu tiên là cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn cũng không quá mức khẩn trương, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Hơn nữa tuy rằng là ba đạo thần hồn công kích chi lực, nhưng hắn cảm thấy chính mình cường đại nguyên thần chi lực cũng đủ ứng đối. Trong lòng vừa động nguyên thần kim quang bùng nổ, đối mặt vọt vào thần hải ba đạo huyết quang chi lực, bỗng nhiên chính là một cái tát. Quanh một chút ba đạo huyết quang trực tiếp bị Dương Nghị Vân nguyên thần một cái tát chụp đến dập nát. Cũng liền có chuyện như vậy. Dương mỗ nhân phá hủy ba đạo huyết quang, hoặc là nói là đến từ quỷ mị chiến hồn lực lượng lúc sau, nói thầm một câu. Liền như vậy trong nháy mắt, hắn lần thứ 2 ra tay, lần này trực tiếp tế ra hỗn độn chung tới.
Đông. Một tiếng du dương tiếng chuông vang lên. Dương Nghị Vân trong tay hỗn độn trung kim quang lộng lẫy, đón gió đại trướng, hướng về thạch giám đảm đương ba người bao phủ mà đi. Kỳ thật giờ phút này thạch giám đảm đương ba người, đã không phải bọn họ chính mình, mà là bị quỷ mị đoạt xá lúc sau con rối. Dương Nghị Vân phải làm chính là đưa bọn họ trấn áp lúc sau, bắt đầu bổ cứu. Hỗn độn trung thậm chí Dương Chí Cương Chí Bảo, đối mặt quỷ mị chiến hồn bực này bản chất âm vật, có trời sinh khắc chế ưu thế. Ngay lập tức chi gian ở một tiếng nổ vang chung liền đem thạch giám đảm đương ba người cấp bao phủ ở bên trong. Dương Nghị Vân tay quyết một đạo tiếp theo một đạo đánh vào hỗn độn trung thượng, chín đạo khắc văn một đạo tiếp theo một đạo sáng lên vận chuyển, gắt gao đem thạch giám đảm đương ba người cấp áp chế ở trong đó. Giống. Một tiếng gào giống vang lên. Dương Nghị Vân vừa thấy bên kia lại là hùng hoan phát ra một tiếng gào giống, nghe đi lên có chút thống khổ. Không xong. Dương Nghị Vân trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng chạy tới nơi hỗ trợ, hắn nhớ tới hùng hoan cường đại chính là huyết mạch, ở nguyên thần cùng pháp lực thượng chính là nhược hạng. Hiển nhiên là cùng thần nông thị ba người đánh nhau chung có hại, đương nhiên thần nông thị ba người cũng là bị quỷ mị chiến hồn cấp khống chế tình huống. Tìm chết. Dương Nghị Vân soát một chút qua đi, đối trong đó một người thần nông thị tộc nhân một quyền oanh kích mà ra. Oanh! Một quyền dưới người này bay ngược đi ra ngoài. Giống! Lúc này hùng hoan bùng nổ dưới cường đại cuồng hóa thân thể huyết quang lập lòe, một trưởng cũng chụp bay một cái. Cuối cùng một cái hai người liên thủ dưới trực tiếp làm nằm sấp xuống, rốt cuộc không dậy nổi. Hoan hoan người thế nào? Dương Nghị Vân cảm giác hỏi. Vân đại ca ta không trở ngại. Hùng hoan giao giao đầu nói. Hảo, phong ấn bọn họ ba người. Dương Nghị Vân nói chuyện bên trong, phất tay chi gian đem thần nông thị này ba người ném ở bên nhau, cùng hùng hoan luyện tập phong ấn. Theo sau hắn chạy tới rồi hỗn độn trước, so sánh với thần nông thị ba người, hắn tự nhiên là trước cứu người một nhà. Bị hỗn độn chung trấn áp thạch giám đảm đương ba người, đã sớm bình tĩnh hiểu rõ đi xuống. Điểm này lại nói tiếp cũng kỳ quái. Liền tính là vừa mới thần nông thị ba người, bị hắn cùng hùng hoan liên thủ đòn nghiêm trọng lúc sau, cũng đều thành sụi lơ trạng thái, không có phản ứng. Hỗn độn trung nội thạch giám đảm đương ba người bị trấn áp lúc sau cũng là như thế. Như thế bất việc, không cần lăn lộn. Kế tiếp chính là thẳng vào bọn họ biển sâu trong vòng xem xét tình huống vấn đề. Điểm này nhưng thật ra khó giải quyết việc. Bởi vì thần hải là nguyên thần sở cư nơi, mà nguyên thần chính là ý thức nơi. Nguyên thần ra vấn đề, người liền đã chết. Nhưng cũng không có biện pháp, hắn tưởng cứu người nhất định phải tiến vào thần hải đi. Tiến vào thần hải đó là đệ nhị chiến trường, hơn nữa nguy hiểm không nhỏ. Rốt cuộc sẽ trực diện quỷ mị chiến hồn bản chất liền thần hồn trạng thái, ở một cái vẫn là ở chính mình thủ hạ thần hải bên trong, phá hư uy lực lớn lúc sau liền tính là thạch giám đảm đương ba người nguyên thần còn sống cũng sẽ lọt vào phá hư. Đến lúc đó thạch giám đảm đương ba người liền tính cứu tới, cũng sẽ lọt vào rất nghiêm trọng bị thương nặng. Hai đầu đều khó. Quỷ mị chiến hồn lại là ở thần hải trong vòng có thể không kiêng nể gì. Đương nhiên hiện tại này đó chỉ là hắn cá nhân ý tưởng, còn không biết thạch giám đảm đương ba người nguyên thần còn ở đây không vấn đề, vạn nhất đã bị quỷ mị chiến hồn sở đồng hóa, như vậy hết thảy đều là uổng phí. Hoan hoan người hộ pháp, ta đưa vào bọn họ thần hải đi xem. Dương Nghị Vân công đạo hùng hoan. Tốt, hùng hoan gật đầu. Nguyên thần xuất khiếu. Dương Nghị Vân nguyên thần hóa thành một đạo kim cương đưa vào hỗn độn trung nội, thuận thế liền chui vào gần đây thiên hạc thần hải. Nhưng hắn tiến vào thiên hạc thần hải lúc sau, nhìn đến đó là trắng xóa hỗn độn thế giới, điểm này mỗi người thần hải đều không sai biệt nhiều, phần lớn đều là mênh mang hỗn độn bộ dáng, chỉ là nhìn qua xem sắc bất đồng. Nhưng là đương hắn đã đi, thiên địa lập tức biến sắc. Ánh hồng cuốn tịch mà đến. Bốn phía bỗng nhiên chi gian hóa thành một cái thây sơn biển máu thế giới. Dương Nghị Vân nguyên thần trạng thái kim quang lập lòe, hắn đến lúc đó không sợ cảnh tượng như vậy. Hết thảy đều là vô căn cứ mà thôi. Không hề nghi ngờ là xâm nhập thiên hạc ý thức hải quỷ mị chiến hồn làm ra tới. Hư trương thanh thế, hư. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, ý niệm vừa động, nguyên thần kim quang vạn trượng dựng lên. Hướng về hắn cuốn tịch mà đến bốn phía biển máu rốt cuộc tới gần không được hắn, hơn nữa kim quang sở chiếu nơi, biển máu tương tự đụng phải khắc tinh giống nhau lui tản ra tới. Giống. Một tiếng rung trời gào giống dựng lên. Cùng tầm thường gào giống thanh không giống nhau, không giống như là thú giống, mang theo nặng nề,
rất thấp trầm cái loại này nghe thực áp lực. Giây tiếp theo, trong tầm mắt biển máu cuồn cuộn, như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ biển máu chung ra tới giống nhau. Ầm vang. Quả nhiên hắn tầm mắt mấy ngàn mét ở ngoài, một tiếng ầm vang lúc sau, biển máu 8 ngày tạo nên mấy chục trượng cao. Quay cuồng dựng lên huyết lãng dần dần xuất hiện một người hình. Ào ào máu loãng lăn xuống. Trong nháy mắt một tôn huyết nhân thủ cầm trường thương huyền phù ở biển máu phía trên. Không sai toàn thân huyết sắc, nhưng lại là hình người, hơn nữa là thân xuyên chiến giáp chiến bào, cầm trong tay huyết thương. Nhìn chính là một tôn quát tháo chiến trường khốc sĩ. Theo này một tôn huyết người xuất hiện, Dương Nghị Vân cảm nhận được vô biên vô hạn sát khí tràn ngập toàn bộ biển máu thế giới. Quỷ mị chiến hồn. Dương Nghị Vân trong lòng nói thầm. Nhưng hắn sắc mặt lại là vô cùng túc mục. Rốt cuộc ra tới. Trong truyền thuyết Tu La cùng cổ thần tộc chiến sĩ sau khi chết tàn hồn kết hợp thể. Hiện giờ là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Rốt cuộc gặp được gương mặt thật. Bá. Một tiếng ngâm khẽ. Lại là đối diện mấy ngàn mét ở ngoài huyết người, đem trường thương chi hướng về phía hắn. Muốn khai chiến. Một cổ tử tận trời chiến ý tràn ngập. Dương Nghị Vân không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại cảm giác chính mình nguyên thần cũng sủng sủng muốn động. Hắn có kích động, cũng có sát ý. Không thể so này một tôn huyết người kém nhiều ít. Bởi vì hắn cảm nhận được thiên hạc hơi thở. Liền tại đây một tôn huyết nhân thân thượng. Này chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Thuyết minh thiên hạc nguyên thần đã bị quỷ mị chiến hồn cấp đồng hóa. Nói cách khác, thế giới này đã không có thiên hạc. Lưu lại chỉ là thiên hạc thể xác, trọng điểm là thiên hạc thể xác hiện tại còn bị quỷ mị chiến hồn cấp khống chế được, hoặc là nói bị trước mắt trường thương chỉ hướng hắn huyết chiến sĩ khống chế được. Như vậy trong nháy mắt Dương Nghị Vân nguyên thần đều đang run rẩy, sát ý không ngừng bò lên. Bởi vì hắn biết thiên hạc như thế, như vậy thạch dám đảm đương cùng Thoán Thiên Hầu cũng là một cái kết quả. Ba người đã sớm bị quỷ mị chiến hồn đi ngủ thần hải lúc sau, trước tiên mặt sát ý thức đồng hóa nguyên thần, đã chết. Đây là hắn không thể tiếp thu. Nhưng sự thật chính là như thế. Hiện tại hắn chỉ nghĩ đem này một tôn huyết người quỷ mị cấp xé thành mảnh nhỏ. Hắn đã tổn thất chính là tam tôn thiên đạo quy tắc thủ hạ A. Ngẫm lại thạch dám đảm đương ba người đi theo chính mình từ vĩnh hằng thần giới ra tới, vẫn luôn đều không có việc gì, không nghĩ tới tiến vào quỷ mị chiến hồn chàng liền vô thanh vô tức nói, chết quá oan, nghẹn khuất. Chết! Dương Nghị Vân một tiếng thét dài. Hóa thành một đạo kim quang nhằm phía huyết người hoặc là nói quỷ mị chiến hồn. Hắn muốn báo thù, diệt sát này tôn huyết người, nếu không thiên hạc thi thể đều mang không quay về. Tới phía trước cấp thần Mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên bọn họ hứa hẹn quá, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, cho dù là thạch dám đảm đương, thiên hạc, Thoán Thiên Hầu ngã xuống, hắn cũng muốn đem thi thể mang về. Đây là hắn làm chủ nhân trách nhiệm. Dương Nghị Vân mang theo sát ý tức giận xung phong liều chết mà đi thời điểm. Hắn nguyên thần kim quang lấp lánh toát ra ngọn lửa, hơi thở chi lực cũng là phát huy tới rồi lớn nhất. Mà huyết người cũng động, trường thương vừa chuyển hướng về hắn đâm tới, đồng dạng là cường đại hồn lực bùng nổ. Oanh! Một kim đỏ lên, ngay lập tức chi gian giao nhau mà thôi. Rồi sau đó, hai người như là một lần trao đổi vị trí. Dương Nghị Vân tới rồi huyết người sở lập nơi, huyết người tới Dương Nghị Vân phía trước địa phương. Một kích giao phong. Hai người trao đổi vị trí dừng lại, từng người đưa lưng về phía đối phương. Chẳng qua, Dương Nghị Vân nguyên thần thượng lập lòe kim quang ngọn lửa ảm đạm một ít. Nhưng ngay sau đó, huyết nhân thân thượng huyết quang lấp lánh, lại là một chút như là thiêu đốt giống nhau, cả người đều bắt đầu hóa thành điểm điểm huyết sắc hỏa tinh bắt đầu tiêu tán. Bất quá tại đây tôn huyết người biến mất lúc sau tại chỗ xuất hiện một viên pha lê cầu giống nhau tiểu nhân huyết châu, nhìn qua có từng điều khắc văn lập lòe ở trong đó. Cũng không có cái gì lệ khí hoặc là tà khí, ngược lại cho hắn cảm giác thực nhu hòa, Dương Nghị Vân nghĩ tới thần nông càng nói rõ quá quỷ mị chiến hồn trong cơ thể thần hồn tinh thể. Vung tay lên đem chi lấy ở trong tay, xúc tu có chút lạnh lẽo, cũng không có cái gì năng lượng ở trong đó, nói trắng ra là thứ này chính là tàn phá ký ức mảnh nhỏ, chỉ là ở chúng thần vực thế giới độc đáo hoàn cảnh chung dị biến lúc sau bảo tồn đồ vật, cũng có thể nói là tu la chiến sĩ hoặc là nói cổ thần tộc chiến sĩ trước người chấp niệm. Hắn giờ phút này vô tâm tình đi nghiên cứu này ngoạn ý, trực tiếp thu lên. Ở huyết người tiêu tán cùng thời gian biển máu thối lui, thiên hạc ý thức hải khôi phục bình thường. Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí lẩm bẩm, thiên hạc ngươi có thể an tâm.
hắn sở dĩ dám đi cùng huyết người hoặc là nói quỷ mị chiến hồn chống chọi, là bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình nguyên thần so với huyết người cường đại, còn có chính là ở vừa rồi bùng nổ nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện chính mình nguyên thần có một ít biến hóa. Biến hóa này là phía trước hấp thu huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn, lúc ấy không có phát hiện tác dụng. Hắn nguyên thần trong vòng có con nhím thụ hồn cùng huyết hồn tham nào đó đặc thù. Xem như đặc thù thiên phú. Vốn dĩ cho rằng phía trước là bạch hấp thu huyết hồn tham, hiện tại lại là phát hiện không có bạch hấp thu, mà là huyết hồn tham uy lực giấu ở nguyên thần trong vòng, ở tức giận dưới bạo phát ra tới, một câu tiêu diệt huyết người hoặc là nói quỷ mị chiến hồn. Cái này thiên phú là huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn hỗ trợ lẫn nhau nguyên thần thiên phú. Thực kỳ diệu, cũng thực kỳ lạ. Vừa mới cùng huyết người giao phong thời điểm, nguyên thần chi lực bộc phát ra tới, huyết hồn tham lực lượng thuộc tính hóa thành con nhím thụ thiên phú, vô số gai ngược bùng nổ vào huyết người thân thể, hắn cảm nhận được, huyết người thân thể hoặc là nói quỷ mị chiến hồn thể trực tiếp bị hắn nguyên thần bộc phát ra tới vô số gai ngược phá hủy thành cái sàng, cơ hồ là nghiền áp giống nhau trực tiếp phá hủy. Mà hắn không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bởi vì huyết người một lưỡi lê lại đây thời điểm, hắn nguyên thần bề ngoài thể hiện con nhím thụ như thảm trạng gai ngược lá cây phòng ngự, không hề có thương đến hắn, chỉ là tiêu hao một ít nguyên thần chi lực mà thôi. Con nhím thụ hồn thiên đặc thật lại là huyết hồn tham lực lượng chi viện, ở hắn nguyên thần trong vòng, hình thành độc đáo hồn lực, hơn nữa giờ khắc này Dương Nghị Vân có cảm, này ngoạn ý còn không đơn giản liền điểm này tác dụng. Dù sao thiên hạc thù là báo. Dương Nghị Vân ý niệm vừa động, rời khỏi thiên hạc ý thức hải, cùng thời gian thiên hạc ý thức hải hỏng mất, điểm này ở hắn đoán trước bên trong, rốt cuộc thiên hạc nguyên thần ý thức đều không hề, hắn thần hải tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, hiện tại thiên hạc chính là một khối thi thể. Quả nhiên hắn đi ra ngoài thời điểm, thiên hạc thi thể quang mang chợt lóe, hóa thành bản thể phi hạc. Dương Nghị Vân thở dài, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía bị hỗn độn chung trấn áp thạch giám đảm đương cùng Thoán Thiên Hầu. Nếu bọn họ nguyên thần ý thức đều bị quỷ mị chiến hồn làm hại, vậy từng cái tiến vào bọn họ thần hải đi diệt sát quỷ mị chiến hồn đi, chết cũng muốn làm cho bọn họ an ổn mới được. Cứ việc bi thương, nhưng Dương Nghị Vân cũng không có cách nào cứu trở về bọn họ. Nguyên thần ý thức diệt vong, chính là thánh đạo ra tay cũng không có biện pháp. Hắn có thể làm được chính là diệt sát bá chiếm bọn họ thân thể quỷ mị chiến hồn. Tiếp theo cái hắn đánh sâu vào Thoán Thiên Hầu thần hải trong vòng. Quả nhiên như cũ đã không có Thoán Thiên Hầu nguyên thần ý thức, thay thế chính là một tôn huyết hóa quỷ mị chiến hồn. Dương Nghị Vân như pháp chế pháo, ỷ vào nguyên thần chung xuất hiện huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn đặc thù thiên phú, trực tiếp mạt sát rớt Thoán Thiên Hầu thần trong biển quỷ mị chiến hồn. Cuối cùng là thạch giám đảm đương. Ở lúc sau, đem thần nông thị ba người thần trong biển quỷ mị chiến hồn cũng giải quyết. Đến tận đây, việc này xem như hiểu biết. Nhưng hắn mất đi ba cái thủ hạ. Được đến 6 viên quỷ mị chiến hồn tinh thể. Thở dài một tiếng, vung tay lên đem 6 người thi thể thu lên, cũng coi như là trở về có cái công đạo, hoàn thành chính mình hứa hẹn. Đương nhiên Thoán Thiên Hầu cùng Thiên Hạc, Thạch Giám Đảm Đương đều không phải nhân tộc. Thạch Giám Đảm Đương sau khi chết là một khối đá cứng, Thoán Thiên Hầu bản thể chính là một con khỉ, Thiên Hạc là một con phi hạc. Hô Hoan Hoan chúng ta đi thôi. Dương Nghị Vân hô Hùng Hoan hai người hướng về sơn động ở ngoài đi đến. Lúc này đây cũng coi như là cho hắn gõ vang lên một cái chuông cảnh báo. Này đó quỷ mị chiến hồn khó đối phó. Nếu là không hắn nguyên thần cường đại lại hơn nữa phía trước hấp thu huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn nói, lần này chiến đấu liền tính hắn có thể thắng, cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Này còn gần là đụng phải 6 cái quỷ mị chiến hồn, nếu là có càng nhiều đâu. Nếu là có càng cường đại xuất hiện đâu. Còn có những cái đó bám vào núi đá cỏ cây. Chim bay cá nhảy trong cơ thể có vật dẫn biến dị chiến hồn. Tất nhiên đều là khó đối phó. Kế tiếp lộ, muốn vạn phần cẩn thận mới được, hắn không nghĩ ở mất đi bất luận cái gì một cái dưới tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi ra ngoài, thần nông Càng Phong như cũ ở sơn động ở ngoài chờ. Hừ, Dương Nghị Vân còn chưa nói cái gì, Hùng Hoan đối với thần nông Càng Phong chính là một tiếng hừ lạnh. Đối với vị này không cùng các nàng đi vào biểu hiện rất bất mãn. Thần nông Càng Phong xấu hổ cười hỏi, Dương thần tôn có từng tìm được bọn họ? Dương Nghị Vân đối thần nông Càng Phong cũng không cảm mạo, người này không đảm đương, cùng thần nông Càng Minh kém xa, thẹn với hắn thiên đạo năm trọng cường giả tu vi, cuộc đời này cũng cứ như vậy, rất khó ở tiến thêm một bước. Bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài,
lại cũng sẽ không cùng thần nông Càng Phong nói thêm cái gì, vung tay lên thần nông thị ba cái tộc nhân thi thể xuất hiện ở thần nông Càng Phong trước mặt. Rồi sau đó nói, tìm được thời điểm bọn họ nguyên thần đã bị quỷ mị chiến hồn đồng hóa, không cứu. Nói xong không hề để ý tới thần nông Càng Phong ý thức hùng hoan đuổi kịp, hai người trực tiếp đi rồi, đến nỗi thần nông thị ba cái tộc nhân thi thể ngươi thần nông Càng Phong chính mình mang đi. Không xuất lực, ta giúp ngươi đem thi thể tìm được mang ra tới, đã tận tình tận nghĩa. Đa tạ Dương thần tôn, thần nông Càng Phong tự nhiên biết Dương Nghị Vân bất mãn, cũng biết chính mình đối lý, không dám nói cái gì, vội vàng thu hồi tam cụ tộc nhân thi thể theo đi lên. Hắn nghĩ đến Dương Nghị Vân thật đúng là có thể tìm được. Tuy rằng là thi thể, nhưng trở về đối tộc nhân khác có công đạo. Không xin hỏi quá trình, nhưng thần nông Càng Phong cũng đoán được ra tới, tất nhiên không thoải mái. Nên nói lời cảm tạ nói vẫn là muốn nói. Lần này từ ra tới đến kết thúc, lại đến trở về, tính thời gian chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian, tiến triển thuận lợi. Đương nhiên người là ngã xuống, đây là duy nhất không đủ. Đã trở lại. Chủ nhân. Thần tôn. Dương Nghị Vân sau khi trở về, một chúng thủ hạ lo lắng đều rơi xuống đất, người tâm phúc cũng không thể có việc. Vân đạo huynh nhưng, thần nông Càng Minh tiến lên dò hỏi, nhưng là chưa thấy được mất tích người, hắn nửa câu sau không có đang hỏi ra tới. Một màn này ở hắn đoán trước bên trong, cho tới nay bị quỷ mị chiến hồn đoạt xá người, còn không có có thể sống sót, thậm chí là tìm trở về, ở thần nông Càng Minh trong lòng Dương Nghị Vân này đi tay không rồi sau đó, đoán trước bên trong. Mang theo thi thể đã trở lại, Dương Nghị Vân trầm thấp nói một câu, các người người ở thần nông Càng Phong trên người. Nói xong Dương Nghị Vân không hề để ý tới thần nông Càng Minh, trực tiếp nghĩ thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên đi đến. Vung tay lên đem Thoán Thiên Hầu, Thạch Giám Đảm Đương cùng Thiên Hạc thi thể phóng ra, thở dài nói, tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ nguyên thần đã bị quỷ mị chiến hồn cắn nuốt, ta chỉ có thể mang về bọn họ thi thể, các người từng người thu hảo, chờ trở về lúc sau. Hảo hảo an táng. Dương Nghị Vân ngắn gọn đem quá trình giảng thuật một phen. Người sau thần mộc lão tổ cùng Hùng Du Thiên tuy rằng đau lòng, khá vậy biết Dương Nghị Vân có thể đem Thạch Giám Đảm Đương ba người thi thể mang về tới, đã đáng quý, tại đây chúng thần vực thế giới, đại gia tiến vào thời điểm cũng đã có ngã xuống trong lòng chuẩn bị. Phía trước Thạch Giám Đảm Đương ba người mất tích, bọn họ thậm chí đều có thi thể đều tìm không trở lại trong lòng chuẩn bị. Hiện giờ Dương Nghị Vân lại là ngạnh sinh sinh đưa bọn họ mang theo trở về, này cũng coi như là tốt nhất kết cục. Đối bọn họ, đối chính mình, đối ngã xuống giả. Huống hồ nghe Dương Nghị Vân giảng thuật, hắn đều chém giết đoạt xá Thạch Giám Đảm Đương ba người quỷ mị chiến hồn, báo thù, này đã xem như làm được vượt qua mong muốn. Có thể đi theo như vậy chủ nhân, cho dù chết, cũng đáng. Thuộc hạ đại Thạch Giám Đảm Đương cảm tạ chủ nhân. Thuộc hạ đại Thiên Hạc. Thoán Thiên Hầu cảm tạ chủ nhân. Thần Mộc Lão Tổ cùng Hùng Du Thiên lần này là trực tiếp quỳ xuống quỳ gối trên mặt đất, tự phát ra từ phế phủ, bọn họ tâm cũng tại đây một khắc hoàn toàn thuyết phục với Dương Nghị Vân, trước kia đi theo Dương Nghị Vân là bởi vì bị Dương Nghị Vân sinh mệnh chi thủy thao tác sinh tử, là bị động, nhưng tại đây một khắc là chân chính tâm thần. Đứng lên đi, ta nói rồi bọn họ cũng là thủ hạ của ta, các ngươi mỗi người đi theo ta đều phải đối với các ngươi phụ trách. Dương Nghị Vân vung tay lên đem hai người nâng lên. Mặt khác tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt cảm xúc biểu lộ, biểu đạt đồng dạng ý tứ. Có thể đi theo Dương Nghị Vân đại gia biết không mệt. Bên kia thần nông Càng Minh cũng cùng thần nông thị người hiểu biết tình huống, đi tới đối với Dương Nghị Vân ôm quyền thật sâu khom lưng nói, đạo huynh ta đại biểu thần nông thị cảm tạ, về sau mặc kệ thiên đạo biến hóa, người Dương Nghị Vân cùng vân môn thần cảnh chính là ta thần nông thị nhất chân thành tha thiết bằng hữu. Lần này thần nông Càng Minh không có nói minh hữu mà là nói bằng hữu, thái độ hoàn toàn chuyển biến, cũng nhớ kỹ Dương Nghị Vân ân tình này. Càng Minh đạo huynh khách khí, Dương Nghị Vân cười cười, cũng không có nhiều lời, nhưng lại thừa nhận rồi hắn này thi lễ, thần nông thì ân tình này hắn vẫn là yêu cầu. Kế tiếp thần nông Càng Minh dò hỏi Dương Nghị Vân có phải hay không khởi hành. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, chờ một lát đi, đãi ta nghiên cứu một chút được đến 6 viên quỷ mị tinh thể. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Dương Nghị Vân đã có hại một lần, tự nhiên không nghĩ ở phát sinh không thể hiểu được liền mất tích thủ hạ sự tình. 6 viên quỷ mị tinh thể là sát quỷ mị chiến hồn được đến, nghiên cứu một chút luôn là có thể hiểu biết một chút quỷ mị chiến hồn, hy vọng có thể tìm được phòng bị phương pháp, để tránh ở nói. Cũng hảo. Thần nông Càng Minh gật đầu,
hắn biết Dương Nghị Vân chém giết 6 cái quỷ mị chiến hồn được đến 6 viên quỷ mị tinh thể, tuy rằng có chút mắt thèm, nhưng cũng không ghen ghét, hơn nữa tự sư đệ đi theo đi cư nhiên không có kiên trì đến cuối cùng, thật là mất mặt. Dương Nghị Vân đi nghiên cứu một chút quỷ mị tinh thể, nếu là có kết quả, đối mọi người đều là tốt. Theo sau Dương Nghị Vân đi vào một bên, lấy ra một viên quỷ mị tinh thể nhắm mắt lúc sau ý niệm tia, a xét mà đi. Nếu là tàn hồn ký ức, luôn là có thể có điểm manh mối. Ngay sau đó đầu một trận phát chướng, hắn trong đầu quả nhiên được đến một chút giải rác hình ảnh hoặc là nói ký ức mảnh nhỏ, nhìn như là nào đó cùng thần giới hệ thống hoàn toàn bất đồng khắc văn. Ý niệm đi đọc chỗ tốt là, liền tính là không quen biết khắc văn, nhưng lại có thể biết được là có ý tứ gì. Đáng tiếc là nửa cái tàn khuyết khắc văn. Hắn đem cái này khắc văn vài cái, tiếp tục tiếp theo viên quỷ mị tinh thể giải đọc. Chờ đến 6 viên quỷ mị chiến hồn tinh thể toàn bộ giải đọc xong thành, Dương Nghị Vân rốt cuộc có một cái phát hiện. Hoặc là nói hắn được đến 6 cái tàn khuyết khắc văn. Đều có chút tương tự. Hắn trong lòng vừa động, tựa hồ có thể tổ hợp ở bên nhau. Bắt đầu ở trong đầu trinh thám diễn biến, cuối cùng hắn đem 6 cái tàn khuyết khắc văn tổ hợp thành 3 cái hoàn chỉnh khắc văn. Này 3 cái khắc văn tương đối nhìn qua tự nhiên sau, liền cho rằng là hoàn chỉnh. Đương nhiên chân chính hoàn chỉnh không hoàn chỉnh hắn cũng không biết, này ngoạn ý phải thử một chút mới được. Như thế nào nếm đâu? Lấy huyết vì mặc, lấy thần hồn chi lực vì bút, viết ra tới. Mở hai mắt sau, Dương Nghị Vân chỗ sâu trong ngón tay một giọt máu xuất hiện, ý niệm vừa động dưới máu lưu chuyển, trực tiếp trên mặt đất một cục đá trên có khắc họa lên. Cuối cùng hắn viết ra cái thứ nhất hoàn chỉnh khắc văn. Nhìn qua có chút giống là cổ đại tơ bông văn. Hắn đem chi xưng chi vì tu la văn. Đương hoàn thành lúc sau trong nháy mắt, cái này khắc văn bùng nổ lộng lẫy huyết quang, nhưng lại chợt lóe rồi biến mất, cùng thời gian Dương Nghị Vân biết cái này khắc văn niệm làm độn tự. Dương Nghị Vân tuy rằng thành công khắc họa ra tu la văn, hơn nữa đã biết đây là một cái độn tự. Khá vậy có khuyết điểm. Đó chính là không biết có ích lợi gì. Thực xấu hổ. Còn có hai cái, Dương Nghị Vân ngay sau đó nhất nhất khắc họa ra tới, lấy huyết vì mặc. Lấy thần hồn chi lực vì bút. Phân biệt là nhiếp cùng định, hai chữ. Có thể viết ra tới, cũng có thể biết ba cái tu la văn đại biểu cho có ý tứ gì, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất có một chút Dương Nghị Vân xác định xuống dưới, đó chính là ba cái tu la văn khắc họa ra tới sau, đều có đồng dạng hơi thở xuất hiện, mà cái này hơi thở cùng quỷ mị chiến hồn hơi thở giống nhau. Như thế Dương Nghị Vân đến ra một cái kết luận. Có thể bắt chước quỷ mị chiến hồn hơi thở, như thế chẳng phải là nói có thể bắt chước đồng loại. Đương nhiên đây là chính hắn phỏng đoán. Bất quá có tổng so không có cường. Cho nên hắn quyết định ở mỗi người trên người viết thượng một cái tu la văn tự ra tới, đến lúc đó nhìn xem đến tột cùng có thể hay không hữu dụng. Nếu hữu dụng, vậy sẽ không vô duyên vô cớ thu được quỷ mị chiến hồn xâm nhập cùng công kích. Liền tính vô dụng, kia cũng không sao, vẫn là giống như trước đây không phải. Cũng không có chỗ hỏng. Nói làm liền làm, Dương Nghị Vân làm đại gia xếp thành hàng, bắt đầu ở một chúng thủ hạ trên người viết xuống tu la văn. Mỗi người trên người viết một cái liền hảo, bởi vì viết cũng một cái hơi thở cùng viết ba cái hơi thở đều giống nhau. Không cần thiết tất cả đều viết. Tuy rằng không phải căn nguyên tinh huyết, nhưng cũng là huyết A. Chờ chính mình thủ hạ người tất cả đều viết xong lúc sau, thần nông càng minh cũng thấu đi lên. Hỏi Dương Nghị Vân có không cho hắn nói ba cái tu la văn, hắn cấp thần nông thị người cũng viết thượng. Dương Nghị Vân không chút do dự nói cho hắn. Kết quả thần nông càng minh đi nếm thử thời điểm, lại là thất bại. Cuối cùng còn Dương Nghị Vân ra ngựa cấp thần nông thị người đều viết thượng tu la văn, thay đổi một chút hơi thở, phòng ngự bị quỷ mị chiến hồn xâm nhập đoạt xá. Đến nỗi nói thần nông càng minh vì cái gì viết tu la văn sẽ thất bại, viết ra tới không có quỷ mị chiến hồn cái loại này hơi thở. Không phải Dương Nghị Vân tư tàng, không dạy hắn, mà là này đó vốn chính là không dám nói rõ bí pháp. Dương Nghị Vân này đây nguyên thần ý niệm quan khán quỷ mị tinh thể, trực tiếp cùng loại truyền thừa giống nhau, quỷ mị tinh thể trung tàn khuyết tu la văn tiến vào hắn trong đầu. Đây là một loại ấn ký, truyền thừa xuống dưới không đơn thuần chỉ là ngoại hình trọng điểm còn có ý cảnh. Cho nên Dương Nghị Vân có thể viết ra tới thành công, truyền thụ cấp thần nông càng minh lại là không viết ra được tới. Này ngoạn ý là truyền thừa, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thật muốn có được, liền phải đi chém giết quầy quỷ mị chiến hồn đi thu hoạch. Nhưng chém giết quỷ mị nào có dễ dàng như vậy?
Đang nói cũng không phải tưởng có là có thể có được. Điểm này Thần Nông càng minh cũng minh bạch, đảo cũng không hoài nghi Dương Nghị Vân là tư tàng. Đương nhiên liền tính Dương Nghị Vân tư tàng, cũng bình thường, rốt cuộc đây là Dương Nghị Vân chính mình đạt được đồ vật, cùng người khác không quan hệ. Hảo, hiện tại đi thôi. Dương Nghị Vân hoàn thành đối Thần Nông thị tộc nhân khắc họa sau, mở miệng nói. Đa tạ Thần Nông càng minh chắp tay. Không tạ, hiện tại còn không biết này ngoạn ý chú ý quản mặc kệ sử dụng đâu. Dương Nghị Vân tùy ý bãi dừng tay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Thần Nông càng minh lại là nghiêm túc nói, tất nhiên là dùng được. Dương Nghị Vân cũng ở trên người hắn khắc họa một cái tu la văn, Thần Nông càng minh có thể cảm nhận được, Dương Nghị Vân khắc họa hạ tu la văn trung tản ra một cổ âm lãnh thả lại có âm sát năng lượng hơi thở. Này không chỉ có là một cái tu la văn, ở Thần Nông càng minh nghĩ đến càng là nào đó bí pháp. Chẳng qua đến tột cùng có tác dụng gì công hiệu, ngay cả Dương Nghị Vân bản thân đều không biết. Đoàn người lại lần nữa hướng về quỷ mị chiến hồn tràng chỗ sâu trong mà đi. Dùng Thần Nông càng minh nói, bọn họ hiện tại nơi đều xem như ở quỷ mị chiến hồn tràng mảnh đất giáp danh, phải hướng chỗ sâu trong mà đi. Quỷ mị chiến hồn tràng chỗ sâu trong bị xưng là tu la tràng, là chân chính tu la tộc chiến sĩ cùng cổ thần tộc chiến sĩ chém giết trung tâm nơi. Ở nơi nào có một tàn lưu bảo vật tàn phiến loại bảo vật, mỗi một lần chúng thần vực mở ra mọi người đều sẽ nhằm phía nơi đó đi nhặt của hời. Có chút bảo vật là có linh tính, là có thể vĩnh hằng tồn tại, cho dù là thời gian trôi qua lại lâu dài, chung quy vẫn là sẽ xuất thế. Chúng thần vực long trời lở đất lúc sau, hiểu rõ chi bất tận bảo vật bị chôn giấu. Có duyên giả đến chi? Đương nhiên ở quỷ mị chiến hồn tràng chỗ sâu trong, tự nhiên cũng tồn tại so nhiều dị loại sinh linh, tỉ như quỷ mị chiến hồn, còn có đã sớm đoạt xá mà sinh sau biến dị hoàn toàn mới giống loài từ từ. Bọn họ hiện tại vị trí nơi có sơn có thảm thực vật từ từ, là bởi vì nơi này là bên cạnh mà thôi, trải qua dài lâu năm tháng trầm tích lúc sau, mọc ra tới. Nhưng ở quỷ mị chiến hồn tràng chỗ sâu trong tu la tràng nơi nào, chính là không có một ngọn cỏ, trời sụp đất nứt cảnh tượng, đi qua vô số tuế nguyệt nơi nào như cũ không có gì biến hóa, thời gian ở nơi nào tựa hồ đều là yên lặng, ngay cả không gian pháp tắc cũng là hỗn loạn chính là yên lặng, nơi đó là nguy hiểm nơi, nhưng cũng là thần kỳ nơi. Còn nói bởi vì tu la tràng thời gian cùng không gian đều độc đáo, nếu là vận khí tốt nói, ở nơi nào có thể tìm được một phương thời gian cùng không gian tương đối yên lặng địa phương tu luyện, để được với bình thường ở thần giới tu luyện mấy chục lần, thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần thời gian tu luyện. Dương Nghị Vân nghe có ý tứ, nghe đi lên cùng chính mình càn khôn hồ không gian có chút tương tự. Khác nhau là hắn càn khôn hồ chính là tư nhân không gian, cũng không thích hợp làm quá nhiều người biết, cũng tương đối phong bế, ở càn khôn hồ không gian tu luyện cảm thụ không đến đại thế giới pháp tắc có chút tiếc nuối. Nói trắng ra là cũng không thích hợp thời gian dài tu luyện. Mà Thần Nông càng minh giảng thuật tu la tràng nơi này, lại là ngược lại thích hợp thần linh tu luyện nơi. Vừa đi Dương Nghị Vân một bên nói, thật muốn là có như vậy địa phương, người cần phải mang chúng ta đi a. Thần Nông càng minh cười khổ nói, cái loại này thời gian cùng không gian tương đối yên lặng địa phương, cũng không phải là cố định, cũng không có minh xác manh mối đi tìm được, chỉ có thể nói xem vận khí. Thượng một lần ta cho rằng trong tộc sư huynh là trong lúc vô ý xông vào, đáng tiếc ta vị nào sư huynh chết ở bên trong, mà ta là sư huynh liều chết đưa ra tới, loại địa phương kia không thấy cũng là tốt. Nói nơi này thời điểm, Thần Nông càng minh có chút thương cảm lên. Dương Nghị Vân lại là nghe ra một khác sườn ý tứ, nhưng không để ý đến hắn thương cảm không thương cảm, nói thẳng nói, như thế nào. Nghe người ý tứ, kia chờ địa phương là có thể xem như tìm được còn có nguy hiểm tồn tại. Thần Nông càng minh gật gật đầu nói, đúng vậy, tu la tràng biến dị tà vật đông đảo, bản thân chính là những cái đó tà vật địa bàn, bọn họ tất nhiên biết rõ chính mình địa bàn, ra vào tự do không phải, ta cùng sư huynh tiến vào sau liền đụng phải một tôn cường đại huyết thú, cũng là xui xẻo. Dương Nghị Vân vừa nghe, ngẫm lại thật đúng là có chuyện như vậy. Lắc đầu cười khổ nói, xem ra là ta tưởng đơn giản. Hai vị đại lão vừa đi vừa nói chuyện. Hai bên thủ hạ người lại là một đám thần kinh độ cao tập trung, quan sát đến bốn phía mà đi. Có thạch dám đảm đương đám người liệt tử sau, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận. Mỗi một khắc đi ở cuối cùng áp trận huyền cùng đột nhiên lớn tiếng nói, cảnh giới. Hắn một kêu, ở đằng trước dẫn đường Dương Nghị Vân cùng Thần Nông càng minh đều ngừng lại. Ngươi xem trọng phía trước, ta đi xem Dương Nghị Vân đối Thần Nông càng minh công đạo một tiếng, vèo một chút liền đến huyền cùng bên người.
như thế nào? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi Huyền Cùng. Thần tôn ta lại nghe được phía trước cái loại này thanh âm. Huyền Cùng sắc mặt ngưng trọng nói. Dương Nghị Vân nheo lại tới đôi mắt nói, người đi phía trước đi, ta tới áp sau. Thạch giám đảm đương đám người mất tích, chính là nghe được cái loại này sàn sạt thanh sau, vô thanh vô tức biến mất. Này thuyết minh, là có quỷ mị chiến hồn xuất hiện. Lần trước đi ở cuối cùng thạch giám đảm đương một tổ biến mất, lần này hắn đảo muốn nhìn. Chuẩn bị tự mình áp trận phía sau. Thần tôn nếu không vẫn là ta đến đây đi, Huyền Cùng nói. Không sao, ta có biện pháp ứng đối, người đi đi, Dương Nghị Vân nói. Ngay sau đó hắn cùng Huyền Đồng điệu đổi, chính mình đi ở cuối cùng. Tiếp tục đi trước, Dương Nghị Vân còn cố ý đem chính mình cùng phía trước người kéo ra khoảng cách. Thật muốn là lại có quỷ mị chiến hồn xuất hiện, hắn chính là một chữ sát. Tổn thất ba gã thủ hạ, hắn nội tâm là thực nén giận. Sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hắn nguyên thần cường đại, nguyên thần trong vòng lại có huyết hồn tham cùng con nhím thụ hồn thần thông ở, có thể ứng đối. Sàn sạt xa. Mới vừa đi không bao lâu, hắn liền nghe được phía sau vang lên sàn sạt thanh, quả nhiên cùng phía trước là giống nhau. Lần này hắn lại chuẩn bị, một chút đều không sợ. Cũng muốn thử xem, ở trên người khắc họa tu la văn rốt cuộc sẽ là cái gì phản ứng, có hay không dùng. Sàn sạt xa. Thanh âm càng ngày càng gần, Dương Nghị Vân nguyên thần chi lực dự trữ chờ phân phó. Bỗng nhiên đem cảm giác được sau lưng một trận hàn ý đột kích. Dương Nghị Vân biết tới, lúc này hắn vững vàng khí, chờ đợi, chính là muốn nhìn một chút khắc họa ở sau lưng ba cái tu la văn có hay không dùng. Liền tại đây một khắc, hắn rõ ràng cảm nhận được, sau lưng ba cái tu la văn phát ra huyết khí cùng âm sát khí, huyết quang chiếu rọi dựng lên. Nhưng cảm giác không phải công kích. Ngược lại như là nào đó từ trường cảm ứng giống nhau. Kết quả, sau lưng hàn ý cư nhiên bắt đầu làm nhạt đi xuống. Giờ khắc này Dương Nghị Vân rốt cuộc có thể xác định, tu la văn là có thể bắt chước quỷ mị chiến hồn hơi thở. Đương có quỷ mị chiến hồn tới gần lúc sau, tu la văn phát ra đồng loại huyết khí từ từ, sẽ làm tới gần quỷ mị chiến hồn nghĩ lầm là đồng loại mà thối lui. Nhưng hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Ở cảm nhận được sau lưng hàn ý muốn thối lui hết sức. Hắn không cần suy nghĩ chính là một chưởng đánh qua đi. Một chưởng này mang theo nguyên thần chi lực mà đi. Xoay người nháy mắt hắn thấy được, quả nhiên là một tôn 3 mét rất cao huyết người, cùng phía trước ở thạch giám đảm đương bọn họ thần hải trong vòng nhìn đến giống nhau như đúc, thân xuyên chiến giáp cầm trong tay trường thương trang phẫn. Oanh! Giống! Một chưởng mà ra, này một tôn đem hắn trở thành đồng loại quỷ mị chiến hồn trực tiếp bị hắn đánh trúng, phát ra một tiếng gầm rú. Hơn nữa toàn thân mạo như là cháy giống nhau huyết phụ. Tựa hồ bản năng cảm nhận được trước mắt công kích giả, cũng không phải đồng loại. Tức khắc hướng về Dương Nghị Vân một lưỡi lê tới. Tới hảo. Dương Nghị Vân không chút hoang mang, lại là lần thứ hai xuất kích, lần này xác định là quỷ mị chiến hồn lúc sau, hắn xuống tay trực tiếp chính là tử thủ. Ý niệm vừa động dưới, nguyên thần trong vòng bùng nổ con nhím thụ hồn lá cây gai ngược, vô số huyết quang trung mang theo kim sắc gai ngược. Tất cả đều nổ bắn ra ở này một tôn quỷ mị chiến hồn trên người. Giống. Hét thảm một tiếng lúc sau, này một tôn quỷ mị chiến hồn hóa thành hôi phi. Ngay sau đó tại chỗ xuất hiện một viên quỷ mị tinh thể. Dương Nghị Vân vung tay lên liền tới rồi trong tay, trực tiếp dùng nguyên thần ý niệm quan khán, quả nhiên cùng phía trước giống nhau, lại là tàn khuyết tu la văn. Chém giết một tôn quỷ mị chiến hồn lúc sau, Dương Nghị Vân trong óc lại nhiều một cái tu la văn. Bất quá lần này hắn phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Trước sau chém giết này đó quỷ mị chiến hồn chỉ có được đến tu la văn nhìn qua đều là nửa tàn khuyết, nhưng lại là phát hiện đều có thể tùy ý tổ hợp ở bên nhau. Đương nhiên cái này phát hiện là từ giờ khắc này bắt đầu. Vừa mới chém giết này một tôn quỷ mị chiến hồn lúc sau được đến tu la văn, hắn thực mặt khác tu la văn làm một chút đối lập, kết quả liền phát hiện có thể tùy ý tổ hợp ở bên nhau hiện tượng. Nhưng thật ra có điểm ý tứ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, tùy tay liền khắc họa lên, cùng phía trước tu la văn tách ra tổ hợp lên, kết quả được đến một cái phong tự ý tứ. Hắn có chút kỳ quái, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ này đó tu la văn, vốn dĩ chính là nửa cái tàn khuyết? Không nghĩ ra. Dương Nghị Vân đơn giản không thèm nghĩ, tiếp tục về phía trước đi đến. Bất quá không trong chốc lát, đi ở phía trước thần nông Càng Minh mang theo lòng hiếu kỳ lại đây, hỏi Dương Nghị Vân chuyện gì? Dương Nghị Vân chém giết vừa rồi quỷ mị chiến hồn,
Cũng chính là trong nháy mắt chuyện này, thực mau, đội ngũ cũng chưa dừng lại, đại gia chỉ là nghe được Dương Nghị Vân một tiếng quát lớn, rồi sau đó cái gì đều kết thúc. Nhưng lại biết tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Thần Nông Càng Minh lại đây chính là hỏi cái này chuyện này. Dương Nghị Vân đối Thần Nông Càng Minh cũng không giấu giếm cái gì, thậm chí đêm này đó Tu La Văn có thể tùy ý tổ hợp sự tình nói ra, cũng muốn nghe xem hắn ý kiến. Thần Nông Càng Minh nghe Dương Nghị Vân nói xong, trầm tư một chút nói, có lẽ đây là Tu La tộc Văn Minh đi, đến nỗi Tu La Văn tổ hợp xuất hiện tự bực này sự, có thể là nào đó thần thông bí pháp ghi lại, chẳng qua hiện tại là hoàn toàn quấy rầy mà thôi. Dương Nghị Vân suy tư nhìn không được gật đầu nói, có lẽ đi. Nhiều nếm thử tổ hợp một chút có lẽ sẽ có phát hiện đâu, Thần Nông Càng nói rõ nói. Cũng chỉ có thể như thế, Dương Nghị Vân nói, hắn thử qua mặc kệ này đó Tu La Văn như thế nào tổ hợp đều không có xuất hiện cái gì có uy lực biến hóa, nhiều nhất chính là xuất hiện một ít hắn ý thức chung có thể hiểu tự mà thôi. Trừ cái này ra hoàn toàn không có mặt khác biến hóa, với hắn mà nói không thể tăng lên thực lực, vậy không có tác dụng gì. Đương nhiên có lẽ cũng là hắn còn không có tìm được gõ cửa cũng hoặc là nói, này đó Tu La Văn bản thân liền có được lực lượng cường đại, là hắn không biết như thế nào sử dụng. Cũng có lẽ là tàn khuyết không hoàn chỉnh phát huy không ra uy lực, có thể đoan nhiều tìm điểm tìm đủ toàn mới có vốn dĩ diện mạo, nhưng muốn tìm tề này một cái tưởng đều không cần suy nghĩ. Bởi vì nơi này đã trở thành lịch sử, sở xuất hiện quỷ mị chiến hồn cũng đều không phải là chính thật sự Tu La chi hồn, mà là Tu La cùng cổ thần tộc chiến sĩ ở chúng thần vực bực này đặc thù hoàn cảnh dưới dựng dục mà thành hoàn toàn mới giống loài, càng vốn là không tồn tại chân chính Tu La. Bất quá hắn có cảm này đó Tu La Văn tất nhiên là có tác dụng, hắn sớm hay muộn sẽ phát hiện trong đó huyền bí. Còn ít có một chút, đã là được đến lợi ích thực tế, đó chính là khắc họa ra tới Tu La Văn, thật là có thể tản mát ra quỷ mị chiến hồn cái loại này hơi thở, thế cho nên vừa rồi kia một tôn quỷ mị chiến hồn muốn tới gần hắn thời điểm, phát hiện trên người hắn Tu La Văn phát ra hơi thở lúc sau, chủ động rút đi, chỉ là hắn không buông tha. Đối với này đó quỷ mị chiến hồn, hắn là nhìn thấy một cái sẽ sát một cái, nhìn thấy hai người liền sát một đôi. Sự thật đã chứng minh, quỷ mị chiến hồn là không có bất luận cái gì linh tính trí tuệ, chỉ có sát khí tà tính tà ác chi vật, nương tay không được. Thạch dám đảm đương bọn họ chết, chính là chứng minh. Kế tiếp hành trình thượng, cũng phát hiện sẽ trống rỗng xuất hiện quỷ mị chiến hồn, bất quá Dương Nghị Vân nói cho mọi người có Tu La Văn chỗ tốt sau, đại gia cũng không lo lắng. Sẽ bị quỷ mị chiến hồn xâm nhập đoạt xá, trái lại còn có thể chém giết quỷ mị chiến hồn. Một đường đi tới, hắn không có lại động thủ, những người khác lại là chém giết mười mấy cái quỷ mị chiến hồn, đắc đạo quỷ mị chiến hồn tinh thể, thủ hạ của hắn được đến nộp lên cho hắn, nhưng hắn không muốn, gần nhất là hắn không có phát hiện quỷ mị chiến hồn tinh thể chân chính tác dụng, thứ hai mọi người đều là tới mạo hiểm, luôn là phải có điểm chỗ tốt không phải. Hắn hạ lệnh ai chém giết về ai? Này thực công bằng. Cùng ngẫm lại chung giống nhau, huyền cùng bọn hắn chém giết quỷ mị chiến hồn tinh thể, đồng dạng là tàn khuyết Tu La Văn, cùng hắn phía trước được đến không có gì khác nhau. Đại gia cũng đều phát hiện, ra khắc họa ra Tu La Văn có thể tản mát ra cùng quỷ mị chiến hồn giống nhau hơi thở ở ngoài, chính là có thể tổ hợp ở bên nhau xuất hiện một ít tự, trừ cái này ra lại vô mặt khác tác dụng. Rồi sau đó đại gia liền không có hứng thú. 10 ngày về sau, Thần Nông Càng Minh dừng lại nói. Muốn đi vào Tu La Tràng. Lúc này Dương Nghị Vân cũng phát hiện, bất chi bất giác bọn họ đã đi ra núi rừng mảnh đất. Mà trong tầm mắt xuất hiện huyết phụ còn lại là càng thêm nồng hậu, tuy rằng thấy không rõ quá xa, chỉ có thể nhìn đến 20-30 mễ ở ngoài mơ hồ hoàn cảnh, nhưng hắn từ trên mặt đất quan sát, này một thế hệ đã không có gì cỏ cây sơn xuyên tồn tại. Kế tiếp bọn họ sẽ tiến vào quỷ mị chiến hồn tràng chính thật sự chém giết thảm thiết nơi. Đại gia hơi làm tu chỉnh lại vào đi thôi, vùng này rất lớn, bên trong thời gian không gian từ từ đều thực hỗn loạn, hết thảy đều có khả năng xuất hiện, tương đối với chúng ta đi tới bên ngoài, nhiều nhất bị một ít cấp thấp quỷ mị chiến hồn quấy dày, nhưng này trung tâm nơi, sẽ xuất hiện cường đại cao đẳng quỷ mị chiến hồn, còn có những cái đó bám vào cỏ cây kỳ thạch chim bay cá nhảy từ từ trên người biến dị hoàn toàn mới quỷ mị, chẳng sợ ta chờ đều là thiên đạo quy tắc tu vi, nhưng ở chỗ này cũng có nháy mắt ngã xuống nguy hiểm. Đại gia điều chỉnh tốt trạng thái, bằng tốt tinh thần cùng tâm thái đi lang bạt đi. Thần Nông Càng Minh thúc mục vô cùng nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đối huyền ngang nhau người ý bảo, làm đại gia tu chỉnh một phen. Chính hắn cũng đứng ở tại chỗ, cẩn thận cảm thụ được bốn phía hoàn cảnh biến hóa.
thiên địa chi gian hết thảy yên tĩnh. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế yên tĩnh, mới làm hắn trong lòng lo lắng. Nơi này đích xác thực không bình thường. Vân đạo huynh vào đi thôi, Thần Nông Càng Minh hơi làm tu chỉnh sau mở miệng nói. Hảo, Dương Nghị Vân gật đầu, xuất phát. Hắn xung phong đi vào, gần đây là càng thêm huyết phụ nồng hậu tu la chàng. Vân đạo huynh, tu la chàng thay đổi liên tục, hết thảy cẩn thận, nếu là gặp được nguy hiểm, có thể lấy hay bỏ nhưng đừng mềm lòng, ở tu la chàng, nhưng không thể so phía trước. A, Thần Nông Càng Minh đi theo Dương Nghị Vân phía sau nhắc nhở. Đa tạ Càng Minh huynh, người cũng cẩn thận, cứ việc đại gia cùng nhau tiến vào nơi này, nhưng hai người đều biết, tu la chàng thời gian cùng không gian tố loạn, chưa chừng liền sẽ tách ra. Một bước bước vào trong đó, Dương Nghị Vân thực rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi gian hết thảy đều bất đồng. Quay đầu lại xem phía sau, tất cả mọi người ở. Nhưng hắn chính là cảm giác nơi này tựa hồ đã là một thế giới khác. Nhưng xem phía sau mọi người đều ở, cũng không có cái gì biến hóa. Cái này làm cho hắn cảm thấy mê hoặc. Thần Nông Càng Minh xác lại là chậm rãi mở miệng nói, đừng kỳ quái, ngươi cảm giác là không sai. Nơi này thiên địa quy tắc, địa pháp tắc từ từ đều đã xảy ra biến hóa, ta nói rồi, nơi này thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn, cùng ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Dương Nghị Vân đối Thần Nông Càng Minh luôn mãi giải thích, vẫn là tương đối cảm kích, gật đầu đó là cảm tạ, hắn sẽ ghi nhớ. Theo sau cũng công đạo huyền ngang nhau người. Giờ phút này hắn cùng Thần Nông Càng nói rõ lời nói về phía trước đi tới, lại là tại hạ một khắc thấy được chồng chất như núi cốt hải xuất hiện. Hắn dừng lại nhìn nhìn, đều là tàn khuyết cốt hài. Có chút tản ra nhàn nhạt huyết quang, có chút còn lại là bạch quang trong suốt chi sắc. Thần Nông Càng Minh giải thích nói, này đó toái cốt đều là tu la tộc cùng cổ thần tộc chiến sĩ cốt hài, tồn tại đến nay, đương nhiên còn có một ít mặt khác sinh vật, cũng có lịch đại thần giới cường giả xông tới ngã xuống lại nơi đây cốt hài. Thần linh chi cốt không hủ bất hủ, như thế bình thường. Hắn có thể cảm nhận được này đó toái cốt chung như cũ còn có nhàn nhạt uy áp phát ra, này đều đi qua không biết nhiều năm, còn có thượng uy tồn tại, hơn nữa là sát khí tận trời cái loại này hơi thở dư uy. Vô pháp ngẫm lại cái kia thời đại chiến đấu chém giết là cỡ nào thảm thiết, mà tu la tộc cùng cổ thần tộc chiến sĩ cũng là cỡ nào cường đại, Dương Nghị Vân là vô pháp tưởng tượng. Nhưng từ này đó toái cốt thượng xem, cũng đủ để thuyết minh thật lớn vấn đề. Này đó toái cốt chỉ có thể nhìn trộm ở khai thiên thời đại cái kia tu đạo văn minh huy hoàng một góc. Có như vậy trong nháy mắt, Dương Nghị Vân đột nhiên phi thường rất muốn đi hiểu biết khai thiên thời đại huy hoàng văn minh. Bất quá ngẫm lại hiện tại kỳ thật bọn họ đã mở ra cùng khai thiên thời đại chúng thần văn minh thăm dò, hoặc là nói là một lần đối thoại. Cùng lịch sử sông dài tình cờ gặp gỡ. Hắn trong lòng có cảm, có lẽ ở chỗ này, hắn sẽ có rất lớn thật lớn phát hiện. Dưới chân đoán được toái cốt. Dương Nghị Vân vội vàng rời đi, không phải sợ, mà là hắn tâm tồn kính sợ, này đó cốt hài là tiền bối chi cốt. Tuy rằng dựa theo Thần Nông Càng Minh cách nói, khai thiên thời đại chúng thần chi chiến, là một cái thần đạo văn minh hủy diệt, thế cho nên bọn họ hiện tại tu luyện từ từ kỳ thật đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Liền tính ra một cái thiên đạo cảnh giới đặt ở hiện tại đều rất khó, mà trong truyền thuyết khai thiên thời đại chúng thần huy hoàng thời đại, liền tính là trong truyền thuyết hỗn nguyên thánh đạo đều là bay đầy trời. Nhưng nói đến cùng, bọn họ hiện tại tu luyện văn minh, cũng là khai thiên thời đại truyền thừa xuống dưới, tàn phá không được đầy đủ, lúc sau vẫn là diễn sinh bổ toàn hoàn toàn mới tu luyện hệ thống. Cho nên đối với này đó cốt hài hắn là có kính sợ chi tâm. Thậm chí còn nơi này tu la cốt cũng là giống nhau, cũng vô pháp phân rõ sở, này đó cốt hài chung những cái đó là cổ thần tộc, những cái đó là tu la tộc. Ở dài dòng năm tháng chung, này đó cốt hài trên thực tế đã thành thạch hóa trạng thái. Căn bản không phải hình người hoặc là hình thú trạng thái. Giống. Liền ở Dương Nghị Vân suy nghĩ bay loạn thời điểm. Nơi xa một tiếng gầm rú vang lên. Chỗ sâu trong ở tu la chàng bực này huyết phụ càng vì nồng đậm nơi, căn bản vô pháp nhìn đến 100 mét ở ngoài, thậm chí 30 mét tầm mắt đều là mơ hồ, thần thức không thể sử dụng, chỉ có thanh âm là có thể duy nhất không có đã chịu hạn chế. Dương Nghị Vân cùng Thần Nông Càng Minh liếc nhau nói, muốn hay không qua đi nhìn xem. Này, Thần Nông Càng Minh có chút do dự. Đi thôi, không cần do dự, chúng ta không tới liền cũng thế, nếu tới, há có thể tay không mà về. Mục đích chính là tới rèn luyện, tới tìm kiếm thiên tài địa bảo. Dương Nghị Vân cười cười nói. Thần Nông Càng Minh lại là cười khổ nói, kỳ thật bực này nguy hiểm nơi, lớn hơn nữa ý nghĩa là mang theo tộc nhân trường kiến thức,
có thể ở chỗ này đi lên một chuyến chính là một loại tài phú, ngày sau cấp hậu bối tích lũy kinh nghiệm ý nghĩa lớn hơn nữa. Có đi hay không đi? Dương Nghị Vân nói thẳng nói. Đi, đều nhóm đi rồi, lưu lại chúng ta đãi tại chỗ cũng không phải chuyện này, bất quá Vân Đạo Huynh trước nói hảo a, sự không thể cho chúng ta nhưng đừng thấu đi lên, nếu không xảy ra chuyện gì mất nhiều hơn được. Thần Nông Càng Minh nói. Yên tâm đi, ta tự nhiên biết, có tiện nghi nhưng nhặt chúng ta liền xuống tay, có nguy hiểm liền lui, chính như ngươi lời nói, có thể ở chỗ này đi một chuyến đều là tài phú. Dương Nghị Vân cười nói lời nói, cùng Thần Nông Càng Minh về phía trước thanh âm vang lên nơi mà đi. Ước chừng qua, nửa canh giờ lúc sau, gào giống thanh âm càng ngày rõ ràng. Mặt khác mơ hồ chung còn có mặt khác thanh âm tồn tại. Tựa hồ là người. Dương Nghị Vân nói, còn có người tồn tại a. Nghe giống, đảo cũng không kỳ quái, thần giới rất nhiều thế lực tiến vào chúng thần vực, phàm là biết tu la chàng thế lực, đa số đều sẽ tới nơi này, có lẽ là thế lực khác trước chúng ta tới rồi đi. Thần Nông Càng Minh giải thích một câu. Dương Nghị Vân gật gật đầu, ngẫm lại đây cũng là có khả năng. Tại đây một khắc Dương Nghị Vân mạc danh trong đầu liền đến quỷ thần giới trung sát tới. Khóe miệng không khỏi dơ lên dựng lên, vì cái gì sẽ cười. Bởi vì hắn nghĩ tới trung sát trên người còn có cuối cùng một viên tu la quả. Trong tay hắn còn dư lại hai viên tu la quả, gom đủ ba viên, là có thể luyện chế đệ tam lò tu la đan. Đã sớm ở trong lòng nghĩ tới, trung sát trong tay cuối cùng một viên tu la quả hắn chí tại tất đắc. Trong lòng nghĩ nếu phía trước là quỷ thần giới người thật là tốt biết bao. Hắc hắc, cầm lòng không đậu chung, Dương Mỗ Nhân cười lên tiếng. Một bên Thần Nông Càng Minh có chút không thể hiểu được, nhìn về phía Dương Nghị Vân hỏi, Vân Đạo Huynh đang cười cái gì? Ngoài miệng như vậy hỏi, trong lòng Thần Nông Càng Minh lại là đang nói, Dương Mỗ Nhân tâm cũng thật đại a, phía trước đều còn không biết có cái gì đâu, hắn cư nhiên không có chút nào khẩn trương. Ngược lại còn đang cười, sợ là lại nghĩ tới cái gì oai chủ ý đi. Cùng Dương Mỗ Nhân kết minh ở bên nhau, Thần Nông Càng Minh nhiều ít cũng hiểu biết một ít Dương Nghị Vân hành sự tác phong, lúc này nhìn đến Dương Nghị Vân không thể hiểu được cười, liền biết hắn tất nhiên lại ở tính kế cái gì, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nói thật, hiện tại làm hắn cùng Dương Nghị Vân trở mặt, đánh chết hắn đều sẽ không làm, càng là cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau thời gian càng dài, Thần Nông Càng Minh liền càng là nhìn không thấu Dương Nghị Vân. Cũng thấy được trên người hắn phát sinh thay đổi thất thường, thực sự thuộc về không thể trêu chọc người, cho dù là Dương Nghị Vân làm hắn có hại, hắn cũng sẽ không cùng Dương Nghị Vân trở mặt. Hai người các có tâm tư về phía trước đi tới, ngay sau đó rốt cuộc thấy được mấy chục mét ở ngoài huyết vụ ở quay cuồng, lại còn có từng đạo thần quang thoáng hiện, cường đại thần nguyên dao động nhộn nhạo. Giống, đại gia cùng nhau công kích, này đầu xúc sinh đôi mắt lại yếu hại. Một cái nghe thực bại lộ thanh âm ở giống to. Dương Nghị Vân vừa nghe còn điểm quen tai a. Tiêu không một tiếng động lần thứ hai tới gần. Ngay sau đó hắn thấy rõ ràng. Thực ngoài ý muốn, cư nhiên không phải quỷ thần giới thế lực, hoặc là nói không phải đại đạo điện thế lực khác, mà là hữu hảo thế lực, là người hoàng đảo người, trong đó có mấy cái vẫn là năm đó hắn tiến đến người hoàng đảo thời điểm gặp qua người, tên gọi là gì, hắn quên mất, nhưng xác định chính là người hoàng đảo người. Có ước chừng hơn 20 người, cũng đều là thiên đạo quy tắc cấp bậc. Trong đó có ba cái là thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi. Này vừa thấy, Dương Nghị Vân mới biết được người hoàng đảo thế lực cũng bất phàm a. Giờ phút này bọn họ đang ở công kích một đầu 3 mét cao dài chừng 9 mét có thừa huyết thú, thoạt nhìn giống mãnh hổ, nhưng trên người lông tóc lại tương đối rất dài. Toàn thân đều là huyết sắc. Đặc biệt là một đôi mắt huyết sắc tỏa sáng, phá lệ bắt mắt. Không hề nghi ngờ hắn chỗ đã thấy này đầu mãnh thú. Chính là Thần Nông Càng Minh trong miệng nói dị loại huyết thú, là chúng thần vực thế giới thiên địa đại biến sản vật, càng là quỷ mị chiến hồn đoạt xá lúc sau biến dị tà vật. Đây là đại hung thú a. Cách thật xa Dương Nghị Vân đều cảm thụ đại khí tức phi thường bất đồng. Có vật dẫn quả nhiên cùng không có vật dẫn quỷ mị bất đồng. Trách không được phía trước những cái đó quỷ mị chiến hồn cũng đoạt xá. Cái này xem như xem minh bạch. Một đầu như vậy huyết thú theo làm người hoàng đảo hơn 20 danh thiên đạo quy tắc cấp bậc cường giả ứng đối cư nhiên còn không có bắt lấy, đủ để thuyết minh huyết thú thực lực cường đại. Dương Nghị Vân vốn đang nghĩ đi hỗ trợ, nhưng lúc này cũng không nóng nảy. Bởi vì người hoàng đảo người, nhìn qua cũng không có thương vong. Xem tình huống, bọn họ vẫn là chiếm cứ ưu thế, này đầu huyết thú sớm hay muộn sẽ bị bắt lấy. Hắn muốn tránh ở một bên nhìn xem, trong lòng nghĩ, cũng có thể chú ý một chút.
huyết thú thực lực, hoặc là nói tìm xem có hay không cái gì nhược điểm, đến lúc đó bọn họ nếu là đụng phải mặt khác huyết thú cũng hảo có nắm chắc ứng đối. Ở một người hoàng đảo những người này, lần trước gặp mặt liền biểu đạt ra không muốn cùng thế lực khác nhắc lên quan hệ, hoặc là nói nhân ra chỉ chính là thần giới đại đạo điện này đó thế lực, hắn bên người hiện tại có thần nông thị người, tùy tiện qua đi sợ có hiểu lầm. Liền tính hắn tưởng băng nhân, cũng không phải hiện tại bực này tình huống. Đưa than ngày tuyết mới là nhân tình, dệt hoa trên gấm nhiều nhất chính là cười. Hắn cũng không ngốc. Vân đạo huynh chúng ta từ từ xem, chờ một lát qua đi đánh cái gió thu như thế nào. Lúc này thần nông càng minh lại là ở bên tai hắn nói chuyện, trong giọng nói mang theo ý tứ cười xấu xa. Thực hiển nhiên thần nông càng minh cũng nhận được người hoàng đảo người. Dương Nghị Vân nheo lại mắt nói, như thế nào, càng minh đạo huynh nhận được bọn họ. Thần nông càng minh cũng không biết Dương Nghị Vân người hoàng đảo người hoàng phục hy quan hệ, cười hắc hắc nói, đương nhiên nhận thức, người hoàng đảo nhất bang lại xú lại ngạnh cục đá, nhóm người này a dầu muối không ăn, lệ thuộc với người hoàng phục hy dưới tòa, đương nhiên bọn họ xưng là thần hoàng phục hy, bất quá chúng ta các thế lực lớn đều biết hắn phục hy là người hoàng, từ càn khôn thần tôn lúc sau, phi thân nhất tộc liền lấy người hoàng cầm đầu. Bất quá nói trở về, người hoàng thật là cái nhân vật, nghe đồn tu vi thông huyền. So với bên ngoài sơn thần giới đệ nhất nhân đế tôn tu vi chỉ kém một đường, nhưng lại quá mức cao ngạo, không có gì bằng hữu. Đại đạo điện các thế lực lớn cũng mời thả người hoàng phục hy, nhưng hắn lại căn bản không để ý tới các thế lực lớn, thế cho nên mọi người đều đối hắn không cảm mạo. Dương Nghị Vân nghe thần nông càng nói rõ xong, xem như minh bạch, cảm tình người hoàng phục hy căn bản là không điều thần giới các thế lực lớn, thế cho nên thần giới các thế lực lớn cũng đối người hoàng đảo người không cảm mạo. Trách không được thần nông càng nói rõ muốn tống tiền. Ha ha, có điểm ý tứ. Nhưng là làm hắn đi hố người hoàng phục hy người, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nheo lại mắt thấy thần nông càng minh nói, càng minh đạo huynh ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cùng người hoàng phục hy chi gian là có sâu xa, chỉ cần có ta ở, liền không cho phép bất luận kẻ nào hố người hoàng đảo người, nếu không chính là cùng ta là địch, nghe minh bạch sao. Ách cái này thần nông càng minh xấu hổ. Bất quá này lão tiểu tử là cái thành tinh người, vội vàng cười nói, ta vừa rồi nói giỡn, thật không dám giấu giếm ta bản nhân đối người hoàng phục hy cũng là có kính ngưỡng chi tâm, người hoàng phục hy ở toàn bộ thần giới cũng là nhất hào đại nhân vật, ta sao có thể đi hố người hoàng đảo người đâu, sẽ không tuyệt đối sẽ không. Như thế liền hảo, xem diễn đi Dương mẫu nhân cười cười nói. Trong sân chiến đấu tiếp tục, cùng Dương Nghị Vân sở liệu không sai biệt nhiều, huyết thú ở người hoàng đảo một đám người vây công hạ. Quả nhiên dần dần xuất hiện hoàn cảnh xấu. Phía trước nghe được có người hô qua, nói huyết thú nhược điểm ở đôi mắt thượng, lúc này một đám người tất cả đều công kích huyết thú hai mắt dưới, này đầu huyết thú có chút chống đỡ không được. Tự nhiên liền ở vào hạ phong. Dương Nghị Vân quan sát đến, huyết thú vừa động chi gian lực lượng vô cùng cường đại, hơn nữa tốc độ kỳ mau vô cùng, tựa hồ đều đạt tới phá không trình độ, mỗi một lần công kích đều vô cùng sắc bén. Người hoàng đảo một loại cường giả cũng không dám cùng chi chính diện chống lại. Điểm này tựa hồ cùng hùng hoan công kích có chút tương tự. Đều là không có pháp lực dao động, đơn thuần lực lượng công kích, nhưng bực này lực lượng có thể phá pháp. Dựng lên phòng ngự phi thường cường đại, ở Dương Nghị Vân trong mắt huyết thú phòng ngự chi cường đã có thể nói biến thái nông nỗi. Bởi vì hắn nhìn đến người hoàng đảo ba gã thiên đạo quy tắc năm trọng cường giả công kích ở huyết thú thân thượng, tẫn nhiên miệng vết thương cũng chưa lưu lại. Mỗi một lần công kích dưới, huyết thú thân thượng lông tóc đều sẽ lập lòe huyết quang, mơ hồ chi gian là có khắc văn lập lòe, nhìn qua liền cùng tu la văn không sai biệt nhiều. Điểm này nhưng thật ra một cái phát hiện. Dương Nghị Vân nhìn trong sân chiến đấu, lâm vào trầm tư. Như thế cường đại huyết thú, đích xác khó đối phó, cơ hồ là đánh không chết cái loại này, có được đồng bì thiết cốt giống nhau. Phải đối phó, tất nhiên yêu cầu tìm được yếu hại mới có thể. Mà đôi mắt là một yếu hại, nhưng nếu là huyết thú cố ý để phòng dưới, rất khó thương đến đôi mắt yếu hại. Như thế nói, liền phải tìm kiếm mặt khác yếu hại nơi, ở hắn nghĩ đến huyết thú thân thượng tất nhiên không chỉ có một chỗ yếu hại, khẳng định còn có địa phương khác, chỉ là không dễ dàng tìm được. Hắn cũng nhìn cả buổi, nhưng là trừ bỏ đôi mắt ở ngoài, cũng chỉ có huyết thú thân thượng khắc văn có chút đặc thù, cái khác địa phương thật đúng là không có gì đặc biệt. Khắc văn, tu la văn, quỷ mị chiến hồn. Vật dẫn, đoạt xá, biến dị. Này đó từ ngữ mấu chốt hối xuất hiện ở Dương Nghị Vân trong óc. Như vậy này đó từ ngữ chi gian có hay không cái gì liên hệ đâu.
Dương Nghị Vân trầm tư lên. Đột nhiên chi nhất cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu. Cái gì ý tưởng đâu? Cái này ý tưởng chính là trên người hắn khắc họa thượng Tu La Văn sau, đi tiếp cận huyết thú, xem hắn khắc họa Tu La Văn có thể hay không cùng huyết thú thân thượng khắc văn có thể hay không sinh ra cái gì va chạm, hoặc là nói tương hút địa phương. Nếu có, chính là một cái trọng đại phát hiện. Hoặc là tìm được huyết thú nhược điểm, hoặc là tương hút dưới ảnh hưởng huyết thú. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân nội tâm sủng sủng muốn động lên. Lập tức liền phải đi thử thử, vừa mới chuẩn bị cùng thần nông Càng Minh đám người công đạo một phen hết sức. Lại là dị biến nổi lên. Giống, giống giống giống. Một tiếng tiếp theo một tiếng gào giống vang lên. Ước chừng tám thanh, bất đồng gầm rú. Cái này làm cho hắn sắc mặt biến đổi. Bên người thần nông Càng Minh càng là có chút phát run nói, không ổn a, nghe bốn phương tám hướng đều là huyết thú, Vân đạo huynh a, chúng ta sợ là đụng tới huyết thú quần thể, này vận khí cũng quá xui xẻo đi, Tu La chàng huyết thú rất ít có quần thể xuất hiện, đây là cái gì sẽ là, nghe là có quần thể xuất hiện, này nhưng như thế nào cho phải. Dương Nghị Vân cũng là có chút khẩn trương, một đầu huyết thú liền đủ người hoàng đảo hơn 20 hào cường giả Chu Toàn lâu như vậy bắt không được. Hiện tại nghe tới bốn phương tám hướng đều là giống lên một tiếng, thật nếu là huyết thú đàn, bọn họ đã có thể nguy hiểm. Giống giống giống. Một tiếng tiếp theo lấy một tiếng, từ xa tới gần. Xong rồi, nghe tới có rất nhiều, quả nhiên là huyết thú đàn. Thần nông càng nói rõ lời nói đều ở run. Liền vào giờ phút này Dương Nghị Vân thấy được bọn họ mấy chục mét ngoại huyết phụ quay cuồng lên. Mơ hồ chung hắn thấy được một đầu thật lớn huyết thú xuất hiện. Chút nào không cần trước mắt cùng người hoàng đảo những người đó chiến đấu huyết thú kém, các loại hình thể đều có. Lui lại. Một tiếng giống to vang lên. Dương Nghị Vân vừa nghe lại là người hoàng đảo những người đó ném xuống huyết thú trốn chạy. Đi, chúng ta đuổi kịp người hoàng đảo người. Dương Nghị Vân thật không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến người hoàng đảo người hướng về một phương hướng đào tẩu, hắn không chút do dự hạ lệnh theo sau. Ở hắn nghĩ đến người hoàng đảo những người này nếu có thể xuất hiện ở chỗ này săn giết huyết thú, so sánh với là đối nơi này địa hình có điều hiểu biết. Hiện giờ bốn phương tám hướng đều vang lên huyết thú giống lên một tiếng, lúc này đi chạm vào huyết thú, tất nhiên không hảo trái cây ăn, có thể tránh né vẫn là tránh né đi. Người hoàng đảo người trong nháy mắt liền biến mất ở huyết phụ chung. Dương Nghị Vân cùng thần nông Càng Minh đều theo đi lên. Lúc này vẫn là tránh né mũi nhọn đi. Từ phía nơi gầm rú liên tục, huyết thú chi đàn xuất hiện, này cũng không phải là hảo dấu hiệu. Dương Nghị Vân đi đầu hướng về người hoàng đảo người biến mất địa phương qua đi, nhưng lại bị phía trước kia đầu huyết thú trở ngại. Giống, mất đi người hoàng đảo người, này đầu huyết thú thấy được bôn tập mà đến Dương Nghị Vân, một tiếng gầm rú trực tiếp phát lại đây. Lan, Dương Nghị Vân một quyền trực tiếp chính diện đánh qua đi. Này đầu nghiệt xúc cường đại, nhưng hắn cũng không sợ. Oanh! Giống! Một quyền mà ra trực tiếp đối đánh huyết thú chân trước tử thượng. Huyết thú thực rõ ràng am hiểu gần người chém giết, dựa vào cường đại lực lượng, có thể xé rách hết thảy, nhưng Dương Mẫu nhân thân thể cũng không phải tầm thường thần linh có thể so sánh với, hắn kỳ thật cũng thích cận chiến đấu mang đến khoái cảm. Một kích dưới, hắn cùng huyết thú từng người đẩy ra mấy thước. Cánh tay hắn hơi hơi tê dại. Mà giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được này đầu nghiệt xúc gắt gao tỏa định hắn. Các ngươi đi trước, Dương Nghị Vân nhìn đến Huyền cùng thần nông Càng Minh muốn hỗ trợ, mở miệng nói thẳng một câu, hắn biết dễ dàng thoát không khai thân, đã bị này đầu huyết thú theo dõi, liền tính là hắn muốn chạy trốn, cũng vẫn là sẽ bị huyết thú đuổi theo, lại còn có ảnh hưởng mọi người. Ở bốn phía đều có huyết thú hội tụ dưới tình huống, chậm trễ không được. Mau rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trước mắt này đầu huyết thú chính là danh xứng với thực chướng ngại vật, không ngăn cản hắn, mọi người đều muốn thu được liên lụy. Tình huống khẩn cấp, Huyền cùng thần nông Càng Minh cũng biết lợi và hại, không có do dự, trực tiếp mang theo đại gia rời đi. Bọn họ tin tưởng này đầu huyết thú còn không làm khó được Dương Nghị Vân. Đích xác, đối Dương Nghị Vân tới nói, liền tính này đầu huyết thú thực lực cường đại quá hắn, nhưng là muốn giết hắn, còn không dễ dàng. Hắn muốn chạy. Này đầu huyết thú cũng lưu không dưới hắn. Hắn chỉ cần ngăn cản trụ huyết thú một lát, làm đại gia rời đi giờ phút này, hắn liền thoát thân đó là. Có cường đại tu vi chống đỡ, có phong vân cánh chim ở, này đầu huyết thú muốn đuổi theo giết hắn, cũng không dễ dàng. Công đạo qua đi,
Dương Nghị Vân sau lưng Phong Vân cánh chim thoáng hiện mà ra. Giống giống. Mà huyết thú cũng lần thứ hai gầm rú, không có ngừng lại, lại lần nữa đối với hắn nhào tới. Hảo một đầu nghiệt xúc. Dương Nghị Vân mắng một tiếng, Phong Vân cánh chim chấp động dưới, cũng vọt đi lên. Vừa rồi một kích dưới, hắn đích xác cảm nhận được này đầu huyết thú lực lượng không giống bình thường, còn muốn vượt qua hắn một bậc. Nhưng là cũng phán đoán ra, muốn thương đến hắn, không dễ dàng như vậy. Cường đại thân thể chống đỡ hạ, hơn nữa Phong Vân cánh chim, còn có thần lực không có sử dụng. Hắn nhưng một chút đều không sợ này đầu huyết thú. Loại này cứng đối cứng chém giết, ngược lại làm hắn ẩn ẩn có khung hưng phấn cảm. Hắn nhưng thật ra giống thử xem cùng này đầu huyết thú một bác. Người hoàng đảo hơn 20 danh cường giả liên thủ cũng chưa bắt lấy này đầu huyết thú, thật là cường đại. Nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Trong lòng cũng có một cái ý tưởng, muốn đi xác minh một chút, hắn chém giết quỷ mị chiến hồn lúc sau đạt được tu la văn cùng này đầu huyết thú thân thượng khắc văn rốt cuộc có hay không cái gì cảm ứng tồn tại. Hắn cũng không tin, tu la văn không có chút nào tác dụng. Huống hồ hắn Dương Mỗ Nhân cũng không phải người hoàng đảo những cái đó thần linh có thể so, hiện giờ hắn chính là thật đánh thật thiên đạo quy tắc năm trọng tu vi thực lực, nói hắn là hợp đạo dưới đệ nhất nhân, thật đúng là chút nào không khoa trương. Đến đây đi. Oanh! Dương Nghị Vân tiến lên, sau lưng Vân Phong Vân cánh chim chấp động, tốc độ thượng nhanh mấy lần, linh hoạt né tránh huyết thú một chảo, lại là trên nắm tay hội tụ thần lực, thần quang bùng nổ dưới, trực tiếp một quyền tạp hướng huyết thú đầu. Giống! Một tiếng ầm vang dưới, huyết thú phát ra ăn đau thanh, đầu chấn động, bị Dương Nghị Vân một quyền tạp phiên trên mặt đất. Bất quá này đầu nghiệt xúc ở Dương Nghị Vân trong mắt thật là cái khó chơi hung mãnh chi vật, bị hắn một quyền nện ở trên đầu có huyết sắc khắc văn lập lòe, tựa hồ cũng không có đối nó tạo thành cái gì thương tổn. Vốn dĩ Dương Nghị Vân một quyền đem chi tạp phiên trên mặt đất sau, liền chuẩn bị rời đi. Hắn biết bực này tứ phía huyết thú hội tụ tình huống, ở chỗ này không thôi kéo lâu lắm. Lợi và hại hắn vẫn là có thể phân chia, nhưng lại không nghĩ tới, này đầu huyết thú phản ứng tặc mau. Giống như là lò xo giống nhau, nháy mắt từ địa phương bắn lên lần thứ hai nghĩ hắn đánh tới. Hảo ngươi cái nghiệt xúc, thật đúng là theo dõi lão tử. Dương Nghị Vân cũng có chút tức giận. Hai tròng mắt trung tinh quang chợt lóe, động sát tâm. Hắn biết không đem này đầu nghiệt xúc đánh ngã, hoặc là nói chém giết rớt, hắn là đừng nghĩ rời đi, đã bị theo dõi. Giống 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 giống, mà cũng liền tại đây một khắc. Bốn phía gầm rú rung trời dựng lên. Giờ khắc này Dương Nghị Vân sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Trong tầm mắt ở hắn bốn phía xuất hiện 7-8 đầu cùng trước mắt huyết thú giống nhau như đúc huyết thú. Tất cả đều là thể trường 8-9 mễ toàn thân huyết quang lấp lánh, diện mạo tựa mãnh hổ giống nhau. Ánh mắt đảo qua, thêm cùng hắn chém giết này một đầu, không nhiều không ít 9 đầu. Một đầu đầu đại hung huyết thú. Xuất hiện ở hắn 20 mét trong vòng, trước chân hơi hơi uốn lượt, làm ra đi săn chi thế. Hắn bị hoàn toàn vây quanh. Không biện pháp. Dương Nghị Vân trong tay hỗn độn chung chợt lóe, bao phủ ở trên người hắn, ở bên ngoài hình thành phòng ngự. Hắc ám chiến giáp cũng ở trong lòng vừa động lúc sau xuất hiện ở trên người. Thất thải quang mang lập lòe, tổ long lân giáp cũng huyền phù mà không. Ầm vang. Đông. Ngay lập tức chi gian. Lúc ban đầu huyết thú từ trên mặt đất bắn ngược dựng lên trực tiếp một chảo ở hắn hỗn độn chung. Tiếng chuông du dương. Kim quang đại tác, nhưng cũng là chấn động. Dương Nghị Vân trong lòng cũng chỉ chấn động, hỗn độn chung phòng ngự như cũ cường đại, ngăn cản ở huyết thú một kích. Hắn thân là hỗn độn chung chủ nhân hắn, trong lòng vô cùng rõ ràng, vừa rồi này đầu huyết thú một chảo chi uy cường đại, có thể làm hỗn độn chung đại chấn, huyết thú một kích tuyệt đối có thể so với đỉnh cấp thiên đạo năm trọng cường giả. Thậm chí còn phải cường đại một ít. Này chỉ là một đầu huyết thú chi lực mà thôi. Bốn phía còn có 8 đầu tồn tại. Nếu 9 đầu huyết thú quần thể công kích hắn, Dương Nghị Vân trong lòng rõ ràng, liền tính là hỗn độn chung cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên hắn ở vừa mới không chút do dự triệu hồi ra hỗn độn chung cùng hắc ám chiến giáp phòng ngự. Hắn biết một hồi liều mạng tử chiến tránh không được. Nhìn chung quanh bốn phía, Dương Nghị Vân ha hả nở nụ cười, hảo. Ta đảo muốn nhìn các ngươi này đó nghiệt xúc đến tột cùng có phải hay không đánh không chết đồng bì thiết cốt. Không biện pháp, không đường lui. Chỉ có tử chiến. Giống. Giống giống. Lúc ban đầu huyết thú phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó là bốn phía huyết thú tề minh. Giờ phút này này đó huyết thú,
không có lần thứ hai bạo khởi. Lại là một đầu đầu chậm rãi hướng về Dương Nghị Vân tới gần xoay quanh. Mà Dương Nghị Vân nhìn chằm chằm trong tầm mắt huyết thú, hắn hiện tại có điểm minh bạch, này đầu lúc ban đầu huyết thú là vương giả, một tiếng gầm rú dưới, mặt khác tám đầu tề minh đáp lại. Hơn nữa mơ hồ chung, Dương Nghị Vân nghe được rất xa địa phương, cũng có hí vang thét dài tiếng động, nghe mặt khác không giống như là huyết thú tiếng động. Hắn trong lòng nghĩ hy vọng Huyền cùng bọn hắn có thể chạy đi. Tình huống hiện tại, nghe tới như là toàn bộ Tu La Tràng đều xuất hiện thú triều giống nhau. Đương nhiên hiện tại hắn cũng quan không được mặt khác, bởi vì chính hắn đều lâm vào huyết thú vây quanh chung. Một đầu huyết thú liền vô cùng khó chơi, một chút xuất hiện tám đầu, thêm lên chín đầu huyết thú, không nói trong lòng không áp lực, đó là giả. Bất quá, không đường lui lúc sau, hắn dư lại duy nhất lựa chọn chính là tử chiến, hoặc là hắn giết quang này đó huyết thú, hoặc là hắn bị này đó huyết thú xé nát. Chưa từng có đụng tới quá bực này thân thể lực lượng cường đại đến biến thái trình độ thú loại. Hồ Nhiệt Xúc nhóm, đến đây đi. Dương Nghị Vân gầm lên giận dữ, chủ động xuất kích. Hắn mục tiêu, là trong tầm mắt huyết thú vương. Lúc này đây hắn một trường thúc dục, thần nguyên lực lớn làm, lấy pháp lực mà công, hóa thành một cự trường, xuyên thấu qua hỗn độn trung thẳng đánh huyết thú vương. Cùng thời gian, nhất tâm nhị dụng, bảy màu long lân hóa thành một đạo tia chớp bay vọt mà ra. Cũng là vào giờ phút này, bốn phía huyết thú quần thể mà công kích. Bất quá Dương Nghị Vân không để ý đến. Bởi vì hắn tin tưởng hỗn độn chung có thể phòng ngự xuống dưới, liền tính hỗn độn chung phòng ngự vượt qua cực hạn sau, bị công phá, trên người hắn còn có hắc ám chiến giáp có thể ngăn cản. Hắn này một kích chỉ nghĩ thử xem, có thể hay không xử lý huyết thú vương. Một trưởng dưới, huyết thú vương cư nhiên không chút nào sợ hãi, lần thứ hai nhào lên tới. Ở Dương Nghị Vân trong mắt này đó huyết thú tựa hồ căn bản là không có sợ hãi ý thức. Hùng hãn đến nổ mạnh, cũng đúng là như thế, này đó nghiệt xúc ở là đáng sợ. Bởi vì không có bất luận cái gì sợ hãi sợ hãi. Ở một mức độ nào đó chính là vô địch. Ầm vang. Một kích pháp lực cự trưởng chụp qua đi. Huyết thú vương nhảy dựng lên lại là trực tiếp xé rách hắn pháp lực chi trưởng, chính như hắn sở liệu, này đó huyết thú không có bất luận cái gì thần lực dao động, lại là đơn thuần huyết khí lực lượng, ở nào đó trình độ hạ, làm lơ pháp lực công kích. Tuy rằng hắn pháp lực chi trưởng bị nháy mắt xé rách, nhưng Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý, bởi vì ở trong dự liệu, hắn cũng không trông cậy vào một trưởng này có thể thương đến huyết thú vương, một trưởng này chỉ là mê hoặc mà thôi. Hắn chân chính sát chiêu là bảy màu long lân. Chảm! Pháp lực chi trưởng bị huyết thú vương xé nát nháy mắt, Dương Nghị Vân cường đại nguyên thần ý niệm khống chế được bay ra đi bảy màu long lân công kích huyết thú vương, một cái chảm tự lạc bế, bảy màu long lân tia chớp bùng nổ. Như là tia chớp giống nhau, chợt lóe dưới rừng ở huyết thú vương đôi mắt mà đi. Giống. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết rung trời dựng lên. Dương Nghị Vân trong lòng đó là vui vẻ. Khá vậy trong nháy mắt này, hắn bị mặt khác tám đầu huyết thú công kích. Thịch thịch thịch. Hỗn độn trung phát ra vang vọng thiên địa tiếng động, từng đạo kim quang khắc văn đại lượng, cũng ở nháy mắt ảm đạm đi xuống. Hắn đang ở hỗn độn trung nội, đều cảm giác được thật lớn lực lượng kinh sợ dưới. Xuyên thấu qua hỗn độn trung truyền tới trong cơ thể, làm hắn khí huyết quay cuồng. Bất quá cũng may điểm này ảnh hưởng hắn còn có thể thừa nhận. Lần này hợp kết thúc. Hắn hỗn độn trung kim quang ảm đạm. Tương đương là mất đi phòng ngự chi lực. Nhưng hắn cũng thành công, bảy màu long lân xuất kích dưới, chém huyết thú vương một con mắt. Huyết thú vương kêu thảm thiết vang vọng thiên địa. Dương Nghị Vân chờ chính là giờ phút này cơ hội. Trong lòng vừa động hỗn độn trung thu hồi. Hắn sau lưng phong vân cánh chim chợt lóe, vèo một chút bay ra đi, lần này trực tiếp xuất hiện ở huyết thú vương đỉnh đầu. Giơ lên nắm tay bỗng nhiên cuồng tạp. Đồng thời hắn nguyên thần ý niệm thao tác bảy màu long lân như là tia chớp giống nhau, bắt đầu công kích huyết thú vương toàn thân, bảy màu long lân sắc bén mới có thể ở huyết thú vương cường hãn vô cùng thân thể thượng lưu lại thương tổn. Liên tính là lấy máu, cũng muốn xử lý này đầu huyết thú vương. Phanh phanh phanh. Trực tiếp cưỡi ở huyết thú vương trên cổ, Dương Mỗ Nhân nắm tay như tàn ảnh giống nhau rơi xuống. Giống giống giống. Huyết thú vương phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết. Bị Dương Mỗ Nhân một quyền tiếp theo một quyền nện ở trên đầu, cũng bị bảy màu long lân ở trên người để lại từng đạo miệng vết thương. Bất quá. Mặt khác tám đầu huyết thú cũng vọt đi lên. Đi. Dương Nghị Vân bất đắc dĩ thao tác bảy màu long lân ở hắn cùng huyết thú vương bốn phía hình phòng ngự vòng.
nhưng hắn biết bảy màu long lân phòng ngự kiên trì không được bao lâu. Bởi vì này đó huyết thú đều là không hề bất luận cái gì sợ hãi chi tâm thú loại. Thực mau là có thể phá tan phòng ngự vòng. Tới gần là hắn lấy nguyên thần ý niệm nhất tâm nhị dụng ở thao tác bảy màu long lân, hắn nguyên thần lực lượng cũng không phải vô hạn. Bất quá cường giả chiến đấu, ngay lập tức liền phân thắng thua thắng bại. Với hắn mà nói, chỉ cần 3 năm tức thời gian vậy là đủ rồi. Nắm lấy cơ hội đánh tơi bời huyết thú vương, ngắn ngủn tam tức thời gian, Dương Nghị Vân nắm tay lập lòe kim quang cuồng tạp hơn 1000 quyền. Hắn đến muốn nhìn huyết thú vương đầu đến tột cùng có bao nhiêu ngạnh. Một quyền quyền đi xuống, Dương Nghị Vân trực tiếp cưỡi ở huyết thú vương trên người, buông xuống tạp vào cứng rắn vô cùng đại địa trung ước chừng mấy chục mét. Giữa sân xuất hiện một cái hố to. Mà hắn hơn 1000 nắm tay điên cuồng nện xuống đi, rốt cuộc. Giống. Răng rắc. Huyết thú vương hét thảm một tiếng, có thể so với cường đại thần khí đầu, bị Dương Nghị Vân cấp tạp nổ mạnh. Đi đời nhà ma. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, giờ khắc này huyết thú vương đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Một viên nắm tay lớn nhỏ huyết hạt châu, lấp lánh sáng lên. Lúc này huyết thú vương tròng mắt. Một khắc viên, phía trước bị hắn thao tác bảy màu long lân cấp làm hạt, hiện tại liền dư lại một viên. Dương Nghị Vân vung tay lên, trực tiếp đem này nhưng đôi mắt cấp thu hồi. Không chút do dự nhảy dựng lên chạy ra khỏi hố to. Không lao ra đi không được. Hắn cảm nhận được bên ngoài 8 đầu huyết thú muốn vọt vào hố to. Liền như vậy ngắn ngủn không đến 10 tức thời gian, hắn đã tiêu hao đại lượng nguyên thần chi lực. Cứ việc sống sờ sờ tạp đã chết huyết thú vương, nhưng hắn cũng không tốt quá. Chính mình trên nắm tay, huyết cốt có thể thấy được a. Đủ để thuyết minh, huyết thú vương thân thể cường hãn trình độ. Phía trước 7 màu long lân công kích, trên thực tế ở huyết thú vương trên người lưu lại miệng vết thương cũng không trọng. Có thể nói huyết thú thân thể có thể so với cao giai thần khí chút nào không khoa trương. Dùng để luyện khí tuyệt đối là thượng thừa tài liệu. Dương Nghị Vân nháy mắt nhảy ra hố to. Trong lòng vừa động bảy màu long lân thu hồi. Hắn không dám ở tiêu hao nguyên thần chi lực. Tiêu hao quá lớn, vạn nhất lại có cái gì mặt khác biến cố, hắn liền không chuẩn bị ở sau. Xử lý huyết thú vương lúc sau, hắn trong lòng thực sảng, một hồi bạo quyền rất là sướng hàm đầm đìa. Nhưng là, lúc này chính là còn có 8 đầu huyết thú tồn tại. Nếu là lại làm hắn một đầu đầu đi đánh tơi bời, đó là không hiện thực. Kế tiếp hắn muốn vận dụng thần thông thủ đoạn. Đừng quên, hắn còn có phong vân lĩnh vực cùng hắc ám quy tắc phù tồn tại. Mơ hồ dưới, hạ độc thủ mới là chính xác lựa chọn. Duy nhất không xác định chính là, không biết vận dụng phong vân lĩnh vực cùng hắc ám quy tắc phù, có thể hay không đối này đó dị biến huyết thú có tác dụng. Dương Nghị Vân trong lòng cũng không đế. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể thử xem. Vừa xuất hiện, 8 đầu huyết thú tất cả đều phát bất quá, làm trò là dũng mãnh không sợ chết. Đương nhiên này đó huyết thú vốn dĩ liền không có linh trí, đều là sát khí tận trời dị loại, chỉ có giết chóc. Khởi! Dương Nghị Vân một tiếng quát nhẹ. Sau lưng phong vân cánh chim chấp động dưới, khoảnh khắc công phu lấy hắn vì trung tâm mây mù quay cuồng lên, nghĩ bốn phía tràn ngập mà đi. Liền như vậy nháy mắt thời gian, phạm vi cây số trong vòng bị xương trắng bao phủ. Giống giống. Làm Dương Nghị Vân không nghĩ tới chính là, 8 đầu huyết thú từng tiếng giống giận vang lên. Lại là không nghĩ tới trên người chúng nó huyết quang phóng lên cao. Ở khoảnh khắc chi gian hắn phong vân lĩnh vực cư nhiên bị huyết quang cấp tách ra. Đây là lần đầu tiên hắn phong vân lĩnh vực nhanh như vậy liền tiêu tán. Thật sự là, ta đi. Dương Nghị Vân nhìn không được bạo thô khẩu. Hắn thấy được 8 đầu huyết thú ánh mắt đều đặt ở trên người hắn, gắt gao đem hắn tập trung vào. Phong vân lĩnh vực không nhảy. Dương Nghị Vân chỉ có cuối cùng nhất chiêu. Hắc ám quy tắc phù nơi tay, nếu là hắc ám quy tắc phù cũng không có tác dụng, Dương Nghị Vân liền phải nghĩ cách chạy trốn. Trong lòng vừa động hắn trực tiếp thúc dục trong tay hắc ám quy tắc phù. Tức khắc lấy hắn vì trung tâm, đại lượng hắc ám khuếch tán mở ra. Ngay sau đó vô biên hắc ám buông xuống, cuốn tịch 8 đầu huyết thú. Giống giống. Từng tiếng rung trời giống lên một tiếng vang lên. Dương Nghị Vân tâm kỳ thật cũng treo, sợ huyết thú huyết quang lần thứ hai dâng lên. Gầm rú mấy ngày liền, nhưng là lúc này đây hắc ám bao phủ dưới, không biến hóa nữa. Hô! Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, rốt cuộc yên tâm. Ngay sau đó hắn khóe miệng giơ lên,
bỗng nhiên vọt vào trong bóng đêm. Giờ phút này cầm trong tay hắc ám quy tắc phù, hắn ở trong bóng tối chính là vương giả. Từng tiếng nặng nề cùng gào giống vang lên. Ầm ầm ầm, giống giống giống. Dương Mỗ Nhân lại một lần bắt đầu rồi đánh tơi bời hình thức. Ở hắc ám quy tắc phù thêm vào hạ, hắc ám chi lực cuối cùng áp chế này đó huyết thú. Bất quá Dương Nghị Vân trong lòng cũng khiếp sợ vô cùng, lại là không nghĩ tới cứ việc hắc ám chi lực cũng có thể áp chế này đó huyết thú, nhưng lại là không có giống trước kia như vậy uy lực đại. Này đó biến dị huyết thú có thể làm lơ pháp lực, tự thân lực lượng cường đại, toàn thân sở phát ra huyết khí cũng là thực quỷ dị, liền cư ngăn cản hắc ám chi lực cắn nuốt. Sở bất đồng chính là, chung quy bị hắc ám mê hoặc xuống dưới, không có khởi đến thương tổn tác dụng, nhưng lại áp chế một ít. Đối với Dương Nghị Vân tới nói, này cũng đủ. Chỉ cần hắc ám chi lực có thể ảnh hưởng này đó huyết thú, hắn là có thể mở ra đánh tơi bời hình thức. Toàn lực thúc giục hắc ám quy tắc phù, hắn vọt vào đi sau chơi một phen dưới đèn hắc, đánh tơi bời này đó huyết thú. Có chút cố hết sức, nhưng lại hiệu quả. Ước chừng ba cái canh giờ sau. Trong bóng đêm không còn có thanh âm. Ngay sau đó đường hắc ám tan đi lúc sau, tại chỗ xuất hiện tám đầu huyết nhục mơ hồ thật lớn huyết thú thi thể. Hô hô! Dương Nghị Vân còn lại là sụi lơ trên mặt đất, dựa lưng vào một đầu huyết thú thi thể từng ngụm đến ăn mặc khí thô. Hắn thành công, lại cũng đem chính mình mệt mỏi nằm liệt. Mặc kệ là thần lực vẫn là nguyên thần chi lực đều tiêu hao thất thất bát bát. Một đôi trên nắm tay cũng là bạch cốt dày đặc. Đây là đánh tơi bời huyết thú ngạnh sinh sinh đem chính mình song toàn cấp tạp lạn. Có thể thấy được huyết thú thân thể cường hãn trình độ đạt tới cái gì cấp bậc. Thống khoái a ha ha. Dương Mỗ Nhân tự nói cười to. Đây là hắn đánh nhau chiến đấu tới nay, nhất vui sướng tràn trề một lần. Ngạnh sinh sinh bạo lực nắm tay, nhất nguyên thủy phương thức chiến đấu. Nói thầm cười hắn lấy ra ba viên tu la đan, ngoại giới tam thích sinh mệnh chi thủy một ngụm nuốt vào bụng. Lúc này tuy rằng hắn nơi ở đã không có mặt khác huyết thú tồn tại, nhưng rốt cuộc hắn đang ở tu la tràng, chính mình cũng mệt mỏi nằm liệt. Dưới loại tình huống này nếu là xuất hiện một đầu huyết thú hắn sẽ khóc, bởi vì không sức lực. Cho nên một hơi chính là ba viên tu la đan cùng tam tích sinh mệnh chi thủy, như vậy có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hắn trong lòng còn lo lắng Huyền cùng bọn hắn, cũng không biết bọn họ thế nào, có phải hay không có thể tìm được một cái tránh né huyết thú đàn địa phương. Phía trước thời điểm chiến đấu, hắn đều nghe được quá rất xa địa phương đều có huyết thú chém giết giống lên một tiếng. Cho nên hắn phải nhanh một chút khôi phục lại, đuổi theo đi. Nếu là lúc ban đầu, một hơi nuốt vào ba viên tu la đan hắn là không dám, nhưng là dùng một lần lúc sau, lần thứ hai dùng đã hiệu quả không lớn, nhưng lại dùng để khôi phục pháp lực là vậy là đủ rồi. Trên nắm tay thương thế, tam tích sinh mệnh chi thủy đi xuống, lấy mắt thường thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Ngắn ngủn vài phần sau, Dương Nghị Vân hoàn toàn khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái, phía trước mỏi mệt đảo qua mà quang. Ở lúc sau, Dương Nghị Vân đứng dậy nhìn bên người tứ tung ngang dọc nằm huyết thú thi thể, vung tay lên tất cả đều thu vào càn khôn hồ không gian, không nói đến này đó huyết thú đôi mắt là bảo bối, chỉ cần này đó huyết thú thi thể cường ngạnh trình độ liền cũng đủ luyện thần khí. Vân môn thần cảnh yêu cầu thần khí đệ tử môn nhân quá nhiều. Hắn tự nhiên sẽ không lãng phí chính mình lao động thành quả. Bao gồm kia đầu huyết thú vương thi thể cũng bị hắn thu vào càn khôn hồ không gian. Trong lòng vừa động trong tay hắn xuất hiện huyết thú vương đôi mắt. Vốn là một đôi, bị hắn lấy bảy màu long lân chảm mù một con, cuối cùng chi được đến này một viên. Bất quá đã thực không tồi, còn có mặt khác tám chỉ huyết thú đôi mắt ở. Hiện tại cũng không biết huyết thú đôi mắt đến tột cùng có ích lợi gì đồ, phía trước hắn nghe được đến quá, người hoàng đảo những người đó nói huyết thú đôi mắt là huyết thú yếu hại, nhưng cũng là bảo vật. Dương Nghị Vân trong lòng bàn tay cầm huyết thú đôi mắt. Lúc này nhìn một chút, tuy rằng chỉnh thể là huyết sắc, nhưng lại có loại tinh oánh như ngọc cảm giác, nội loại có một đạo cuốn vân giống nhau huyết sắc hoa văn, nhìn qua có điểm quen biết mạch máu giống nhau. Hắn trực tiếp thúc giục pháp lực muốn nếm thử một chút, nhìn xem đến tột cùng có tác dụng gì. Nếu có thể có cái gì kỳ lạ công hiệu, ở kế tiếp hắn lang bạt tu la tràng thời điểm có lẽ sẽ có trợ giúp. Vừa mới thúc giục một chút pháp lực, ngay sau đó trong tay đôi mắt huyết quang chợt lóe. Lại là bang một tiếng trực tiếp bạo liệt mở ra. Dương Nghị Vân tức khắc sửng sốt, trong lòng còn như là như thế yếu ớt. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại đây hết sức, này viên huyết thú trong ánh mắt kia một đạo cuốn vân hoa văn mạch máu lại là vèo một chút ra tới,
trực tiếp chui vào hắn lòng bàn tay, theo huyết mạch mà đi. Dương Nghị Vân đại kinh thất sắc, vội vàng vận chuyển càn khôn tôi thể quyết thúc dục máu chi lực đi ngăn cản luyện hóa. Kết quả lại là sửng sốt. Công pháp vận chuyển dưới này một đạo huyết sắc cuốn vân chi lực trực tiếp dừng lại, hơn nữa bị luyện hóa. Không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này làm cho Dương Nghị Vân đại nhẹ nhàng thở ra. Sợ bóng sợ gió một hồi. Chính là ngay sau đó hắn liền cảm giác được chính mình máu lưu chuyển dưới tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lưu, tiếp tục chảy xuôi mà đi, khuếch tán tới rồi toàn thân, cuối cùng hướng về đôi mắt hội tụ. Lúc này hắn không chút nào khẩn trương, bởi vì không có gì nguy hiểm. Hơn nữa máu là chính mình, huyết thú trong ánh mắt này một đạo cuốn vân hoặc là nói là máu chi lực đã bị hắn luyện hóa thành lực lượng của chính mình. Ngay sau đó hắn đôi mắt có chút nóng lên, lại là tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ. Nước mắt cầm lòng không đậu liền ra tới. Hắn theo bản năng nhắm mắt đi lau lau. Đương hắn nhịu vài cái lúc sau, mới cảm giác thoải mái, hai mắt thượng cực nóng cũng chậm rãi tiêu tán, ngược lại có một cổ tử mát lạnh, có điểm thoải mái. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, Dương Nghị Vân lại là cả người chấn động. Ngay sau đó hắn nội tâm mừng như điên, này đó rốt cuộc biết huyết thú trong mắt có tác dụng gì. Nguyên lai là danh mục tác dụng, hoặc là nói là rèn luyện chính mình đôi mắt, huyết thú đôi mắt trong vòng cuốn vân lực lượng chính là tăng cường đôi mắt lực lượng. Lúc này hắn trong tầm mắt thấy được ước chừng 100 mét địa phương, phía trước huyết phụ tràn ngập, nhiều nhất có thể nhìn đến 20 mét ở ngoài, hơn nữa là mơ hồ trạng thái. Nhưng hiện tại hắn có thể đem 100 mét phạm vi hết thảy xem rành mạch ngươi, trực tiếp xuyên thấu qua huyết phụ. Này thuyết minh huyết thú đôi mắt có thể làm lơ toàn bộ quỷ mị chiến hồn chàng nơi, thậm chí có khả năng ở toàn bộ chúng thần vực thế giới đều áp dụng. Như thế chẳng phải là hắn có bẩm sinh ưu thế. Dương Nghị Vân đối với chính mình đôi mắt biến hóa, rốt cuộc biết là nơi phát ra với huyết thú đôi mắt chi lực. Tuy rằng trước mắt chỉ có thể quan khán đến 100 mét tầm mắt, nhưng tại đây chờ địa phương đã ưu tiên với những người khác. Tầm mắt có thể đạt được 100 mét cái này, có thể là với hấp thu huyết thú chi nhãn lực lượng có quan hệ, hấp thụ nhiều một đôi mắt tất nhiên có thể tăng cường thị lực phạm vi. Nếu là không nóng nảy nói, hắn có thể đi hấp thu, bất quá hiện tại không có thời gian. Trong lòng còn lo lắng Huyền cùng bọn hắn tình huống, có 100 mét tầm mắt với hắn mà nói đã cũng đủ. Vẫn là chờ đuổi theo Huyền cùng bọn hắn lúc sau rồi nói sau. Thực mau Dương Nghị Vân nghĩ Huyền cùng bọn hắn rời đi địa phương đuổi theo, được đến huyết thú chi mắt lực lượng lúc sau, hắn thị lực tăng lên 100 mét phạm vi, tốc độ muốn mau không ít, trong nháy mắt liền biến mất ở huyết phụ bên trong. Mà giờ này khắc này Huyền ngang nhau người, lại là lâm vào khốn cảnh chung. Bọn họ gặp được nguy hiểm so với Dương Nghị Vân còn đại. Từ lúc ấy Dương Nghị Vân bám trụ huyết thú vương làm các nàng rời khỏi sau không bao lâu liền gặp gỡ nguy hiểm. Toàn bộ Tu La Tràng đều bạo phát huyết thú đàn triều, nhưng không đơn giản là phía trước Dương Nghị Vân nơi ở. Bọn họ vốn dĩ truy đuổi người hoàng đảo người, nhưng không nghĩ tới ngược lại là cái thật lớn tính sai, huyết thú đàn ngược lại vẫn luôn ở truy đuổi người hoàng đảo người. Đương nhiên mới đầu Huyền cùng thần nông càng minh đám người không phát hiện, chờ đến phản ánh quá thời điểm, lại là đã muộn rồi. Huyết thú đàn từ bốn phương tám hướng quay chung quanh bọn họ, hàng trăm hàng ngàn số lượng. Kết quả lại là đại đội ngũ bị huyết thú đàn cấp tách ra. Hai nhà thêm lên 30-40 hào người, ở huyết thú đánh sâu vào hạ cuối cùng lưu lại ở Huyền cùng bên người chỉ còn lại có 7 cái. Tình huống phi thường không xong, nhưng cũng không phải Huyền cùng có thể khống chế. Hoàn toàn thuộc về ngoài ý muốn tình huống. Một đường chạy như điên dưới, Huyền cùng mấy người rốt cuộc đuổi theo người hoàng đảo người, nhưng lại cũng lâm vào huyết thú vây quanh chung. Bọn họ bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa. Là một chỗ thật lớn thiên hố. Đúng vậy bọn họ bị huyết thú đàn bước tới rồi thiên trong hầm. May mắn chính là, bọn họ tiến vào thật lớn thiên hố lúc sau, huyết thú đàn không có ở truy tiến vào, nhưng cũng không có rời đi, quay chung quanh ở thiên hố bốn phía. Cái này chơi lớn. Huyền cùng tự nói. Hắn không có mang hảo đội ngũ, có phụ thần tôn Dương Nghị Vân gửi gắm, hơn 10 người đội ngũ, cuối cùng liền hắn ở bên trong chỉ còn lại có 8 người. Phân biệt là Ngạo Tình Ngạo Vân huynh đệ, Hùng Du Thiên, Thần Mộc Lão Tổ cùng Hồng Liên Phu Nhân, Huyền Quy cùng Bắc Cá, những người khác như Hùng Hoan, Sa Hồ Bà, Medusa, Đoạn Thân mới vừa, Âm Dương Kim Cương vợ chồng tất cả đều thất lạc. Mà thần nông thị bên kia cũng là không sai biệt nhiều tình huống, thần nông Càng Minh tuy rằng còn ở, nhưng bên người cũng chỉ dư lại 6 cái tộc nhân, những người khác cũng ở phía trước huyết thú triều đánh sâu vào hạ thất lạc.
Mặt khác người hoàng đảo người, tam đại thiên đạo quy tắc năm trọng dẫn dắt người hơn 20 hào, giờ phút này dư lại liền 10 cái người. Huyết thú triều bùng nổ thực sự đáng sợ, bọn họ cũng là không có biện pháp. Lúc này bị nhốt ở cái này thật lớn thiên hố trong vòng, tạm thời là ra không được, mặt trên huyết thú đàn còn đều ở đâu. Huyền cùng ánh mắt đỏ bừng nhìn về phía người hoàng đảo người, hắn năm đó đi theo Dương Nghị Vân đi người hoàng đảo thời điểm, gặp qua số lẻ người, nhớ rõ là người hoàng Phục Hy ngồi xuống thất tinh tôn giả chi nhất, kêu trời su. Cẩn thận ngẫm lại một đường chật vật, Huyền cùng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, huyết thú đàn trào tựa hồ trước sau là ở truy đuổi người hoàng đảo những người này. Mà bọn họ vốn dĩ mục đích là nghĩ đi theo người hoàng đảo người có thể tránh né một chút huyết thú triều, ngược lại không nghĩ tới ở trong quá trình bị lan đến. Cái này làm cho Huyền cùng hoài nghi người hoàng đảo người có phải hay không làm chuyện gì, thế cho nên huyết thú triều trước sau truy đuổi bọn họ. Đương nhiên không chứng cứ, này chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Nhưng tâm lý nén giận a, đội ngũ tan, thất lạc những người đó, hiện tại sinh tử chưa biết, làm hắn như thế nào hướng thần tôn công đạo. Đồng thời Huyền đồng tâm cũng lo lắng thần tôn Dương Nghị Vân không biết thế nào. Nhìn thiên su, Huyền cùng đi qua nói, phân môn thần cảnh thần tôn Dương Nghị Vân dưới tòa Huyền cùng gặp qua thiên su đạo huynh. Thiên su tự nhiên biết Huyền ngang nhau người là Dương Nghị Vân dưới tòa, lúc này mọi người đều là cùng cái tình cảnh thượng, cũng không dám thác đại, chào hỏi nói, Huyền đồng đạo huynh có lễ. Dọc theo đường đi bọn họ người hoàng đảo người vẫn luôn ở phía trước chạy như bay. Cũng thấy được vẫn luôn theo đuôi ở bọn họ phía sau Huyền cùng cùng thần nông Càng Minh đám người, lúc này mới dừng lại có nói chuyện thời gian. Huyền cùng lại là nhịn không được nói, xin hỏi thiên su đạo huynh có biết này tu la chàng huyết thú triều là chuyện như thế nào? Hỏi chuyện chi gian Huyền cùng đôi mắt nhìn chằm chằm thiên su tưởng từ thiên su trong ánh mắt nhìn đến chút cái gì? Đáng tiếc thiên su cười khổ nói, ta đám người không biết a, không có chút nào phát hiện. Bất quá thần nông Càng Minh lại là hừ lạnh một tiếng nói, một đường mà đến, huyết thú tựa hồ đều ở truy kích các ngươi người hoàng đảo người đi, các ngươi chính là làm cái gì chọc giận huyết thú bùng nổ sự. Hiện giờ liên quan chúng ta thần nông thì cùng vân môn thần cảnh người đều đã chịu liên lụy, người hoàng đảo người giáp tâm ở đâu. Chê cười, chúng ta đi chúng ta, các ngươi đi theo chúng ta chạy, đã xảy ra chuyện trách chúng ta người hoàng đảo, đây là cái gì đạo lý? Thiên su còn chưa nói lời nói. Một bên một người khác hừ lạnh dỗi thần nông Càng Minh. Thiên cơ sư đệ chớ có tức giận, thiên su mở miệng đánh gãy thiên cơ. Người này đúng là người hoàng Phục Hy dưới tòa đệ nhị tôn giả thiên cơ. Còn có một người là đệ tam tôn giả thiên quyền, lần này người hoàng đảo tới tam đại tôn giả tiến vào chúng thần vực thế giới. Không hề nghi ngờ ba người đều là thiên đạo quy tắc cường giả. Giờ phút này đệ nhất tôn giả thiên su đánh gãy thiên cơ lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía thần nông Càng Minh mở miệng nói, thần nông thị vị này đạo huynh lời này sai rồi, nơi này chính là tu la chàng, thử hỏi ai có thể khống chế được huyết thú đàn. Thiên su thân là người hoàng tọa hạ đệ nhất tôn giả, nhưng thật ra tính cách trầm ổn, nói chuyện không nhanh không chậm, dừng một chút tiếp tục mở miệng nói, ta tuy không biết nhị vị theo đuôi chúng ta là vì cái gì, việc này không nói đến, bất quá đại gia một đường mà đến, tình huống các ngươi nhưng đều thấy được. Chúng ta cũng là chật vật đến cực điểm, đồng môn cũng bị huyết thú triều tách ra không ít. Nếu là chúng ta có năng lực thao tác huyết thú, gì đến nỗi làm người trong nhà cũng chịu liên lụy. Tại đây nói hiện tại mọi người đều bị nhốt tại đây thiên hố trong vòng, tuy rằng sơn mặt huyết thú không có đuổi theo, nhưng hôm nay hố trong vòng hiện tại cũng là tình huống không rõ. Như thế thật lớn thiên hố, quả thực chính là một phương không gian, nội loại có cái gì tồn tại hiện tại còn chưa biết. Đại gia nếu tới rồi cùng nhau. Nên đoàn kết mới là, nghĩ cách ứng đối, nhìn xem như thế nào đi ra ngoài, cũng hoặc là từ nơi này tiếp tục đi xuống, đi xem thiên hố phía dưới còn có hay không cái gì đường ra, huyết thú quay chung quanh ở thiên hố ở ngoài, không có ở truy kích xuống dưới, khả năng có nguyên nhân khác. Một phương diện chúng ta mọi người đều là vừa vặn, chạy trốn phương hướng đúng là huyết thú cũng muốn tới địa phương, này đó huyết thú đàn có lẽ vốn dĩ chính là muốn tới thiên hố, lúc này quay chung quanh ở thiên hố ở ngoài, tụ mà không tiêu tan. Hoặc là kiêng kỵ thiên hố trong vòng có cái gì tồn tại. Hoặc là chính là bị thiên hố trong vòng thứ gì hấp dẫn mà đến. Tóm lại đại gia hiện tại cùng tồn tại một cây thăng thượng, thật sự là không nên khởi cái gì xung đột. Cái này tình huống dưới càng hẳn là đoàn kết cộng độ trước mắt khốn cảnh mới là. Chúng ta người hoàng đảo tuy rằng bất hòa thần giới các thế lực lớn có lui tới, nhưng cũng không muốn vì địch. Nhà ta người hoàng đại nhân cùng dương thần tôn chi gian có chút sâu xa tồn tại. Vân môn thần cảnh cũng là chúng ta người hoàng đảo bằng hữu.
thần nông thị người nếu có thể cùng vân môn thần cảnh người ở bên nhau. Này thuyết minh cũng là đạo hữu, như thế chúng ta hẳn là hợp tác đoàn kết, không biết nhị vị đạo huynh nhưng nhận đồng lão phu nói. Thiên Xu một phen lời nói có sách mách có chứng, phân tích đúng chỗ, đem lợi và hại đều nói ra, Huyền cùng thần nông Càng Minh nghe xong, trong lòng đều bình tĩnh. Đích xác trước mắt tình huống không phải hoài nghi không nghi ngờ người hoàng đảo những người này có phải hay không cùng huyết thú triều bùng nổ có quan hệ, mà là hẳn là ngẫm lại nếu cộng độ cửa ải khó khăn mới là. Thiên Xu phân tích hôm nay hố trong vòng có thứ gì, những lời này chính là làm ở đây tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Nhưng ngẫm lại bên ngoài huyết thú đàn, thật đúng là cho là có khả năng. Vạn nhất thiên hố trong vòng thực sự có cái gì cường đại tồn tại, bọn họ có lẽ gặp mặt lâm càng thêm nguy hiểm tình huống, như thế nhưng thật ra thật muốn hợp tác. Huyền cùng sau khi ngẫm lại, ta đại biểu vân môn thần cảnh nguyện ý cùng người hoàng đảo cộng độ cửa ải khó khăn. Thần nông Càng Minh lúc này cũng không lựa chọn, đi theo mở miệng nói, ta thần nông thị là vân môn thần cảnh nhất chân thành tha thiết minh hữu. Vân môn thần cảnh như thế nào ta thần nông thị biên như thế nào. Tuy rằng đối người hoàng đảo người không cảm mạo, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đi theo một con đường đi tới cuối. Đương nhiên hắn cùng Huyền cùng cũng cảm giác ra tới, người hoàng đảo người có lẽ thật cùng huyết thú đàn không quan tâm, thật là trùng hợp, một đường chạy tới tránh né đạt phương hướng, đúng là huyết thú đàn muốn tới địa phương. Thiên hố trong vòng tam gia tạm thời ý kiến thống nhất. Huyền cùng ý trời là bởi vì Thiên Xu nói có lý, đương nhiên này chỉ là này chỉ một nguyên nhân, lớn nhất nguyên nhân là hắn lòng có vướng bận, bị huyết thú tách ra đồng môn cùng Dương Nghị Vân tình huống cũng không biết thế nào. Hắn muốn đi ra ngoài tìm, đây mới là trọng điểm. Tổng không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Giờ phút này bọn họ ở thiên hố vị trí giữa sườn núi thượng, hướng lên trên đi ra ngoài, bên ngoài huyết thú đàn quay chung quanh bốn phía, căn bản ra không được. Khá vậy không thể liền như vậy chờ đợi, cho nên Thiên Xu đề nghị hạ thiên hố mà đi, đây là cái biện pháp. Càng là tại đây chờ thời điểm, đại gia ngưng tụ thành một sợi dây thường mới có đường ra. Tam gia thương nghị một phen, hạ thiên hố mà đi đi, chờ không phải biện pháp, đi lên khả năng không lớn, cũng chỉ có đi thiên hố nông nỗi nhìn xem, có phải hay không có đường đi ra ngoài. Tu La Chàng là chiến trường, cùng loại thiên hố không ngừng một chỗ. Lịch đại gần nhất thăm dò Tu La Chàng người cũng không phải không có đụng tới quá, có ghi lại có chút thiên hố là có đi thông mặt khác địa phương lộ. Không gian cùng thời gian hỗn loạn nơi, chuyện gì đều có khả năng tồn tại. Có lẽ đi xuống nhìn xem, không chừng có thể phát hiện huyết thú đàn bùng nổ hội tụ ở thiên hố ở ngoài bí mật, có thể xua tan huyết thú cũng là một cái lộ. Tam gia đều muốn tìm đến chính mình bị huyết thú tách ra người, như thế đạt thành nhất trí lúc sau, hạ thiên hố mà đi. Đến nỗi giờ phút này Dương Nghị Vân, hắn một đường truy tung mà đến, có đôi mắt biến hóa sẽ sau, làm cho là ở huyết phụ tràn ngập nơi có thật lớn ưu thế. Né tránh một ít giải rác huyết thú. Cũng ở cái này trong quá trình phát hiện, huyết thú thiên kỳ bách quái, không đơn giản là hắn phía trước chém giết diện mạo như mãnh hổ cái loại này, đủ loại đều có, xà trùng chuột kiến từ từ thậm chí còn có loài chim bay tồn tại. Dương Nghị Vân nghĩ tới phi ở giữa không trung đi, nhưng hắn không dám. Bởi vì thần nông Càng Sáng Mai liền nhắc nhở quá, không gian hỗn loạn ở không trung càng vì rõ ràng, mà là bay vọt ở không sau huyết phụ càng thêm nồng đậm, trăm mét tầm mắt căn bản là không có tác dụng. Tương đối tới nói mặt đất an toàn một ít. Hắn vẫn luôn ở truy tung Huyền cùng bọn hắn tung tích, không nghĩ tới Huyền ngang nhau người đã bị tách ra. Ước chừng ở ban ngày lúc sau, Dương Nghị Vân nghe được có tiếng chém giết. Trong lòng vừa động vội vàng chạy tới nơi. Chờ hắn tới gần trăm mét lúc sau, lại là mơ hồ thấy được rất nhiều bóng người. Có chút kỳ quái chính là, hắn không có nghe được huyết thú tiếng động, tất cả đều là người thanh âm. Nghe ở chém giết đánh nhau giống nhau. Hơn nữa có quen thuộc giọng nữ. Đang tới gần 10 mét, này đó hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng cũng trong lòng hỏa khí oanh một chút bùng nổ. Hắn thấy được người quen. Hơn 10 người ở vây công một nữ tử. Mà nữ tử không phải người khác là hắn dưới tòa Medusa. Vây công Medusa còn lại là lão đối đầu quỷ thần giới người, cầm đầu đúng là hắn muốn tìm chung sát. Đại đạo điện mười mấy gia thế lực chung, quỷ thần giới xem như muốn nhược thế một phương, bởi vì đi đầu chung sát tu vi là thiên đạo quy tắc bốn trọng. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội từ chung sát trong tay đoạt được cuối cùng một viên tu la quả, đáng tiếc cái này lão tiểu tử cực kỳ xảo trá không tìm được cơ hội, hiện tại khen ngược. Hắn không đi tìm, trái lại cư nhiên khi dễ hắn Dương Nghị Vân người.
Hảo hảo hảo, xem lần này không lộng chết các ngươi này đó vương bát đản. Chỉ là có một chút Dương Nghị Vân tưởng không rõ, vì cái gì không thấy những người khác, chỉ có Medusa một cái, lại còn có bị quỷ thần giới này đó vương bát đản cấp vây công, xem ra sư phạm chật vật. Ở Dương Nghị Vân trong mắt, Medusa cả người đều là thương tổn, đã ở vào thiêu đốt tự thân tinh nguyên trạng thái ở chết sát, một mạng ngăn cản quỷ thần giới những người này công kích, nhìn dáng vẻ kiên trì không được bao lâu. Hắc hắc, đại gia nỗ lực hơn, đừng giết nàng, bắt sống, đến lúc đó làm Dương Nghị Vân kia tiểu tử nhìn xem, hắn ngồi xuống mỹ nhân ở chúng ta trong tay, xem hắn còn cản rỡ. Trung sát mang theo âm lãnh ý cười nói chuyện. Đích xác hắn đối Dương Nghị Vân hận chết, nhưng lấy Dương Nghị Vân không có biện pháp, nhưng là cũng nhìn ra được tới, Dương Nghị Vân là cái bao che cho con người, đặc biệt là ở nữ nhân phương diện, Dương Nghị Vân rất là để ý, này kỳ thật ở trung sát trong mắt chính là nhược điểm. Bọn họ tiến vào tu la tràng sau, cũng đã nhận ra huyết thú cuồng bạo, bất quá bọn họ khoảng cách khá xa, cũng có thể tránh đi, chờ huyết thú đàn sau khi đi qua, lại đây chuẩn bị nhìn xem là chuyện như thế nào, lại là không nghĩ tới đụng phải lạc đơn Medusa, nhận ra là Dương Nghị Vân thủ hạ, không gặp Dương Nghị Vân không gặp những người khác, trung sát trực tiếp hạ lệnh bắt sống Medusa. Trong tay có cái Dương Nghị Vân thủ hạ, đến lúc đó lại gặp phải Dương Nghị Vân liền có áp chế thủ đoạn. Vì thế Medusa thảm. Nàng bản thân bị huyết thú đàn đánh sâu vào dưới bị thương, giờ phút này lại đụng phải quỷ thần giới người, một phen chém giết xuống dưới, nếu không phải nàng bác mệnh, đối phương cũng là chuẩn bị bắt sống nàng, nàng đã sớm bị giết. Oanh! Phốc! Gần như trăng dầu hết đèn tắt trạng thái, thực dễ dàng đừng lợi dụng sơ hở, một cái vô ý, rốt cuộc bị quỷ thần giới người đánh bại trên mặt đất. Medusa hộc ra một mồm to huyết, rốt cuộc không động đậy nổi. Nhìn trong tầm mắt quỷ thần giới người tưởng hắn mà đến, Medusa ánh mắt sắc bén lên, nàng há có thể không biết trung sát đánh cái gì chủ ý. Medusa kiêu ngạo há có thể bị bọn họ bắt sống, sau đó còn không biết chịu cái gì vũ nhục. Đây là nàng không cho phép. Ninh Ngọc nát không ngói lành. Medusa nhắm hai mắt lại, ở quỷ thần giới người lại đây phía trước, nàng sẽ lựa chọn chính mình. Không biết vì cái gì, nàng nhắm hai mắt một khắc. Cứ nhiên trong đầu hiện lên chính là Dương Nghị Vân thân ảnh, trong lòng cười khổ nói, ta đều phải đã chết, như thế nào ngươi vẫn là muốn xuất hiện đâu. Đối Dương Nghị Vân Medusa là cực kỳ phức tạp trong lòng, từ năm đó bị Dương Nghị Vân lấy sinh mệnh chi thủy khống chế, đến bị sau lại nàng tu vi không ngừng đi theo ở Dương Nghị Vân bên người đột phá, hiện giờ đã là thiên đạo quy tắc bốn trọng, đã sớm đối Dương Nghị Vân đã không có bất luận cái gì oán khí, ngược lại đi theo Dương Nghị Vân thời gian càng lâu. Liền sẽ càng thêm hiện kỳ thật hắn còn rất đáng yêu. Đáng tiếc a, có một số việc cả đời cũng nói không nên lời, thậm chí cũng thực hiện không được. Nếu có kiếp sau, người ta tái kiến đi. Medusa nội tâm cười cười tự nói một câu, ngay sau đó liền chuẩn bị tự sát. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng tức giận hỏa sát ý, nhưng ngừng ở Medusa trong tai lại vô cùng quen thuộc thanh âm vang lên. Ta người người chờ cũng dám động, đáng chết. Medusa bỗng nhiên mở hai mắt, lưu trữ máu khóe miệng nhìn không được cười, hai tròng mắt trung sáng rất nhiều. Là hắn Medusa tự nói, quả nhiên hắn cảm thấy một đạo thất thải hà quang. Thất thải hà quang đúng là Dương Nghị Vân pháp khí bảy màu long lân, Medusa tự nhiên quen thuộc. A a a! Ngay sau đó từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tới gần nàng sáu gã quỷ thần giới người, một đám kêu thảm thiết thân thể bạo liệt, lại là giữa sân thất thải hà quang lập lòe. Medusa thấy được cái kia hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, quả nhiên là Dương Nghị Vân. Đi! Trung sát phản ứng không chậm. Hắn đối Dương Nghị Vân hận thấu xương, nghe được nói chuyện tiếng vang lên thời điểm, liền nghe ra là Dương Nghị Vân, ngay sau đó liền nhìn đến sáu gã muốn đi bắt Medusa thủ hạ một đám toàn thân thất thải hà quang lập lòe một đám thân thể đều bạo liệt hồn phi phách tán. Trung sát phản ứng đầu tiên đó là chạy. Bởi vì hắn biết không phải Dương Nghị Vân đối thủ. Nhưng là lúc này, có thể chạy mới là lạ. Dương mẫu nhân nhìn đến bọn họ khi dễ Medusa sau sát ý đại tác phẩm, hỏa khí không ra tới há có thể làm trung sát chạy trốn. Hơn nữa Dương mẫu nhân hiện tại chính là thị lực ở chỗ này khác hẳn với thường nhân, chiếm cứ bẩm sinh ưu thế, quỷ thần giới những người này, tu luyện lại là lấy nguyên thần là chủ cùng loại quỷ tu, đối thượng Dương mẫu nhân cái này nguyên thần đều vượt qua bọn họ một mảng lớn quỷ thai, chỉ có thể tính bọn họ xui xẻo. Lại nói trung sát đám người tu vi cùng Dương Nghị Vân đều kém cách xa. Cho nên một hồi tàn sát bắt đầu rồi.
Dương Nghị Vân nhớ thương trung sát trên người cuối cùng một viên tu la quả há có thể buông tha hắn. Kế tiếp một hồi tràn ngập sợ hãi tàn sát bắt đầu. Medusa trong tai nghe được từng tiếng kêu thảm thiết, huyết phụ hoàn cảnh hạ nàng chỉ có thể nhìn đến 20 mét trong vòng mơ hồ hoàn cảnh, 20 mét ở ngoài cái gì đều nghe không được. Nhưng là nàng có thể ngẫm lại đến Dương Nghị Vân ở nơi xa chém giết quỷ tầm bắn người. Dương Nghị Vân, ngươi có thể hay không giết ta, ta quỷ thần giới Pharaoh liền ở chúng thần vực, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. A, à, thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Medusa biết chiến đấu kết thúc. Quả nhiên tại hạ một khắc Dương Nghị Vân thân ảnh xuất hiện, đi bước một đi tới bên người nàng. Ngồi xổm xuống thân tới tương lai bế lên nói, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Ân. Medusa từ trước đến nay lấy lãnh kỳ người, nhưng giờ khắc này nàng bị Dương Nghị Vân ôm vào trong ngực, lại là vô cùng ôn nhu, hết thảy nguy cơ rốt cuộc kết thúc, nàng dựa vào Dương Nghị Vân trong lòng ngực, lại là xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn, tiêu hao quá lớn, thương thế quá nặng, giờ phút này rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhắm mắt đôi mắt hoàn toàn ngất qua đi. Dương Nghị Vân mang theo Medusa tìm một chỗ yên lặng nơi, đem nàng buông, vung tay lên tam tích sinh mệnh chi thủy cho nàng phục đi xuống. Medusa thương thế thực trọng, trong ngoài thương đều có. Bất quá chỉ cần không thương cập nguyên thần, lại nghiêm trọng thương thế, đối Dương Nghị Vân tới nói đều không tính cái gì, hắn sở trường chính là trị bệnh cứu người, y đạo là từ năm đó ở tu chân giới liền khai tiếp xúc đệ nhất hạng kỹ năng. Còn nữa nói sinh mệnh chi thủy chính là cùng nhau thương thế thánh dược. Tam tích sinh mệnh chi thủy đi xuống, Medusa trên người ngoại thương, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chờ Medusa trên người lớn nhỏ miệng vết thương hoàn toàn khép lại lúc sau, Dương Nghị Vân lại lấy ra hai viên tu la đan cho nàng ăn vào, có trợ giúp hắn khôi phục nội thương cùng tiêu hao pháp lực thần hồn. Như thế chữa thương, có thể nói là xa hoa. Nhưng đối Dương Nghị Vân tới nói này đều không tính cái gì, sinh mệnh chi thủy hiện tại có thể nói cuồn cuộn không ngừng sẽ có, đến nỗi tu la đan trong tay có mấy chục viên, đã không có ở luyện chế đó là... Dù sao vừa rồi chém giết trung sát lúc sau được đến trung sát trong tay cuối cùng một viên tu la quả, hơn nữa trong tay hắn hai viên, vừa lúc có thể luyện chế đệ tam lò tu la đan. Một lò tu luyện đan 36 viên, không ít. Tuy rằng trong tay tu la đan là hắn cấp vân môn những cái đó thân nhân bằng hữu chuẩn bị, nhưng là hắn càng để ý trước mắt người. Mang theo đại gia tiến vào chúng thần vực mục đích vốn chính là vì bọn họ có thể có điều đột phá, tăng lên tu vi. Cũng là làm vân môn thần cảnh chỉnh thể thực lực tăng lên, cũng không phải là làm cho bọn họ có cái gì tổn thất. Tuy rằng lại nói tiếp, tiến vào chúng thần vực sinh tử có mệnh cơ duyên phúc hỏa các có tạo hóa, một chúng thủ hạ cũng đều minh bạch đạo lý này, hắn càng là rõ ràng cách sinh tồn, nhưng là có thể bảo hộ, chỉ cần hắn khả năng cho phép liền phải bảo vệ tốt đại gia. Ngay từ đầu tổn thất thạch giám đảm đương thiên hạ cùng thoán thiên hầu ba người, cũng đã làm hắn trong lòng lấy máu. Hiện tại nhìn đến Medusa bị thương tự nhiên là không tiếc đại giới trị liệu. Làm hắn lo lắng chính là, Medusa một người lạc đơn, bị quỷ thần giới người vây sát, mà không thấy những người khác, này thuyết minh nhất định là đã xảy ra chuyện. Medusa đều như vậy, những người khác là cái dạng gì, Dương Nghị Vân cũng không dám tưởng. Anh! Đang lúc Dương Nghị Vân trầm tư hết sức, một tiếng ngâm khẽ vang lên đánh gãy hắn như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại suy nghĩ. Vừa chuyển đầu thấy được Medusa mở mắt. Tỉnh, cảm giác thế nào? Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian ngồi xổm xuống thân đi nâng Medusa. Không, không có việc gì, cảm ơn. Medusa bị Dương Nghị Vân nâng thời điểm nắm tay, lại là run lên, ánh mắt có điểm tránh né không dám nhìn Dương Nghị Vân thấp giọng nói một câu. Dương mẫu nhân là cái bụi hoa tay già đời, nhìn đến Medusa phản ứng tức khắc hiểu được, chính mình chảo Medusa tay, nhân ra một nữ hài tử ngượng ngùng. Vội vàng buông ra. Kỳ thật hắn không có bất luận cái gì tàn niệm, hoàn toàn là ở vào bản năng quan tâm. Ngược lại là Medusa phản ứng làm hắn có chút tâm viên ý mã. Tay nàng thực lạnh lẽo, nhưng lại phi thường tinh tế mềm mại, bắt lấy thời điểm thực thoải mái. Nhìn Medusa tránh né chính mình nhìn thẳng ánh mắt nghe nàng nói lời cảm tạ, Dương Nghị Vân thật là có điểm không thói quen, nàng rất cao lãnh, vẫn luôn là cao lãnh. Nhưng vừa rồi một câu cảm ơn. Lại là khó được mềm mại, ôn nhu. Khụ không có việc gì liền hảo. Dương mẫu nhân cũng có chút không dám nhìn nàng. Nói thật Medusa dung mạo thật sự là cụ bị 12 cấp lực sát thương, chỉ là do dự nàng bản thể cùng vẫn luôn lãnh, làm hắn không nghĩ tới cái gì oai tâm tư mà thôi. Nhưng giờ phút này lại là phát hiện, nàng ôn nhu thời điểm,
thật sự là muốn mạng người, thiếu chút nữa liền thất thần. Nuốt khẩu nước miếng, Dương Mẫu Nhân cuối cùng là đem trong lòng rung động áp chế đi xuống, lúc này nhưng không có thời gian đi lưu muội. Những người khác còn không biết là tình huống như thế nào đâu, phải hỏi hỏi Medusa sau làm tính toán. Đến nỗi giờ phút này Medusa đi. Nàng là chưa bao giờ có quá trong lòng khó chịu. Đối, chính là khó chịu. Nói như thế nào đâu, loại này khó chịu không phải thống khổ cái loại này, là một loại nàng không thể nói tới hoảng hốt tim đập. Hơn nữa chính là Dương Nghị Vân chảo nàng tay thời điểm, hoặc là nói đối mặt Dương Nghị Vân thời điểm. Hoảng hốt lợi hại, lão nhảy, tim đập nhanh. Nàng không biết đây là làm sao vậy. Liền cảm giác giờ phút này Dương Nghị Vân so bất luận cái gì thời điểm đều làm nàng sợ hãi. Hồi tưởng khởi phía trước, ở nàng đối mặt quỷ thần giới kia nhất ba người tới gần thời điểm, ở nàng lựa chọn muốn tự sát khi đó, Dương Nghị Vân kia một câu, ta người các ngươi cũng dám động, thật sự là thẳng vào nàng linh hồn chỗ sâu trong. Lại sau lại Dương Nghị Vân bế lên nàng, đang ở trong lòng ngực hắn thời điểm, Medusa cảm nhận được một loại toàn sở không có cảm giác an toàn, nhưng cũng là làm nàng sợ hãi phụ trách cảm giác. Vừa mới hắn nắm tay nàng khi, cái loại cảm giác này càng mãnh liệt. Làm Medusa hoảng hốt một đám, quả thực. Mạc Danh đối mặt hắn thời điểm, nàng cư nhiên phát hiện chính mình cao không đứng dậy, cũng lãnh không dậy nổi, tâm tựa hồ đều ấm áp. Nhưng nàng chán ghét có độ ấm cảm giác, đồng thời lại có chút ẩn ẩn vui mừng. Phi thường mâu thuẫn, cúi đầu đứng ở Dương Nghị Vân trước mặt không dám nhìn tới nàng. Nói sao lại thế này, những người khác đâu, người như thế nào bị quỷ thần giới kia nhất bang tạp toái cấp vây công. Medusa trầm tư hoảng hốt, bị Dương Nghị Vân hỏi chuyện đánh gãy. Nghe được Dương Nghị Vân hỏi chuyện, Medusa rốt cuộc bừng tỉnh lại đây, so sánh với giờ phút này trong lòng hoảng loạn, phía trước các nàng tao ngộ càng quan trọng, hẳn là muốn nói cho Dương Nghị Vân. Hít sâu một hơi nói, chúng ta lúc ấy cùng ngươi tách ra lúc sau, liền theo người hoàng đảo người mà đi, kết quả không đi bao xa, đã bị bốn phương tám hướng mà đến huyết thú đàn cấp đánh sâu vào. Ta là tách ra lúc sau. Đụng phải quỷ thần giới người, một phen tử chiến dưới vốn dĩ cho rằng muốn chết, đều chuẩn bị tốt tự sát, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện, đến nỗi những người khác ta hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, bất quá có một chút có thể khẳng định, bị huyết thú đàn tách ra người, chẳng những là ta một cái. Dương Nghị Vân sau khi nghe xong sắc mặt ngưng trọng không ít. Dựa theo Medusa cách nói, đại bộ đội khả năng thật đúng là bị tách ra. Nói cách khác, vô cùng có khả năng mọi người đều phân tán. Kể từ đó, ở Tu La chàng đã có thể nguy hiểm, chính như Medusa tao ngộ, không bị huyết thú đánh sâu vào, nếu là gặp phải thế lực khác nói, cũng sẽ bị người làm khó dễ. Hiện tại cần thiết phải nhanh một chút đi tìm bọn họ. Vãn một phút những người khác tất nhiên liền nhiều một phân nguy hiểm. Dương Nghị Vân trong lòng lạnh nửa thanh, trong lòng chỉ có thể cầu nguyện, bị tách ra người có thể sống sót. Chúng ta đi thôi, mau chóng tìm được bọn họ, nếu không sẽ có nguy hiểm. Dương Nghị Vân đối Medusa nói. Ân Medusa mềm nhẹ gật đầu. Nàng không phát hiện chính mình hiện tại đối Dương Nghị Vân nói chuyện thời điểm, không còn có dĩ vãng cái loại này lạnh băng cao ngạo. Từ từ, cho ngươi một thứ nhanh lên luyện hóa, có trợ giúp ở Tu La chàng hành tẩu. Dương Nghị Vân vang lên huyết thú đôi mắt, nếu hắn có thể luyện hóa nhìn đến 100 mét tầm mắt, kia Medusa liền cũng có thể dùng, dù sao hắn càn khôn hồ không gian còn có 8 đầu huyết thú tồn tại, liền có 8 đôi mắt. Làm Medusa luyện hóa một đôi, cũng có thể ở chỗ này chiếm cứ ưu thế, đối với kế tiếp tìm kiếm đại gia có trợ giúp. Dứt lời Dương Nghị Vân lấy ra một đôi huyết thú đôi mắt đưa cho Medusa, làm nàng mau chóng luyện hóa. Ở Dương Nghị Vân hộ pháp dưới Medusa bắt đầu luyện hóa một đôi huyết thú chi mắt. Lúc này đây lại là không nghĩ tới, còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Dương Nghị Vân vốn dĩ chính là muốn cho Medusa cùng chính mình giống nhau, luyện hóa một đôi huyết thú chi mắt sau. Cũng có thể ở huyết phụ nồng đậm Tu La chàng chiếm cứ thị lực thượng ưu thế. Lại là không nghĩ tới, một đôi huyết thú chi mắt ngược lại trở thành Medusa cơ duyên môi giới. Medusa đối Dương Nghị Vân hiện tại là ngoan ngoãn phục tùng, hắn nói cái gì chính là cái gì, một đôi huyết tay chi mắt đến lúc đó, bắt đầu luyện hóa, cũng không hỏi gì nhiều. Dương Nghị Vân canh giữ ở bên người nàng hộ pháp, Medusa bắt đầu luyện hóa. Mỗi một khắc Dương Nghị Vân nhìn đến Medusa bỗng nhiên mở hai mắt, lại là thấy được nàng hai tròng mắt chung xuất hiện trọng đồng, hơn nữa là kim quang lấp lánh. Tuy rằng hắn đã sớm biết Medusa đôi mắt bản thân liền có thiên phú thần thông, trước kia cũng gặp qua, nhưng là hiện tại nhìn lại,
lại là lại không giống nhau, đương kim quang lập lòe dựng lên sau, hắn hướng Medusa đôi mắt nháy mắt, liền cảm thấy một trận choáng váng bắt đầu. Ngay sau đó Dương Nghị Vân nhìn đến chính là vô tận kim quang, vĩnh vô ngăn tẫn. Hắn trong lòng biết này có thể là nói, nhưng lại thoát ly không được, tỉnh không tới. Cũng may trong nháy mắt sau, kim quang biến mất. Thực xin lỗi, ta không khống chế tốt. Bên tai vang lên Medusa thanh âm, mang theo thấp thỏm. Dương Nghị Vân lúc này mới tỉnh táo lại, cũng đã là cái trán che kín tinh mịn giọt mồ hôi. Trong lòng nói, có điểm đáng sợ a. Không có việc gì, đôi mắt của ngươi. Dương Nghị Vân giờ phút này nhìn lại lại là phát hiện Medusa trọng đồng biến mất không thấy, khôi phục bình thường. Medusa vội vàng nói, ngươi cho ta huyết thú chi mắt luyện hóa lúc sau, ta đôi mắt tiến hóa. Nói chuyện chung Medusa mang theo che giấu không được vui sướng tiếp tục nói, hiện tại nếu là gặp phải quỷ thần giới mà những người đó, ta tất nhiên làm cho bọn họ tất cả đều chết không có chỗ chôn. Dương Nghị Vân biết Medusa đôi mắt mới là nàng át chủ bài, năm đó lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, liền lĩnh giáo qua, khi đó Medusa đôi mắt bùng nổ quang mang lúc sau, có được thạch hóa chỉ có thể. Nhưng vừa rồi tuy rằng là một cái chớp mắt ra, lại là phát hiện nàng đôi mắt bất đồng. Thật là tinh lọc. Nhìn không được hỏi, đôi mắt của ngươi hiện tại có được cái gì năng lực? Medusa mở miệng nói, ở nguyên lai thạch hóa cơ sở thượng, nhiều nhiếp hồn khả năng, có thể làm kinh sợ nguyên thần. Dương Nghị Vân vừa nghe sáng tỏ, ngẫm lại vừa rồi cái loại này vô tận choáng váng cùng vô pháp tự kiềm chế cảm giác, hắn thực may mắn Medusa là người một nhà, nếu là kẻ thù nói, liền như vậy trong nháy mắt bị lạc, chính mình đủ chết trăm lần. Hắn trong lòng ở khiếp sợ đồng thời còn có chút hâm mộ. Nếu là biết Medusa tu vi hiện tại là thiên đạo 4 trọng, mà hắn còn lại là thiên đạo 5 trọng, thậm chí hắn cái này thiên đạo 5 trọng tu vi, viễn siêu cùng cấp bậc, nhưng Medusa đôi mắt lại là đã có thể ảnh hưởng hắn, hơn nữa vẫn là nàng chủ động thu hồi đôi mắt lực lượng, hắn mới thanh tỉnh lại, nếu không hắn đều ở một chốc một lát từ Medusa đôi mắt thiên phú thần thông chung vẫn chưa tỉnh lại. Này tuyệt đối là cường đại đòn sát thủ. Cảm khái lúc sau, Dương Nghị Vân trong lòng cũng là đại hỉ. Bên người có Medusa sau, tương đương thực lực lại có tăng cường. Hắn nhiều cái có thể ảnh hưởng thiên đạo quy tắc 5 trọng thậm chí càng cường đại băng tay. Dương Nghị Vân lại hỏi, thạch hóa năng lực có phải hay không cũng cường đại rồi. Medusa nói, ân, cảm giác so trước kia cường đại rồi vài lần đều không ngừng. Nơi nào hiện tại tầm mắt phạm vi có bao nhiêu? Dương Nghị Vân tiếp tục hỏi. Medusa nói, không mở ra trọng đồng dưới tình huống. Ta hiện tại có thể nhìn đến 100 mét phạm vi. Dương Nghị Vân vừa nghe đảo cũng bình thường, hắn cũng mới xem 100 mét, bất quá Medusa cách nói là không mở ra trọng đồng dưới tình huống. Kia mở ra hai mắt đâu, đây mới là trọng điểm đi. Nếu mở ra trọng đồng nói, phạm vi vạn mét trong vòng rõ ràng có thể thấy được. Medusa nói, T, Dương Mỗ Nhân hít hà một hơi. Như vậy biến thái a. Cái này hắn xem như đối Medusa đôi mắt nhưng tiến hóa đến trọng đồng sau uy lực có lại có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Thiên phú dị bẩm thật biến thái a. Dương Mỗ Nhân hâm mộ nói thầm một câu. Thanh âm tiểu nhưng bị Medusa nghe được, có điểm ngượng ngùng nói, kỳ thật không trong tưởng tượng như vậy hảo, mở ra trọng đồng thời điểm, tiêu hao phi thường đại, bất luận cái gì cường đại thiên phú đều là có chế ước, đây là thiên đạo. Dương Nghị Vân nghe Medusa như thế vừa nói, đảo cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đích xác, mặc kệ là cường đại công kích cũng hoặc là lợi hại thiên phú, đều không phải vô hạn nhưng dùng, đây là thiên địa quy tắc. Đối với Medusa trọng đồng năng lực, Dương Nghị Vân nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò nói, ngươi trọng đồng chi uy, ở chỗ này không cần dễ dàng kỳ người, làm địa bàn tồn tại đi. Tốt, ta cũng là như vậy tưởng, ta đôi mắt vừa mới tiến hóa có trọng đồng thần thông, cũng vẫn là không quá ổn định, nếu là đụng tới tu vi xa cao hơn ta cường giả. Làm không hảo là sẽ bị phản phệ, cũng chỉ có thể làm đòn sát thủ tồn tại. Medusa suy tư, phi thường nhận đồng Dương Nghị Vân nói, cũng biết chính mình tình huống. Ân, như thế rất tốt, người bảo vệ tốt hai mắt của mình, tất yếu thời điểm khả năng ta còn cần ngươi phối hợp ta. Dương Mỗ Nhân hiện tại đã bắt đầu đánh Medusa chủ ý, đến nỗi khi nào có thể sử dụng được với, ở địa phương nào người nào trên người dùng, Dương Nghị Vân trong lòng đã có phương án suy tính. Ít nhất Medusa cái này thiên phú thần thông, tạm thời là không dùng được, hoặc là nói đúng thiên đạo quy tắc 5 trọng cấp bậc là không cần sử dụng. Bởi vì chính hắn đều có thể nghiền áp thiên đạo quy tắc 5 trọng cường giả,
như vậy cũng chỉ có siêu việt thiên đạo quy tắc cơ bản cường giả mới có thể làm hắn kiêng kỵ, tỉ như nói vun vào nói cấp bậc. Hắn hiện tại đắc tội diệt sát thị lực lại nhiều một nhà quỷ thần giới. Dựa theo thần nông Càng Minh nói, các thế lực lớn sau lưng đều có hợp đạo cấp bậc đại lão ở chúng thần vực. Hắn trước sau chém giết tiêu diệt, 33 thiên điện, cửu lê tộc, quỷ thần giới tam đại thế lực, nói cách khác, ít nhất này tam gia thế lực sau lưng hợp đạo sẽ tìm đến hắn báo thù. Mà sở hữu thế lực chung, chỉ có hắn sau lưng không có gì hợp đạo cường giả ở, đây là hắn vẫn luôn ở sầu lo sự tình. Đương nhiên từ hắn tu vi tăng lên tới thiên đạo quy tắc năm trọng lúc sau, cũng liền không có quá mức lo lắng, nếu là chân chính bác mệnh một trận chiến, hắn cũng thật không sợ, mà hiện tại có Medusa trọng đồng thiên phú lúc sau, hắn tương đương bên người lại nhiều một chương vương bài. Medusa trọng đồng hắn xem như kiến thức qua, có thể ảnh hưởng hắn, đã nói lên cũng có thể ảnh hưởng đến hợp đạo cấp bậc, đến lúc đó thật muốn là có hợp đạo cường giả tiến đến tìm phiền toái, hắn liền không thể và Medusa chi gian đánh phối hợp. Đây cũng là hắn dặn dò Medusa không cần dễ dàng bại lộ trọng đồng nguyên nhân. Hảo, chúng ta mau đi tìm những người khác, cũng không biết đều thế nào. Hiện giờ Medusa tu luyện hoàn thành, có trọng đồng, hắn không nghĩ ở trì hoãn đi xuống. Tốt, Medusa gật đầu, đi theo Dương Nghị Vân phía sau, không biết vì cái gì nàng hiện tại đáy lòng thật đúng là hy vọng không cần quá nhanh tìm được những người khác, nói như vậy là có thể cùng Dương Nghị Vân ở bên nhau nhiều ngốc một hồi. Dương Nghị Vân và Medusa theo huyết thú triều đại khái phương hướng truy tung mà đi. Dọc theo đường đi không còn có đụng tới một con huyết thú. Toàn bộ tu la tràng rất lớn, đi rồi hồi lâu lúc sau, địa thế cũng bất bình thản, có như là động đất lúc sau đại địa vỡ ra phay đứt gãy. Kỳ thật Dương Nghị Vân biết này đó đều là đại chiến lúc sau lưu lại phá hư dấu vết. Có thật lớn cái hố, củng cố lấy đại bao từ từ, địa hình tương đối phức tạp. Càng là đi phía trước đi, liền càng là vỡ nát, hơn nữa rất lớn. Có đôi khi muốn xuyên qua tiểu hẻm núi, ở đi ra ngoài có tiến vào đại địa mương. Bực này địa lý hoàn cảnh hạ, hắn và Medusa cứ việc có 100 mét tầm mắt năng lực, tốc độ cũng chậm lại. Mỗi một khắc Medusa đột nhiên dừng lại nói, thần tôn ta tựa hồ nghe thấy được tao hồ ly hơi thở. Cáo già, Dương Nghị Vân không phản ứng lại đây. Nhưng là nói chuyện lúc sau, hắn minh bạch, Medusa nói chính là sa hồ bà bà. Các nàng hai cái ở vĩnh hằng thần giới liệt sa mạc đấu không biết nhiều sát năm, là đối thủ một mất một còn, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế cho nên tương đối đều hiểu biết. Cho nên Dương Nghị Vân không có cảm nhận được sa hồ bà bà hơi thở, nhưng là Medusa lại là cảm nhận được, điểm này Dương Nghị Vân nhưng thật ra không kỳ quái. Vội vàng hỏi, ở cái kia phương hướng, có thể xác định sao? Nếu Medusa có thể cảm nhận được sa hồ bà bà hơi thở, có thể cũng liền có khả năng có thể tìm được những người khác. Tao hồ ly hơi thở thực mỏng manh, ta cùng nàng đấu một cái kỷ nguyên, có thể nói thực hiểu biết nàng, không có sai, ta dẫn đường đi. Medusa nói chuyện chi gian trực tiếp về phía trước đi đến, Dương Nghị Vân nhìn Medusa vội vã cái bóng, trên mặt hiện lên mỉm cười theo đi lên. Kỳ thật hắn biết, Medusa cùng sa hồ bà là viên gia đối đầu, đấu một cái kỷ nguyên lâu, nhưng lại cũng trở thành một loại phi thường độc đáo quan hệ. Hai người bởi vì hắn xuất hiện mà cộng đồng trở thành hắn thủ hạ, lại đến sau lại, kỳ thật đã không có hai tộc chi gian thù hận, nhưng mặt ngoài còn ở đấu, còn sớm lẫn nhau tổn hại, kỳ thật các nàng quan hệ đã diễn biến thành một loại hữu nghị. Cho nên hắn biết Medusa cảm nhận được sa hồ bà hơi thở lúc sau, trong lòng so với hắn còn sốt ruột, điểm này liền nàng chính mình cũng không biết, nhưng hắn lại xem ở trong mắt. Không hề nghi ngờ một màn này là hắn nguyên nhân nhìn đến, cũng là ấm áp. Dương mẫu nhân bản thân từ trong xương cốt chính là một cái van xin hộ cảm nghĩa khí người, tự nhiên cũng hy vọng thủ hạ của hắn cũng đều như thế. Chỉ có tình cảm nghĩa khí quần thể, ở trong lòng hắn ở là nhất thoải mái. Mang theo ý cười, đi theo Medusa mà đi. Hai người đi vào một cái tiểu hẻm núi, tiến vào lúc sau lại là phát hiện một chỗ 20-30 mễ hố to, Medusa đứng ở hố to bên cạnh. Dương Nghị Vân nhíu mày mày nói, chẳng lẽ còn tại đây phía dưới? Medusa gật đầu nói, ân, ta cảm giác được, tao hồ ly hơi thở ở chỗ này cường rất nhiều, khẳng định ở dưới. Dương Nghị Vân đứng ở hố to bên cạnh nhìn đen như mực hố to nói, vậy đi xuống đi. Hảo, Medusa nói chuyện hết sức nhảy xuống. Dương Nghị Vân ngược sáng thần quang chợt lóe phong vân cánh chim xuất hiện, nháy mắt đuổi theo, và Medusa sóng vai, vươn tay đi bắt khởi tay nàng nói, phía dưới tình huống không rõ, chúng ta cùng nhau.
Ân. Medusa bị Dương Mẫu Nhân nắm lên tay thời điểm, nội tâm đều run một chút, bản năng tưởng lùi về đi, nhưng lại là không lùi về tới, bởi vì Dương Mẫu Nhân tay lực đạo rất lớn. Huống hồ bị Dương Mẫu Nhân nắm lên tay thời điểm, nàng sẽ mặc danh an tâm, đương nhiên tâm cũng mặc danh ra tốc nhảy lên, đây là trước kia chưa bao giờ có quá sự. Dương Nghị Vân đâu? Như cũ là cảm nhận được Medusa tay thực lạnh lẽo, nhưng thắng ở tay nàng thực mềm mại, hắn thích loại cảm giác này. Bất quá Dương Mẫu Nhân cũng đích xác không nghĩ ăn bớt chiếm tiện nghi, chính là ở vào hố to tình huống không rõ, sợ xuất hiện ngoài ý muốn tình huống sau Medusa có hại. Hắn tốt xấu có phong vân cánh chim, chiếm cứ ưu thế. Hai người tự do rớt xuống giống nhau mà xuống. Dương Nghị Vân trong lòng phỏng chừng cái này hố to cũng sẽ không có bao sâu, khả năng cũng liền mấy chục mét. Không nghĩ tới ước chừng giảm xuống hiểu rõ 300 mễ tả hữu mới vừa tới cái đáy. Phía dưới thực hắc ám. Ở vào duỗi tay không thấy 5 ngón tay trạng thái. Bực này hố to ở hắn nghĩ đến có thể là năm đó đại chiến thời điểm đánh ra tới hố to. Trong bóng đêm Medusa nói, bên này. Lúc này Medusa đỏ mặt thuận thế mới từ Dương Mẫu Nhân trong tay tránh thoát, hướng về góc mà đi. Nơi này tuy rằng hắc ám, nhưng đối Dương Nghị Vân và Medusa tới nói, cùng mặt trên không có gì khác nhau. Đừng nhìn là 300 mễ dưới nền đất. Nhưng như cũ có huyết phụ tồn tại. Đêm đó hai người tầm mắt như cũ có thể nhìn đến 100 mét. Toàn bộ hố to nông nỗi cũng không nhiều lắm, không đến 100 mét, liếc mắt một cái nhìn quét dưới, Dương Nghị Vân và Medusa liền thấy được có một chỗ hang động. Ở bên trong sao, Dương Nghị Vân hỏi Medusa. Ân, tao hồ ly hơi thở càng ngày càng cường liệt. Medusa gật đầu nói, đã đi vào. Dương Nghị Vân nhìn đường kính ước 3 mét hang động, vội vàng theo đi vào. Nơi này hang động nhìn qua như là tự nhiên hình thành giống nhau. Ai biết bên trong sẽ là tình huống như thế nào? Sẽ có cái gì tồn tại? Hắn không nghĩ ra xa hồ bà như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ là tránh né huyết thú đàn không thể nghi ngờ chạy vừa tới rồi này dưới nền đất chỗ sâu trong? Hết thảy đều không được biết, hiện tại chỉ có thể tìm được nàng. Medusa có hay không cảm nhận được khác hơi thở tồn tại? Dương Nghị Vân hỏi. Không có, tạm thời chỉ cảm nhận được chính là tao hồ ly hơi thở. Medusa vừa đi một bên nói. Dương Nghị Vân nghe nàng một ngụm một cái tao hồ ly, trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ, nhưng cũng chưa nói cái gì, hắn biết Medusa đã thói quen. Cứ việc nghe được nàng kêu xa hồ bà tao hồ ly, nhưng Dương Nghị Vân nghe được ra tới, giọng nói của nàng chung đối xa hồ bà vẫn là thực lo lắng. Đối thủ một mất một còn chung quy thành nhất hiểu biết đối phương người. Này cũng coi như là một loại may mắn đi. Mới đầu Dương Nghị Vân nghĩ cái này hang động hẳn là không bao sâu, cũng sẽ không quá lớn, không nghĩ tới ước chừng đi rồi nửa canh giờ, như cũng không tới đế không nói, ngược lại càng ngày càng to rộng lên, dựng lên còn xuất hiện mặt khác phân nhánh hang động. Còn hảo Medusa vẫn luôn đều theo hơi thở ở đi, nếu không bọn họ sẽ lạc đường, đến lúc đó hắn liền phải nguyên thần xuất khiếu đi tìm người. Phía trước, ta cảm nhận được. Medusa ngữ khí có điểm kích động, nói chuyện chung nhanh hơn bước chân biến mất ở quẹo vào chỗ. Ai, ngươi đừng có gấp, từ từ a. Dương Nghị Vân kêu to một tiếng vội vàng theo đi lên. Hai người một trước một sau, bước nhanh càng có 10 phút sau, trong tầm mắt bỗng nhiên rộng rãi, xuất hiện ở một chỗ thật lớn hang động, có nửa cái sân bóng rổ giống nhau đại. Tao hồ ly. Medusa kêu to một tiếng. Dương Nghị Vân giờ phút này thấy được ở một chỗ tương đối so cao ngôi cao thượng, xa hồ bà đưa lưng về phía bọn họ. Medusa đi qua. Hắn cũng vội vàng cầy xong đi lên. Đừng, đừng tới đây. Liền ở Medusa cùng Dương Nghị Vân muốn bước lên ngôi cao thời điểm, một tiếng vô cùng khàn khàn nghe rất thống khổ thực cổ quái sinh thanh âm vang lên. Nhưng là Dương Nghị Vân và Medusa vẫn là phân biệt ra tới, đúng là xa hồ bà thanh âm. Có điểm không thích hợp. Đình. Dương Nghị Vân duỗi ra tay kéo ở Medusa. Liền ở ngay lúc này, ngồi cao thượng xa hồ bà cả người đều chiều lên, lại là chậm rãi chuyển qua thân, đứt quãng nói, thiếu. Thiếu chủ các ngươi mau ngươi rời đi. Dương Nghị Vân và Medusa lúc này đều có điểm hốt hoảng, bởi vì xa hồ bà lúc này nói chuyện cùng quay mặt đi khi bộ dáng phi thường quỷ dị. Nhưng là lời nói lại là biểu đạt thực rõ ràng. Làm cho bọn họ rời đi. Đây là tình huống như thế nào? Nháy mắt công phu hạ. Chỉ thấy quay mặt đi tới xa hồ bà nguyên bản mặt vô biểu tình bộ dáng, lại là có ý cười,
lại mở miệng nói, thần tôn các ngươi tới. Nói chuyện chung Sa Hồ bà hướng về bọn họ đi rồi. Một màn này xem ở Dương Nghị Vân trong mắt là trước sau mâu thuẫn. Mới vừa rồi còn lại nói các ngươi mau rời đi, lúc này lại là mang theo ý cười hướng bọn họ đi tới. Tình huống không đúng à. Dương Nghị Vân ở đi xem Sa Hồ bà thời điểm, phát hiện ánh mắt của nàng tựa hồ tràn ngập tà mị chi khí. Này cùng nàng ngày thường nhìn đến Sa Hồ bà hoàn toàn khác nhau như hai người. Trong giây lát Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Quỷ mị chiến hồn. Thần nông càng nói rõ quá, quỷ mị chiến hồn có mạnh có yếu, bọn họ ở bước vào quỷ mị chiến hồn chàng thời điểm, đụng tới những cái đó quỷ mị chiến hồn chỉ có thể xem như cấp thấp một ít. Mà hiện giờ nơi này chính là quỷ mị chiến hồn chàng trung tâm mảnh đất, Tu La chàng, ở chỗ này xuất hiện cao giai quỷ mị chiến hồn, là hoàn toàn có khả năng. Không tốt, mau tránh. Oanh! A! Phốc! Hắn một câu còn chưa nói xong, lại thấy Sa Hồ bà đã muốn chạy tới Medusa trước người, đột nhiên đối với Medusa ra tay, giơ tay chi gian bùng nổ thần quang trung mang theo cường đại huyết khí sát khí, Medusa thình lình, bị Sa Hồ bà một chưởng đánh một cái vững chắc. Hộc máu trung bay ngược. Dương Nghị Vân vội vàng nhảy dựng lên, đem Medusa ôm vào trong ngực. Nhưng lúc này Sa Hồ bà lại là chút nào không cho bọn họ thở dốc cơ hội, theo sát bay lên đôi tay chi gian huyết sát bùng nổ lần thứ hai công kích. Dương Nghị Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thúc giục 10 đại đạo thụ trung lôi thuộc tính nói thụ chi lực, toàn lực vận chuyển thần lực nơi tay, đối với Sa Hồ bà bỗng nhiên một trường. Ầm vang răng rắc. Cường đại thần lực hơn nữa lôi thuộc tính nói thụ chi lực chí dương chí cương, chuyên khắc âm loại. Một tiếng nổ vang dưới, giữa sân năng lượng đại nổ mạnh. Toàn bộ thật lớn không gian đều chấn động. Nhưng cũng là hắn một trưởng này, đem Sa Hồ bà oanh lui đi ra ngoài. Hai bên kéo ra 5 đến 60 mét khoảng cách. Thế nào, Dương Nghị Vân nâng Medusa rơi xuống đất sau hỏi. Giờ phút này Medusa vẻ mặt không thể tin tưởng, giao giao đầu nói. Không có việc gì, tiểu thương. Làm nàng không nghĩ ra chính là, Sa Hồ bà cư nhiên đối nàng hù chết tay. Lau khóe miệng vết máu sau Medusa nhìn chằm chằm Sa Hồ bà nhìn không được quát, tao hồ ly ngươi điên rồi sao? Tuy rằng hai người chi gian trước kia là đối đầu, nhưng từ lần trước lúc sau đã sớm đã không có chân chính thù hận, nhưng vừa rồi nàng thật là cảm nhận được Sa Hồ bà muốn đến nàng vào chỗ chết. Cái này làm cho Medusa trong lòng có điểm khó chịu. Bất quá Dương Nghị Vân xem đến minh bạch, trước mắt Sa Hồ bà đều không phải là Sa Hồ bà. Đối Medusa nói, không cần sinh khí, nàng không phải Sa Hồ bà. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân cũng nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm trong tầm mắt Sa Hồ bà. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện sau, Medusa cũng là sửng sốt, trong lòng kia sợi hỏa khí cũng chậm rãi đè ép xuống dưới, lúc này xem trong tầm mắt tao hồ ly đích xác phát hiện có điểm không thích hợp. Hơi thở tuy rằng vẫn là Sa Hồ bà, nhưng là ánh mắt không giống. Chết hồ ly ánh mắt không giống người thường, điểm này Medusa rõ ràng. Bỗng nhiên chi gian Medusa tỉnh ngộ, nhìn về phía Dương Nghị Vân nói, chẳng lẽ là... Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, 89 phần 10 a, Sa Hồ bà bị cao giai quỷ mị chiến hồn cấp khống chế. Chúng ta mau cứu nàng, xem vừa rồi bộ dáng, tao hồ ly còn có thể đối chúng ta nói một câu rời đi. So sánh với nàng trong cơ thể quỷ mị nhất thời nửa khắc cũng mơ tưởng cắn nuốt nàng nguyên thần, nhiều nhất áp chế tao hồ ly nguyên thần, hơn nữa muốn cắn nuốt hồ tộc nguyên thần cũng không phải dễ dàng như vậy. Medusa nói chuyện chung, có chút sốt ruột. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, ân, tất nhiên muốn cứu, bất quá ta cảm giác nơi này nhưng không ngừng là một cái Sa Hồ bà a, chờ một lát ta động thủ, người cảnh giới bốn phía, bảo vệ tốt chính mình. Dương Nghị Vân sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì hắn cảm giác được nơi này khí chàng tựa hồ ở bất chi bất giác chung đã xảy ra biến hóa, dựng lên là từ bốn phía bắt đầu. Hơn nữa tốt nhất là Sa Hồ bà đối hắn nói câu kia thiếu chủ các ngươi mau rời đi, đây là nào đó nhắc nhở, hoặc là nói khống chế nàng thân thể quỷ mị phi thường cường đại, hoặc là chính là nơi này còn tồn tại mặt khác quỷ mị chiến hồn, Sa Hồ bà không nghĩ làm hắn và Medusa mạo hiểm. Nhưng là có thể sao? Tự nhiên là không có khả năng. Không nói đến Medusa đối Sa Hồ bà cái này đối thủ một mất một còn có siêu việt oan gia đối đầu hữu nghị, Medusa nhất định sẽ cứu Sa Hồ bà. Mà chính hắn liền càng không cần phải nói đâu. Nhớ trước đây ở Vĩnh Hằng Thần Giới lần đầu tiên nhìn thấy Sa Hồ bà liền bái hắn là chủ, hoàn toàn là sở hữu thủ hạ chung trừ bỏ Hùng Hoan ở ngoài cái thứ nhất tự nguyện,
cũng là Sa Hồ Bà bảo hộ hỗn độn chung khí sát, làm hắn đem hỗn độn chung dung hợp hoàn chỉnh. Càng là biết được một ít làm hắn đến nay ngây thơ tân bí, tỉ như Đông Hoàng Thiên Đế. Mặt khác không nói đến, dù sao Sa Hồ Bà tuyệt đối muốn cứu, không thể làm nàng có việc. Medusa vừa rồi nói rất đúng, Sa Hồ Bà nguyên thần lúc này khả năng còn không có bị quỷ mị cắn nuốt, nhiều nhất là áp chế Sa Hồ Bà nguyên thần. Cũng đích xác hồ tộc nguyên thần không phải như vậy hảo cắn nuốt. Hồ tộc cường đại thiên phú là mị hoặc, nói trắng ra là cũng là đến từ nguyên thần cường đại thiên phú, cho nên liền tính là có cái gì cao giai quỷ mị khống chế Sa Hồ Bà, nhưng muốn cắn nuốt rất Sa Hồ Bà nguyên thần do đó hoàn toàn đoạt xá nàng, sẽ không dễ dàng như vậy. Dương Nghị Vân biết cứu Sa Hồ Bà còn có cơ hội, công đạo Medusa một tiếng sau, trực tiếp liền nhào hướng Sa Hồ Bà. Hắn muốn lấy tuyệt đối lực lượng, áp chế Sa Hồ Bà, hoàn toàn khống chế nàng sau, đem nàng trong cơ thể quỷ mị chiến hồn cấp bắt được tới. Nói thụ về một, Dương Nghị Vân đây là ở tiến vào chúng thần vực lúc sau, lần đầu tiên sử dụng 10 đại đạo thụ chi lực, đủ để thuyết minh hắn đối Sa Hồ Bà để ý. Oanh! Toàn thân ngũ quang thập sắc thần quang bạo phát. Cường đại hơi thở phát ra mở ra. Duỗi ra tay trái phía trên, kim quang lóng lánh. Đông! Lại là hỗn độn chung vang lên. Tay phải vung lên dưới, bảy màu long lân huyền phù. Dương Nghị Vân chuẩn bị lấy tính áp đảo lực lượng mau chóng đem Sa Hồ Bà cấp bắt lấy. Đương nhiên này không phải toàn bộ lực lượng, hắn còn có hắc ám quy tắc phù chuẩn bị tùy thời tìm được thích hợp thời cơ thi triển ra tới. Nhưng mà lúc này đối diện mấy chục mét ở ngoài Sa Hồ Bà đột nhiên âm chắc chắc cười nói, ta thiếu chủ ngươi muốn giết lão bà tử sao? Dương Nghị Vân nhìn nàng, trong lòng cũng là cảm giác quỷ dị, đây là Sa Hồ Bà lần thứ hai lấy như thế quỷ dị khẩu khí nói chuyện. Nếu nàng bị quỷ mị khống chế, vậy không nên có trí tuệ a, thần nông càng nói rõ quá, quỷ mị chiến hồn đều là không có bất luận cái gì tư tưởng linh trí tả vật chi lưu. Nhưng hiện tại đối diện Sa Hồ Bà lại là mở miệng cùng hắn đối thoại. Này rõ ràng là có tư tưởng, nhưng đồng thời Dương Nghị Vân cũng biết, nàng tuyệt đối không phải Sa Hồ Bà ý thức. Không nghĩ ra Dương Nghị Vân không nghĩ, chỉ có thể quy kết đến cao giai quỷ mị có linh trí tư tưởng đi. Hừ lạnh một tiếng nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, từ Sa Hồ Bà trong cơ thể rời đi, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không bản tôn mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều làm ngươi hôi phi yên diệt. Ha ha, ta thiếu chủ a, ngươi nói như vậy, thật sự là làm lão bà tử ta quá thương tâm, ta liền Sa Hồ Bà a, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu, đến đây đi, lại đây làm ta hảo hảo xem ngươi. Sa Hồ Bà đối mặt Dương Nghị Vân uy hát yêu ta chút nào không thèm để ý, ngôn ngữ chi gian thậm chí còn mang theo hài hước nói chuyện, hướng về Dương Nghị Vân mà đến. Cái này ngược lại là Dương Nghị Vân trong lòng có chút phạm nói thầm. Hắn trong mắt Sa Hồ Bà hơi thở vẫn là thiên đạo quy tam trọng, là ăn vào tu la quả lúc sau mới có cảnh giới. Nhưng hôm nay lại là đối mặt hắn, không sợ chút nào. Cứ việc biết nàng đã không phải nàng, nhưng biểu hiện không khỏi cũng quá mức. Nhìn Sa Hồ Bà đi tới, Dương Nghị Vân chút nào không thèm để ý, chờ nàng lại đây nhưng thật ra muốn nhìn nàng có cái gì thủ đoạn. Dù sao hắn biết lúc này Sa Hồ Bà không phải lại đây ôn chuyện, mà là lại đây tìm hắn phiền toái. Ha ha, ta thiếu chủ, ngươi, cẩn thận. Oanh, nhìn như chậm gì gì Sa Hồ Bà kỳ thật vô cùng xảo trá cùng cẩn thận, ở Dương Nghị Vân trước người mau 10 mét thời điểm, đột nhiên liền đối Dương Nghị Vân ra tay. Một đạo huyết khí thần quang đột kích, nháy mắt liền dừng ở Dương Nghị Vân trên người. Ngay sau đó Dương Nghị Vân toàn bộ thân thể giống như là phong hóa giống nhau. A thần tôn, Medusa thấy như vậy một màn hét lên một tiếng. Như thế nào cũng không nghĩ tới Dương Nghị Vân liền như vậy một chút nói. Ngược lại là mang theo ta ý cười Sa Hồ Bà bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không chút do dự về phía sau thối lui. Nhưng là, ầm vang, đông, nổ vang chung hỗn độn chung vang lên. Kim quang lộng lẫy vô cùng. Một tiếng du dương dưới từ trên trời giáng xuống, lại là một chút đem muốn lui về phía sau Sa Hồ Bà cấp bao phủ ở trong đó. Dương Nghị Vân tự nhiên sẽ không như vậy nhược. Một kích đã bị Sa Hồ Bà cấp đánh nát, hắn chỉ là ở Sa Hồ Bà ra tay nháy mắt, thúc giục phong vân cánh chim né tránh tàn ảnh bị đánh trúng, hơn nữa ở trong nháy mắt làm ra phản kích, vừa ra tay liền đem Sa Hồ Bà bao phủ ở hỗn độn chung nội. Sớm có điều phòng bị, tu vi thực lực cũng bất đồng ngày xưa, Dương Nghị Vân sao có thể sẽ bị dễ dàng công kích,
phiên tay chi gian liền đem Sa Hồ bà bao phủ ở hỗn độn trung nội. Bên kia Medusa lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, Dương Nghị Vân không có việc gì liền hảo. Đông! Dương Nghị Vân nhảy dựng lên đứng ở hỗn độn trung phía trên. Đại cục đã định. Sa Hồ bà bị hắn áp chế ở hỗn độn trung nội sau cũng đừng tưởng ở ra tới. Dương Nghị Vân đứng ở hỗn độn trung thượng, nhìn chung quanh bốn phía, cẩn thận đi cảm thụ một chút, đảo cũng không có phát hiện cái gì mặt khác sinh linh tồn tại. Vốn tưởng rằng nơi này còn sẽ có cái quỷ gì mị chiến hồn, nhưng là thẳng đến giờ phút này hắn đem Sa Hồ bà cấp chấn áp ở hỗn độn trung nội, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Này liền thuyết minh, nơi này chỉ có Sa Hồ bà trong cơ thể một cái quỷ mị chiến hồn, mà không có mặt khác. Nếu là có lời nói, lúc này đã sớm nhảy ra ngoài. Nghĩ đến đây sau, hắn đảo cũng yên tâm. Đối với Medusa nói, Medusa lại đây hộ pháp. Hắn chuẩn bị dùng lão biện pháp, nguyên thần xuất khiếu tiến vào Sa Hồ bà thần hải trong vòng đi tiêu diệt khống chế nàng quỷ mị chiến hồn. Medusa nghe vậy lại đây, nhìn bị trấn áp ở hỗn độn trung nội Sa Hồ bà, mở miệng hỏi Dương Nghị Vân nói, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi thay ta hộ pháp, ta nguyên thần xuất khiếu tiến vào Sa Hồ bà thần hải đi, đến lúc đó tìm được quỷ mị chiến hồn diệt đó là. Dương Nghị Vân đối Medusa nói, có lẽ ta có thể trợ lực giúp một tay. Medusa nghĩ nghĩ mở miệng. Dương Nghị Vân sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, nàng là muốn thử xem nàng trọng đồng chi lực. Như thế cũng hảo, có người trợ giúp nhiều một phần thắng. Dương Nghị Vân biết Medusa trọng đồng cũng là nhằm vào nguyên thần, có nhiếp hồn chi hiệu, thậm chí hắn đều phải nói. Tuy rằng không cho nàng dễ dàng sử dụng trọng đồng, nhưng hiện tại cũng không có gì người, huống hồ vẫn là cứu Sa Hồ bà, đảo cũng không sao. Đi, ta mang ngươi đi vào. Dương Nghị Vân dắt Medusa tay, ngay sau đó, hai người liền tiến vào hỗn độn trung nội. Hỗn độn trung bị hắn hóa thành cao lớn mấy chục trượng bộ dáng, tiến vào trong đó sau không gian là rất lớn. Chẳng qua nội loại Sa Hồ bà lại là bị hỗn độn trung lực lượng hoàn toàn cấp chân áp ở không thể động đậy. Đương Dương Nghị Vân và Medusa tiến vào sau, Sa Hồ bà lại là trước tiên mở miệng nói chuyện nói, khanh khách, tiểu tử trong giới tốt nhất đừng lộn xộn nga. Dương Nghị Vân liền buồn bực. Một cái xâm nhập Sa Hồ bà trong cơ thể quỷ mị chiến hồn mà thôi, đã trở thành bản thượng thịt cá, có thể nói chết đã đến nơi, như thế nào còn như thế bình tĩnh. Hoặc là nói tự tin đâu. Dương Nghị Vân nhìn không được nói, ta nói ngươi nơi nào tới tự tin a? Làm ngươi lăn ra Sa Hồ bà trong cơ thể đã cho ngươi cơ hội, hiện tại, ngươi chỉ còn lại có hôi phi yên diệt một cái lộ, chờ chết đi. Ha ha, tiểu tử ta biết ngươi muốn làm gì. Đơn giản là tiến vào thần hải phá hủy ta mà thôi, nhưng là... Ta muốn nói cho ngươi chính là, ta cũng không phải là cái quỷ gì mị chiến hồn, ngươi có năng lực giết, Sa Hồ bà liền sẽ không có việc gì. Lời nói thật nói đi, ngươi giết ta, Sa Hồ bà cũng đi theo xong đời, không tin ngươi tới thử xem. Lúc này Sa Hồ bà, không đối ứng nên nói khống chế Sa Hồ bà, tránh ở nàng trong cơ thể sinh linh rốt cuộc lấy tự thân lập trường nói chuyện. Không hề mượn Sa Hồ bà danh nghĩa miệng lưỡi cùng Dương Nghị Vân nói chuyện với nhau. Nhưng nàng một phen lời nói, lại là làm Dương Nghị Vân trong lòng lạnh nửa thanh. Nghe tới tránh ở Sa Hồ bà trong cơ thể sinh linh, thật đúng là không phải cái quỷ gì mị chiến hồn, bởi vì thần nông càng nói rõ quá quỷ mị chiến hồn đều là tàn hồn biến thành tân giống loài, không có bất luận cái gì tư duy linh trí, chỉ có sát khí giết chóc. Vừa rồi nghe được đối phương nói nàng không phải cái quỷ gì mị chiến hồn. Nếu thật là như vậy, thật là có điểm khó làm. Bởi vì đơn thuần quỷ mị chiến hồn liền tính là xâm nhập bị nhân thần hải bên trong, hoặc là cắn nuốt nguyên thần, hoặc là chính là đối lập liều mạng, điểm này năm đó hắn tiến vào thạch giám đảm đương mấy người thần hải thời điểm sẽ biết. Nhưng nếu đối phương là tự mình ý thức tư duy có linh trí tồn tại, vậy có thể uy hát yêu ta đến Sa Hồ bà nguyên thần, tin tưởng chỉ cần hắn dám vọt vào Sa Hồ bà ý thức hải, đối phương liền dám diệt sát Sa Hồ bà nguyên thần. Làm Sa Hồ bà hoàn toàn hồn phi phách tán. Kia cũng không phải là hắn sở hy vọng. Nhìn trước mắt Sa Hồ bà, toàn thân đều bị hắn hỗn độn chung lực lượng giam cầm, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, còn lại là không sợ chút nào, hoàn toàn là một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Cái này làm cho Dương Nghị Vân phán đoán đối phương nói có thể là thật sự. Nhưng, không phải quỷ mị chiến hồn, lại là thần thánh phương nào đâu. Lại vì cái gì muốn xâm nhập Sa Hồ bà trong cơ thể, này đó hắn đều không rõ ràng lắm.
Ngươi rốt cuộc là vật gì? Dương Nghị Vân thâm trầm hỏi. Ha ha, ngươi đoán đâu? Sa hồ bà không nói, hoặc là nói là sa hồ bà trong cơ thể đồ vật không nói. Làm Dương Nghị Vân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bất quá hắn lại là một bên nói chuyện, một bên cấp Medusa thứ 6 cái ánh mắt. Ngươi muốn thế nào? Dương Nghị Vân tiếp tục nói chuyện, lại là cấp Medusa chuẩn bị thời gian. Rất đơn giản, đem ngươi này khẩu phá trung thu hồi, phóng ta rời đi, này lão đầu hồ ly thân thể cùng ta tương phù hợp, ta muốn. Nói tới đây thời điểm, nàng cười hắc hắc, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, ta đọc lấy ra cáo giả ký ức, biết tiểu tử ngươi làm người, ta đâu, là tạm thời sẽ không cắn nuốt rớt cáo giả nguyên thần, nhưng là tiểu tử ngươi cũng đừng ép ta, thật muốn là đem ta bức nóng này. Ta liền nuốt rớt cáo giả nguyên thần, làm nàng triệt rớt tan thành mây khói, cũng làm tiểu tử ngươi hối hận. Ngươi uy hát yêu ta ta, Dương Nghị Vân nheo lại đôi mắt. Xem như đi, ha ha, đối phương là thật sự không có sợ hãi. Dương Nghị Vân nội tâm sát ý đại thịnh, gần từng chữ, bản tôn mặc kệ ngươi là thứ gì, nhưng là hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi, thả ngươi đi, đừng vọng tưởng, uy hát yêu ta của ngươi tuyệt đối là một cái thật lớn sai lầm. Lúc này đối phương đột nhiên lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi chính là cái hậu sinh tử mà thôi, lão nương ta nếu không phải mất đi thân thể, bị nhốt tại đây chúng thần vực yên lặng không gian ngàn vạn năm, hiện giờ là không có thân thể, yêu cầu cái này cáo giả thân thể tu dưỡng, nếu không đổi thành trước kia, lão nương sẽ làm ngươi sinh tử không bằng. Một giới nho nhỏ thiên đạo quy tắc năm trọng mà thôi, ngươi cũng xứng cùng lão nương ta đối cầm, cho ngươi 10 tức thời gian, nhanh lên buông ra lão nương. Nếu không lão nương ta lập tức diệt sát cáo giả nguyên thần. Sốt cuộc. Đối phương táo bạo lên, bắt đầu tự xưng lão nương, một phen trong lời nói cũng toát ra vài cái tin tức. Bị nhốt ở yên lặng không gian ngàn vạn năm, mất đi thân thể mới ra tới, vừa lúc liền đụng phải sa hồ bà, cũng là sa hồ bà xui xẻo. Ngôn ngữ chi gian mắng Dương Nghị Vân là tiểu bối, khẩu hô nho nhỏ thiên đạo năm trọng. Này thuyết minh đối phương trước người tu vi ít nhất là hợp đạo cấp bậc cường giả. Ngàn vạn năm trước a. Thật là lão bất tử, cũng khó trách có như vậy khẩu khí. Nhưng là ở Dương Nghị Vân trong mắt rõ ràng chính là cởi mao phượng hoàng không bằng gà mà thôi, cư nhiên còn dõng dạc. Nhìn đối phương táo bạo lên, Dương Nghị Vân bỗng nhiên hét lớn, Medusa động thủ. Chờ chính là nàng táo bạo cơ hội. Medusa hai trong mắt bỗng nhiên đại lượng. Trọng đồng xuất hiện lưỡng đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất tiến vào sa hồ bà hai tròng mắt chung. Ngay sau đó sa hồ bà ánh mắt tan rã lên. Lúc này Medusa vội vàng mở miệng nói, mau, ý thức của đối phương rất cường đại, ta trọng đồng kiềm chế không được nàng bao lâu thời gian. Dương Nghị Vân cũng không kịp hỏi nhiều, trong lòng vừa động, nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp tiến vào sa hồ bà trong cơ thể thẳng đến biển sâu mà đi. Hắn muốn chống Medusa kiềm chế đối phương ý thức thời điểm, tiến vào sa hồ bà thần trong biển, đem đối phương xử lý, như thế nguy cơ tự nhiên hóa giải. Đồng thời Dương Nghị Vân kỳ thật trong lòng cũng ở phạm nói thầm, bởi vì Medusa đều nói nàng trọng đồng kiềm chế không được đối phương bao lâu thời gian, này liền thuyết minh, đối phương nguyên thần ý thức sánh bằng đỗ toa còn cường đại, giết không được nàng, chỉ có thể kiềm chế, nhưng là kiềm chế cũng kiềm chế không được bao lâu, đối phương rất mạnh. Medusa trọng đồng hắn lĩnh giáo qua, liền hắn cũng đều muốn bị lạc, nhưng hiện tại Medusa lại là nàng kiềm chế không được đối phương bao nhiêu thời gian. Lần này thật đúng là đụng phải ngạnh tia, a tử. Trọng điểm là đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết đối phương là cái quỷ gì đồ vật. Phản chi không phải quỷ mị chiến hồn. Có thể nói ra bị nhốt ở chỗ này ngàn vạn năm mới ra tới, mất đi thân thể, từ thời gian tính, cũng là một tôn viễn cổ cấp bậc tà linh đi. Nhưng lúc này tên đã trên dây không thể không phòng, liền tính đối phương lại quá khó chơi, hắn cũng muốn vọt vào sa hồ bà thần hải trong vòng đi cùng đối phương đấu một trận. Sa hồ bà hắn cần thiết cứu, tránh ở nàng thần trong biển mặc kệ là thần thánh phương nào, hắn cũng phải đi vặn một vặn cổ tay. Nói đến cùng hắn đối phương chỉ là cái không có thần thể cô hồn dã quỷ mà thôi, đương nhiên liền chết cô hồn có điểm cường đại. Dương Nghị Vân tiến vào sa hồ bà thần hải bên trong. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, Medusa trọng đồng có thể bị lạc đối phương bao lâu thời gian cũng không biết, nhưng từ trước đến nay sẽ không lâu lắm. Cho nên hắn tốc chiến tốc thắng. Tiến vào sa hồ bà thần hải lúc sau, Dương Nghị Vân nguyên thần ý thức đảo qua, tức khắc liền tìm tới rồi sa hồ bà thần hải trong vòng không giống người thường địa phương. Hoặc là nói là thần hải trung tâm nơi.
Nơi này giống nhau chính là nguyên thần nơi ở. Vèo một chút đến, liền thấy được hai cái năng lượng thể. Không hề nghi ngờ là Sa Hồ Bà Bà cùng xâm nhập Sa Hồ Bà Bà thần hải trong vòng đệ nhị giả. Lúc này hắn chỗ đã thấy là cảnh tượng có chút xấu hổ. Hai luồng năng lượng thể, tự nhiên đại biểu hai cái nguyên thần. Giờ phút này hai luồng có thể liền thể, trình một trên một dưới bộ dáng. Tạp Thượng Phong một đoàn nhìn so với phía dưới lớn một vòng, là hôi chung mang hồng bộ dáng. Mà xuống phương còn lại là màu trắng mang kim. Dương Nghị Vân biết màu trắng chính là Sa Hồ Bà Bà nguyên thần hoặc là nói là yêu hồn. Ở Sa Hồ Bà Bà phía trên còn lại là xâm nhập giả. Giờ phút này tình huống thực rõ ràng, xâm nhập giả dẫm lên Sa Hồ Bà Bà trên người, không hề nghi ngờ là khống chế Sa Hồ Bà Bà. Quả nhiên cùng phía trước suy đoán không sai. Loại tình huống này dưới, đối phương tùy thời đều có diệt sát Sa Hồ Bà Bà yêu hồn cơ hội. Cũng may, hắn vào được lúc này đối phương cũng bị Medusa cấp áp chế, hắn không có thời gian đi nghĩ nhiều, Medusa kiên trì không được bao lâu. Hắn phải nhanh một chút xử lý đối phương, nếu không một khi đối phương từ Medusa trọng đồng hạ tránh thoát mở ra, Dương Nghị Vân sợ xúc phạm tới Sa Hồ Bà Bà. Quá nguy hiểm. Xem hiện tại trạng thái, chẳng khác nào là Sa Hồ Bà Bà yêu hồn bị đối phương bóp cổ giống nhau, tùy thời đều có thể muốn mệnh. Không có thời gian đi nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân nguyên thần ý thức ngưng tụ dưới, bỗng nhiên đối với kia một đoàn màu xám năng lượng thể dỗi qua đi. Oanh! Cũng chính là khoảnh khắc thời gian dưới. Hắn công kích dừng ở đối phương trên người. Chỉ cần này một kích tập trung, Dương Nghị Vân liền có tin tưởng xử lý đối phương. Mặc kệ là bất luận cái gì thần linh, nguyên thần đều là nhất yếu ớt. Một kích dưới, hắn trong lòng đại hỉ. Bám vào Sa Hồ Bà Bà yêu hồn trên không màu xám năng lượng thể, một chút bị đánh trúng. Ở nháy mắt đánh trúng thời điểm, một đoàn màu xám năng lượng thể từ Sa Hồ Bà Bà yêu hồn thượng thoát ly mở ra. Cũng chính là này trong nháy mắt. Màu xám năng lượng thể vầng sáng đại tác phẩm. Sau đó Dương Nghị Vân thấy được đối phương bản thể. Trong đầu toát ra hai chữ xài lang. Đúng vậy, trong mắt hắn nhìn đến chính là một đầu xài lang yêu hồn. Mà Sa Hồ Bà Bà yêu hồn cũng hiển lộ ra tới, trở thành một đầu cửu vĩ hồ. Này một kích dưới, cuối cùng là đem các nàng chia lìa mở ra. Khá vậy ở ngay lúc này, Dương Nghị Vân cảm nhận được vô tận yêu hồn hơi thở bùng nổ dựng lên. So với hắn nguyên thần còn phải cường đại một bậc. Nhưng ở ngay lúc này, Dương Nghị Vân cũng không có gì lo lắng, bởi vì Sa Hồ Bà Bà yêu hồn cuối cùng bị hắn cấp cứu, không cần lo lắng sẽ bị đối phương cấp diệt sát vấn đề. Đối phương là một đầu xài lang yêu hồn, sở phát ra nếu là yêu khí, đều không phải là quỷ mị chiến hồn hơi thở. Cái này làm cho Dương Nghị Vân phi thường kinh ngạc, vốn tưởng rằng là cái gì cường đại cao giai quỷ mị chiến hồn, lại là không nghĩ tới sẽ là một đầu xài lang yêu hồn. Đồng dạng là yêu tộc. Cứ việc hắn một kích dưới làm này đầu xài lang yêu hồn rời đi Sa Hồ Bà Bà yêu hồn, nhưng lại cũng vào giờ phút này xài lang yêu hồn tránh thoát Medusa trọng đồng. À nhưng thật ra coi thường các ngươi. Đối diện xài lang yêu hồn mở miệng, nhưng ngữ khí không còn có phía trước như vậy thong dong. Dương Nghị Vân còn lại là ở ngay lúc này đứng ở, Sa Hồ Bà Bà bên người đem Sa Hồ Bà Bà bảo hộ tại bên người. Hắn cũng đã nhìn ra. Này đầu xài lang yêu hồn tuy rằng yêu hồn cường đại, nhưng chung quy là không có yêu thân vật dẫn sau, vẫn là thực hoảng loạn. Mà Medusa trọng đồng chi uy cũng bày ra ra cường đại một mặt. Tại đây chờ tình huống dưới, kỳ thật xài lang yêu hồn đã mất đi tiên cơ. Dương Nghị Vân cười lạnh nói, ngươi một giới cô hồn mà thôi, phiên không được thiên, bản tôn đã cho ngươi cơ hội, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Tiểu tử nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ai chết còn không nhất định. Xài lang yêu hồn như cũ thực kiên cường. Dương Nghị Vân lúc này đem Sa Hồ Bà Bà yêu hồn nguy cơ tiếp xúc sau, nhưng thật ra không nóng nảy, hắn nhìn trong tầm mắt xài lang yêu hồn, rất là tò mò, chậm rãi mở miệng nói, đều chính xác lúc, người mất đi lợi thế, cư nhiên còn ở vị uy hát yêu ta bản tôn, thật sự rất tò mò, người một đầu không có căn cơ xài lang yêu hồn mà thôi, nơi nào tới tự hành. Xài lang. Ngay sau đó đối phương thanh âm đề cao, tức giận tận trời nói. Lão nương là khai thiên thời đại hồng hoang dị thú hạc, chính là không phải xài lang, người dám vũ nhục lão nương, người đi tìm chết đi. Dương Nghị Vân không nghĩ tới hắn một tiếng xài lang ra tới, sẽ làm đối phương lớn như vậy phản ứng, cư nhiên tự xưng là hạc, hơn nữa là khai thiên thời đại hồng hoang dị trùng. Ý tứ chính là nàng ra tiếng cao quý, sao có thể sẽ là đê tiện xài lang có thể so.
trong cơn giận dữ, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Dương Nghị Vân nguyên thần. Đối phương nói ra hạc tên này sau, Dương Nghị Vân nghĩ tới Sơn Hải Kinh, hắn từng ở Sơn Hải Kinh một cuốn sách nhìn thấy quá hạc tên này, có một cái đơn giản miêu tả chính là ngoại hình giống hồ ly. Hiện tại xem ra hạc tìm xa hồ bà cũng không phải không đạo lý, nàng cùng hồ ly tương tự, có lẽ đoạt xá thân thể thời điểm sẽ không có bài xích đi. Dù sao hạc nổi giận, bị Dương Nghị Vân xem thành là xài lang sau, như là đã chịu thật lớn vũ nhục, thẳng đến Dương Nghị Vân mà đến. Hừ cũng nên kết thúc. Dương Nghị Vân hừ lạnh dưới, nguyên thần kim quang đại tác, khẽ quát một tiếng. Ngay sau đó con nhím thụ hồn thiên phú bùng nổ, muôn vàn gai ngược chi lực bùng nổ tất cả đều nổ bắn ra hướng về phía hạc. A, à, cứ việc hạc nguyên thần cường đại, nhưng hắn chung quy là cái không có vật dẫn cô hồn dã quỷ mà thôi. Bị Dương Nghị Vân này nhất chiêu nổ bắn ra dưới, muôn vàn nguyên thần gai ngược nháy mắt liền công kích trong người, phát ra hét thảm một tiếng. Ở sông tới thời điểm, hạc tạm dừng một chút, nguyên thần run rẩy. Chi? Mà liền vào giờ phút này, Dương Nghị Vân phía sau vang lên một tiếng thét dài. Ngay sau đó lại là một đầu cửu vĩ hồ vèo nhào hướng hạc, hóa thân mấy trăm trượng to lớn, cửu thiên cái đuôi quất đánh qua đi, há mồm chi gian liền đem hạc nuốt hạ bụng. Nhưng bất chính là xa hồ bà không biết khi nào thức tỉnh lại đây, ở Dương Nghị Vân xuất kích lúc sau, nắm lấy cơ hội nhào hướng hạc yêu hồn, trực tiếp nuốt hạc. Một màn này làm Dương Nghị Vân phát sửng sốt. Không nghĩ tới xa hồ bà tức giận lúc sau cũng rất đáng sợ, vừa rồi yêu hồn hơi thở cũng là vô cùng cường đại. Bất quá này cũng bình thường, nơi này chung quy là xa hồ bà thần hải trong vòng, là nàng chủ chiến tràng, hồ tộc cũng này đây nhiếp hồn là chủ thiên phú. Trái lại phản phệ hạc yêu hồn cũng là có thể. Giây tiếp theo Dương Nghị Vân nhìn đến xa hồ bà yêu hồn trong quang mang lóe ra, bắt đầu thu nhỏ lại. Ở lúc sau lại hóa thành một đoàn năng lượng thể, chợt lóe bắt đầu phát quang phát lượng. Dương Nghị Vân biết kết thúc. Sa hồ bà cắn nuốt hạc yêu hồn lúc sau, không thiếu được muốn tới một lần thật lớn tiến bộ. Hắn nhìn thoáng qua sau, ý niệm vừa động, rời khỏi sa hồ bà thần hải. Cuối cùng là đem sa hồ bà cứu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thế nào? Medusa nhìn đến Dương Nghị Vân nguyên thần trở về sau, trước tiên hỏi. Không có việc gì, chúng ta từ từ đi. Dương Nghị Vân nói chuyện nhìn thoáng qua xa hồ bà. Lúc này xa hồ bà hiện ra bản thể, bàn oa trên mặt đất trên người lập lòe thần quang, hiển nhiên là bắt đầu tiêu hóa bị nuốt hạc, yêu cầu thời gian. Hô không có việc gì liền hảo, Medusa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lúc này lại là thân thể lay động lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Dương Nghị Vân vội vàng đem nàng nâng trụ nói, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì chính là vận dụng trọng đồng di chứng, bị đối phương phản phệ một chút, ta nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Medusa nói chuyện cũng xem là giọng tức. Dương Nghị Vân tránh ở một bên cấp hai người hộ pháp. Hắn hiện tại có điểm minh bạch, hạc phía trước ở xa hồ bà thần hải trong vòng, tất nhiên cũng là bị Medusa trọng đồng cấp thương tới rồi, nếu không hắn sẽ không vừa ra tay liền thành công. Cuối cùng hạc bị xa hồ bà cấp phản phệ đi. Medusa trọng đồng xem ra là thực sự có kỳ lạ chỗ. Đến nỗi xa hồ bà lần này nuốt hạc yêu hồn, nói vậy cũng muốn có điều trưởng thành. Như thế cũng vừa lúc ứng câu nói kia, nguy hiểm càng lớn, cơ duyên càng lớn. Chính như Medusa cũng giống nhau, ở thật lớn nguy hiểm qua đi, có trọng đồng năng lực. Mà xa hồ bà chợt tiêu hóa rất hạc yêu hồn lúc sau, sẽ có cái dạng nào biến hóa. Kỳ thật hắn cũng thực chờ mong. Mà hắn đâu? Dương Nghị Vân trong lòng cười cười, hắn đã đạt tới thiên đạo quy tắc năm trọng, tu vi tăng lên có thể so với ngồi hỏa tiễn giống nhau, cũng không thể quá lòng tham. Bước tiếp theo đó là hợp đạo trình tự. Ở chúng thần vực thế giới hắn tin tưởng, chính mình khoảng cách hợp đạo trình tự khoảng cách sẽ không quá xa. Ước ba ngày lúc sau, Medusa khôi phục lại. Mà xa hồ bà như cũ ở tiến hóa bên trong. Ở trên người nàng thần quang là càng ngày càng sáng, hóa thành một cái thật lớn kén. Tao hồ ly muốn tiến hóa. Medusa nhìn chằm chằm xa hồ bà nói. Dương Nghị Vân gật đầu nói, người đối nàng nhất hiểu biết, nói xa hồ bà sẽ có cái dạng nào tiến hóa, là tu vi cảnh giới vẫn là mặt khác. Medusa từ từ nói, toàn phương vị đi, nàng hơi thở đang không ngừng cường hóa chung. Ta xem cũng là... Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được xa hồ bà hơi thở ở không có lúc nào là tăng trưởng chung. Như thế Dương Nghị Vân và Medusa lại đợi 10 ngày.
ngày này Sa Hồ bà tiến hóa chi lộ rốt cuộc hoàn thành. Đa tạ thiếu chủ. Sa Hồ bà hoàn thành tiến hóa lúc sau tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là khấu tạ Dương Nghị Vân. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo, Dương Nghị Vân tâm tình không tồi, bởi vì Sa Hồ bà tiến hóa lúc sau, tu vi đạt tới thiên đạo quy tắc 5 trọng đại viên mãn. Đương nhiên hắn có thể cảm giác được giờ phút này Sa Hồ bà, tiền lời lớn nhất không phải tu vi cảnh giới, mà là nội tại yêu hồn, nàng cả người khí chất đều có biến hóa lớn. Biến càng thêm nội liễm, càng thêm trầm ổn, lúc này Sa Hồ bà cho hắn cảm giác giống như là giếng cổ sâu thẳm thủy giống nhau, dày nặng thả lại yên tĩnh. Đều là thiếu chủ cứu giúp, mới có thể lão bà tử tránh thoát một kiếp, lại này phiên tạo hóa, kia hạc yêu chi hồn không giống bình thường. Sa Hồ bà nói. Ha ha, hảo đừng khiêm nhường, người có thể có này tạo hóa, nên tạ người không phải ta. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian nhìn thoáng qua một bên Medusa. Này hai người từ trước đến nay là đối thủ một mất một còn, nhưng vào hắn dưới tòa lúc sau, cũng ở mấy phen giám đốc chung, trở thành lẫn nhau nhất hiểu biết người, các nàng chi gian là một loại thường nhân khó có thể lý giải hữu nghị. Sa Hồ bà tự nhiên phía trước đã phát sinh hết thảy, càng biết Medusa ở cứu thời điểm ra tay. Vừa muốn qua đi nói lời cảm tạ, lại là không nghĩ tới kiêu ngạo Medusa hừ lạnh một tiếng nói, không cần, ta cũng không hy vọng thần tôn dưới tòa thiếu một đầu trung thành chết hồ ly mà thôi, người chết sống cùng ta vô can. Đa tạ, Sa Hồ bà lại là như cũ đối với Medusa hành lễ. Hơn nữa không hề có sinh khí, nàng thật sự đạt tới một loại cao giai thoát biến, ổn một đám. Medusa thật sâu nhìn thoáng qua Sa Hồ bà, nhịn không được nói thầm nói. Tao hồ ly đừng đắc ý, ta sớm hay muộn sẽ đuổi theo ngươi. Nói lời này thời điểm, Medusa có điểm ê ẩm cảm giác. Trước kia là nàng tu vi cao hơn Sa Hồ bà một đầu, hiện tại còn lại là Sa Hồ bà siêu việt nàng. Không chỉ có là ngươi tu vi thượng, nội tại cũng vượt qua nàng một đầu. Mặt ngoài xem nàng hiện tại là thiên đạo 4 trọng, Sa Hồ bà là thiên đạo 5 trọng. Mà nàng có được trọng đồng, nhưng Sa Hồ bà còn lại là yêu hồn tiến hóa một tầng. Mặc kệ ngoại lệ Sa Hồ bà đều qua nàng. Ngươi chi thiên phú vốn là so lão bà tử cường đại, siêu việt ta là chuyện sớm hay muộn nhi. Sa Hồ bà phi thường bình tĩnh và Medusa nói chuyện. Cái này làm cho Medusa nghe vào trong tai càng thêm hụt hẫng. Này đâu tao hồ ly cũng quá có thể trang đi. Nhìn không được liền phải véo. Medusa cũng không thích loại này tao hồ ly, cảm giác hoàn toàn thay đổi một người. Dương Nghị Vân lại là biết Sa Hồ bà đây là nội tại biến hóa, đây là chuyện tốt, hắn ước gì bên người người đều một cái so một cái cường đại mới hảo. Nhìn Medusa lại muốn mở miệng, vội vàng ngắt lời nói, hảo hảo, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi tìm những người khác. Là thiếu chủ. Medusa cùng Sa Hồ bà đều theo tiếng. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Dương Nghị Vân hỏi Sa Hồ bà là tình huống như thế nào. Sa Hồ bà giải thích. Và Medusa không sai biệt nhiều, đều là bị huyết thú đàn tách ra cùng đại bộ đội đi lạc, lúc sau nàng một người lạc đơn thời điểm, bị hạc theo dõi, tiến vào nàng thần hải bên trong, Sa Hồ bà cùng hạc một phen đại chiến, cuối cùng vẫn là không địch lại hạc yêu hồn cường đại, bị áp chế, bất quá Sa Hồ bà là cửu vĩ thần hồ, có truyền thừa bí pháp ở nguyên thần trong vòng, hạc muốn hoàn toàn đoạt xá nàng nguyên thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hai người yêu hồn vẫn luôn đều ở giằng co. Liền ở Sa Hồ bà sắp rằng co không đi xuống thời điểm, Dương Nghị Vân và Medusa xuất hiện, cuối cùng là được cứu trợ, nếu là chậm một chút nữa, Sa Hồ bà đã có thể thật bị hạc cấp hoàn toàn cắn nuốt rớt. Còn hảo có Medusa ở, trường kỳ cùng Sa Hồ bà làm đối đầu, đối hai bên từng người hiểu biết, cảm nhận được Sa Hồ bà hơi thở, như thế mới thuận lợi tìm được rồi Sa Hồ bà, nếu không nói, Sa Hồ bà khả năng liền thật lạnh. Lần này cũng coi như là vạn hạnh. Kế tiếp chính là đi tìm những người khác. Chậm trễ hơn 10 ngày, Dương Nghị Vân trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là cũng không có biện pháp. Hiện tại Sa Hồ bà không có việc gì, tự nhiên muốn đi tìm những người khác. Dựa theo Sa Hồ bà cách nói, lúc ấy bị huyết thú tách ra người, nàng còn thấy được hùng hoan, mà mặt khác đại bộ phận người, còn lại là còn đều ở bên nhau. Đương nhiên còn có thần nông thị người, cũng có người bị huyết thú chiều cấp tách ra. Dương Nghị Vân nghe được lúc sau, nhiều ít trong lòng an một ít. Hắn đối hùng hoan vẫn là có tin tưởng. Nếu là những người khác lạc đơn lúc sau, có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là hùng hoan thực lực chính là đủ để sánh vai thiên đạo 5 trọng hơn nữa là siêu cường cái loại này,
tụ huyết mạch chi đạo giả ở chúng thần vực thế giới là chiếm cứ ưu thế. Một hàng ba người, đi ra sau, như cũ vẫn là trên mặt đất hình như mê cung giống nhau dưới nền đất. Hoặc là đi lên lục địa. Bất quá nhìn phức tạp khổng lồ thế giới ngầm, Dương Nghị Vân đột nhiên nghĩ đến, nơi này có thể hay không cùng địa phương khác tương liên. Nếu là tương liên, vậy không dùng tới lục địa đi, trực tiếp dưới mặt đất hành tẩu mà đi, chỉ cần phương hướng đối liền không thành vấn đề, lại còn có thể giảm rất nhiều phiền toái không phải. Hắn hiện tại có thể làm ra quyết định là, tìm được đại bộ đội liền thành. Đây cũng là lý trí cách làm. Đại phương hướng truy tung, huyết thú chiều phương hướng Medusa cùng Sa Hồ bà đều biết. Ở chỗ này Dương Nghị Vân còn có thể nguyên thần xuất khiếu đi tìm người. Như thế quyết định, cũng được đến Sa Hồ bà và Medusa duy trì. Đương nhiên, Dương Mỗ Nhân làm bất luận cái gì quyết định, rồi sau đó hai người đều là duy trì. Kế tiếp lộ, Dương Nghị Vân bắt đầu dùng chính mình ưu thế. Nguyên thần xuất khiếu tìm người. Tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng cũng là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Vì thế Dương Nghị Vân bắt đầu nguyên thần xuất khiếu, bay vọt ở khổng lồ thế giới ngầm. Cường đại nguyên thần ý niệm thể hiện rồi ra tới, ý niệm vừa động chi gian, bay ra đi, ngay sau đó chính là mấy chục dặm ở ngoài. Này vẫn là hắn sợ hao tâm tổn sức quá mức, tận lực khắc chế dưới. Dù sao nguyên thần xuất khiếu phạm vi mấy chục dặm trong vòng đều ở sẽ hiện ra ở hắn trong đầu. Lần đầu tiên 50 dặm, không có bất luận cái gì phát hiện, đến lúc đó nhìn đến tới một ít tránh ở dưới nền đất huyệt động chung quỷ mị chiến hồn, Dương Nghị Vân không dám đi quấy nhiễu. Lần thứ 2 80 dặm, như cũ không có phát hiện. Thẳng đến lần thứ 3 lúc sau, rốt cuộc có phát hiện. Lần thứ 3 hắn nguyên thần ý niệm đạt tới, 90 dặm ở ngoài. Rốt cuộc thấy được vài người. Đương nhiên không phải Hùng Hoan. Mà là Đoạn Thân mới vừa cùng Âm Dương Kim Cương vợ chồng ba người. Bọn họ lại là cũng đang ở nào đó dưới nền đất huyệt động chung, nhìn dáng vẻ là lạc đường giống nhau. Cũng không có đụng tới cái quỷ gì mị chiến hồn cũng hoặc là huyết thú. Nhưng cũng không có những người khác tại bên người. Thủ hạ thực lực cường đại nhất ba cái cư nhiên ở bên nhau. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng là lại tìm được rồi ba cái. Dương Nghị Vân nguyên thần trở về bản thể. Chuẩn bị đi trước cùng Đoạn Thân mới vừa ba người hội hợp lại nói.